hai người thế mà lại không nói cho mình biết, có còn coi mình là chị em tốt nữa không vậy? Trần Triệu Dương không ngờ là sau khi nhìn thấy Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ, Nam Cung Yến lại vội chạy đến, giận dỗi nói. Tiểu Yến, mình, Từ Tịnh Nhã cảm thấy có lỗi khi nghe cô bạn thân của mình nói vậy. Dương Lệ nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lén lút ngẩng đầu nhìn Nam Cung Yến. Được rồi, chúng ta vào rồi nói tiếp, khi Nam Cung Yến nhìn thấy bộ dạng của họ, trong lòng cô chợt vỡ òa, nhưng không để lộ ra ngoài, lập tức kéo hai người bước lên lầu. Trần Triệu Dương, anh nhớ chữa khỏi cho hai chị em nhà họ Cật, nếu không chữa được, anh sẽ biết tay em, sau đó, Nam Cung Yến trực tiếp đưa hai người họ lên lầu. Giang Tử Phong chợt rụt cổ lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có bạn gái là một chuyện tốt, nhưng nếu có quá nhiều bạn gái thì không phải chuyện tốt đẹp gì. Ánh mắt đó của cậu là có ý gì vậy? Còn không mau đưa tôi đi gặp chị em họ. Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy chán nản khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Tử Phong, không ngờ hình tượng anh minh thần võ của mình lại hoàn toàn sụp đổ như thế này. Vâng, đại ca, bị anh mắng như vậy, Giang Tử Phong vội vàng dẫn đường, cả nụ cười và ánh mắt hả hê cũng mất luôn, nếu không, tới lúc đó không chỉ có ăn mắng mà còn bị ăn đấm nữa. Khi bọn họ đến phòng của hai chị em nhà họ Cận, Trần Triệu Dương chau mày khi thấy vết thương trên cơ thể hai người họ đã được băng bó. Vết thương như thế này có lẽ là cơn ác mộng đối với các cô gái, nhất là đối với một cô gái xinh đẹp như vậy thì lại càng không thể chấp nhận được. Tôi sẽ đưa đơn thuốc cho cậu, cậu đi mua thuốc cho tôi càng sớm càng tốt, Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi, mặc dù trong tay anh có rất nhiều dược liệu, nhưng lại không có loại như thế này. Phải nghĩ cách mua một lô dược liệu mới được. Đại ca, yên tâm, em sẽ quay lại ngay, cầm lấy đơn thuốc do Trần Triệu Dương kê. Giang Tử Phong biết đây là thuốc trị bệnh cho chị em nhà họ Cận nên không dám trì hoãn mà nhanh chóng rời đi. Sau khi cậu ấy rời đi, Trần Triệu Dương lập tức huy động ánh sáng vàng trong mắt bắt đầu khôi phục vết thương trên người chị em họ, tuy rằng đều là vết thương bên ngoài, nhưng cũng cắt đứt một ít mạch máu và kinh mạch, đây chính là những nơi hồi phục chậm nhất. May mẫn thay, sau lần cược ngọc lần trước, mắt xuyên thấu của anh lại được thăng cấp nên việc chữa trị càng nhanh hơn trước. Nhưng ngay cả như vậy, khi Trần Triệu Dương chữa trị xong những vết thương trên người hai chị em của họ thì cũng mệt đến mức hai mắt trở nên choáng váng và gần như sắp ngã xuống đất. Cậu Trần, anh không sao chứ, hai chị em họ thực ra đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu vì chảy máu quá nhiều. Sau khi Trần Triệu Dương điều trị xong, hai người họ đều cảm thấy mình đã hồi phục lên rất nhiều. Nhìn thấy anh suýt chút ngã quỵ, hai người họ nhanh chóng đỡ Trần Triệu Dương lên. Tôi không sao, cứ để tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Trần Triệu Dương cảm thấy mắt mình vẫn còn hơi nhức, nhưng so với lúc cứu Hồ Đại Quân thì vẫn tốt hơn rất nhiều, lần trước suýt chút nữa thì mắt hỏng luôn rồi, lần này hiệu suất sử dụng cũng ít hơn nhiều, đồng thời mắt xuyên thấu cũng đã được thăng cấp. Có vẻ như có rất nhiều cách để thăng cấp mắt xuyên thấu, vì vậy phải thử nhiều lên mới được. Hai chị em họ Cận nhìn thấy Trần Triệu Dương vì cứu mình mà kiệt sức đến mức sắp ngất đi, trong lòng rất cảm động, đặc biệt là bọn họ thấy vết thương của mình đã gần như hồi phục hẳn. Khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn trước tài năng của anh. Phải biết là với vết thương của hai người họ, phải nghỉ dưỡng ít nhất 3 tháng trở lên còn chưa chắc sẽ hoạt động nhanh nhẹn như trước, nhưng bây giờ, bọn họ ngoài việc cảm thấy có chút đau và cơ thể suy yếu ra thì không còn vấn đề gì. Quả nhiên là lần này bọn họ đã đặt cược đúng và theo đúng người rồi. Khi Trần Triệu Dương đang tu dưỡng, Nam Cung Yến đã đưa Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ đến bên này. Trần Triệu Dương, anh ấy làm sao vậy? Ban đầu Nam Cung Yến có nói vài lời chỉ trích Trần Triệu Dương, nhưng khi nhìn thấy anh ngồi xếp bằng trên giường của chị em họ Cận, vẻ mặt bọn họ lại vô cùng lo lắng khi nhìn anh thì cô chợt trở nên lo lắng. Cậu Trần ra nông nỗi như thế này là vì chữa trị cho bọn em. Vừa rồi, cậu Trần nói, mệt quá rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, Cận Băng nghe thấy câu hỏi của Nam Cung Yến thì lập tức trả lời. Còn Cận Liệt thì không nói gì, bởi vì cô ta đã biết Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến là quan hệ vợ chồng. Nên tâm trạng đang rất tệ, mặc dù sau lời khuyên răn của chị gái, tâm trạng cô ta đã chuyển biến tốt một chút, nhưng lại không mấy thiện cảm đối với Nam Cung Yến. Nam Cung Yến thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời này của Cận Băng. Lúc này, cả ba người họ cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương trên cơ thể của Cận Băng đã được chữa lành một cách thần kỳ, mặc dù có vẻ không được lành lặn như trước nhưng đó cũng là một kỳ tích rồi. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Bèn nghĩ người đàn ông này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật nữa. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nhìn thấy anh có thể sẽ không tỉnh lại ngay, cô sợ anh sẽ bị quấy rầy nên lập tức dẫn mọi người ra khỏi phòng.
Trong phòng, Trần Triệu Dương nhận ra ánh sáng vàng trong mắt xuyên thấu của mình đã có chút thay đổi, ánh sáng ban đầu là màu vàng, nhưng bây giờ lại chuyển thành xanh ngọc, anh không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng ít ra anh không phát hiện ra chỗ nào vấn đề gì. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt hơn mắt xuyên thấu của mình, anh lập tức dùng ánh sáng xanh trong mắt mình chiếu về phía một cây xanh bên cạnh. Điều khiến Trần Triệu Dương ngạc nhiên là cây xanh này thực sự đã bắt đầu ra những chồi mới, cả chậu cây trở nên xanh mơn mởn trông vô cùng thu hút. Chỉ là, lượng tiêu hao này thật kinh người, chỉ là để cây xanh mọc chồi mới, liền tiêu hao 1/3 ánh sáng xanh trong mắt anh. Xem ra mắt xuyên thấu của mình đã được thăng cấp rồi, nhưng mình không biết liệu có còn công hiệu gì khác hay không. Nếu ánh sáng xanh của mình thực sự có thể thúc đẩy sự sinh trưởng thực vật, vậy mình có thể trồng một số linh dược không? Khi đó dùng nó để thúc đẩy sự sinh trưởng của dược liệu, biết đâu lại nhận được những lợi ích bất ngờ. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trần Triệu Dương, anh tỉnh rồi, anh có sao không? Nhìn thấy Trần Triệu Dương đi ra, đám người Nam Cung Yến vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi thăm. Cảm ơn cậu Trần đã cứu giúp, nhìn thấy Trần Triệu Dương bước ra, chị em họ Cận lập tức tiến về trước, kính cẩn nói với anh. Uy bảo vệ vợ tôi nên hai cô mới bị thương, cho nên tôi chữa trị cho hai cô là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, sau này chúng ta đều là người một nhà. Đã là người một nhà thì không nên nói lời khách sáo. Như vậy, nhìn thấy hai người họ như muốn bái lại mình, Trần Triệu Dương nhanh chóng đưa tay ra, đỡ hai người lên. Tuy nhiên, thực lực của hai cô vẫn chưa đủ, sau này tôi sẽ giúp các cô nâng cao thực lực, Trần Triệu Dương nói thẳng mà không hề giấu giếm. Vâng, cảm ơn cậu Trần giúp đỡ, vốn dĩ sau khi nghe Trần Triệu Dương nói rằng bọn họ là người một nhà, trong lòng đã vô cùng hưng phấn, nhưng bây giờ lại nghe anh có thể giúp mình nâng cao thêm thực lực, hai cô lại càng kích động không thôi. Trần Triệu Dương, anh đi theo em, Nam Cung Yến lập tức bặm môi nói. Ồ, được, anh có chút bối rối khi nghe Nam Cung Yến nói vậy, cảm thấy tâm trạng của cô trở nên có chút kỳ lạ. Đi theo Nam Cung Yến đến ban công lầu 2 của biệt thự, cô chỉ nhìn chăm chăm vào Trần Triệu Dương mà không nói lời nào, khiến anh cảm thấy có chút chột dạ. Vợ à, có chuyện gì vậy? Anh không có làm chuyện gì sai chứ? Trần Triệu Dương chợt lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng khác lạ của vợ mình. Có phải em là vợ của anh không? Nam Cung Yến đỏ mặt, nhưng cô vẫn nghiến răng hỏi. Đương nhiên là phải rồi. Cuộc hôn nhân của chúng ta còn được nhà nước chứng nhận, trong lòng Trần Triệu Dương đột nhiên dao động, không phải cô lại sắp nhắc đến chuyện ly hôn với mình chứ? Nếu em đã là vợ của anh, vậy tại sao anh lại giúp bọn họ nâng cao sức mạnh, để tất cả bọn họ đều được tu luyện, mà lại không quan tâm đến em chút nào? Nam Cung Yến nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy chạnh lòng. Vợ ơi, oan cho anh quá, còn oan hơn cả đậu Nga. Quá trình tu luyện này rất vất vả, anh không muốn em phải khổ, chỉ muốn em tận hưởng những điều tốt đẹp ở nhà và làm những gì em muốn, còn sóng gió ở bên ngoài, cứ để anh ai âu. Nhìn dáng vẻ uất ức của vợ, Trần Triệu Dương lập tức ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Không cần, em không cần anh che mưa chắn gió cho em muốn cùng anh trải qua phong ba bão táp, bằng không, nếu gặp phải chuyện như ngày hôm nay, em thậm chí còn không có khả năng tự bảo vệ mình, sẽ làm liên lụy đến anh. Nam Cung Yến lại ngẩng đầu lên nói với ánh mắt vô cùng kiên định. Đừng nói mấy lời liên lụy gì đó nữa, anh đều tự nguyện vì em cả. Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến còn muốn nói điều gì đó, liền nhanh chóng nói, được rồi, anh hứa với em sẽ dạy em tu luyện. Vậy còn tạm được, với sự thông minh lanh lợi của Tổng Giám Đốc đây, sẽ không mất quá nhiều thời gian để vượt qua anh. Đến lúc đó anh đừng có khóc đấy, Nam Cung Yến tinh nghịch nói. Ha ha, được thôi, vậy đến lúc đó vợ nhớ bảo vệ anh đấy, dù gì thì người ta vốn rất yếu đuối mà, Trần Triệu Dương tỏ ra yếu ớt nói. Dẹp đi, đừng nói mấy lời như vậy, tởm chết đi được, nhìn thấy bộ dạng của Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến chợt bật cười. Ghê tởm sao, em nếm thử xem, dứt lời, Trần Triệu Dương liền ôm lấy Nam Cung Yến hôn ngấu nghiến. Sự tiếp xúc mềm mại này khiến anh không muốn dừng lại, cũng không muốn buông ra. Đại ca, em mua dược liệu về rồi, ngay khi Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đang củi khô bốc lửa, chính thức hôn nhau lần đầu tiên thì một âm thanh vang lên khiến anh muốn ngã quy. Đồ lưu manh, anh thật biết lợi dụng người khác, Nam Cung Yến đẩy Trần Triệu Dương ra. Sau đó vội vàng chạy đi với khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng. Tên khốn kiếp này, sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc này thì lại đến, anh nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức xoay người đi xuống lầu. Giang Tử Phong vốn là đang hăng hái muốn lập công,
nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tối sầm của đại ca mình thì trong lòng cậu ấy bỗng có chút thấp thỏm. Đại ca, em để dược liệu ở đây, còn có một số dụng cụ, em đột nhiên nghĩ ra có một số vấn đề trong việc tu luyện, nên em phải đi lĩnh ngộ một chút đã, Giang Tử Phong không dám ở lại nữa, vội vàng rời đi. Đợi tôi luyện xong thuốc, tôi sẽ cho cậu huấn luyện đặc biệt, đảm bảo lĩnh ngộ xong, tu luyện của cậu sẽ tỏ như ban ngày, nhìn Giang Tử Phong giống như đang chạy trốn, anh nhẹ giọng nói. Giang Tử Phong đang chạy điên cuồng, sau khi nghe thấy lời của anh thì chân cậu ấy bắt đầu loạng choạng suýt nữa đã ngã xuống đất. Anh cho chúng tôi huấn luyện đặc biệt với được không? Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã nghe thấy huấn luyện đặc biệt thì hai mắt sáng lên và háo hức hỏi. Cái này, đợi tôi luyện xong thuốc rồi tính, nhìn ánh mắt khao khát của hai người, Trần Triệu Dương vội vàng chạy về phòng, đóng cửa lại. Hai, lúc đầu lão già kia đã dạy mình thuật luyện đan dược, tiếc là không có lò luyện thuốc nào. Có thể dùng được, bằng không, nếu luyện ra được đan dược thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn, Trần Triệu Dương nhìn dụng cụ Giang Tử Phong đã đưa đến mà lắc đầu bất lực. Ngay khi anh đóng cửa để luyện thuốc, Phong Lạc đã mang vài tên thuộc hạ bị đánh gãy một cánh tay và tên Vân Phụng Thiên đã bị ngất xỉu trở về Kỳ Môn Sơn. Sơn chủ, chúng tôi đã trở về, là tôi đã không bảo vệ chu toàn cho cậu chủ, xin Sơn chủ hãy trừng phạt, vừa đến chính điện của Kỳ Môn Sơn, nhìn Vân Hạn Lâm đang ngồi phía trên. Ông ta liền quỳ xuống với dáng vẻ đầy tự trách. Con trai tôi bị làm sao vậy? Vân Hạn Lâm vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy lời của Phong Lạc thì lập tức mở mắt ra, đến bên cạnh Vân Phụng Thiên, nhìn con trai mình đã ngất đi, ông ta liền nổi giận đùng đùng. Sơn chủ, đều trách tên Trần Triệu Dương kia, chính là hắn ta đã đánh cậu chủ ra nông nổi này. Phong Lạc nhìn thấy Vân Hạn Lâm nổi cơn tam bành thì sợ đến toàn thân run rẩy. Lẽ nào ông không bài binh bố trận theo lời tôi nói với hắn ta sao? Vân Hạn Lâm nheo mắt hỏi. Sơn chủ, hắn ta đã phá vỡ trận địa của Sơn chủ chỉ bằng một đòn công kích, Phong Lạc do dự một hồi rồi mới trả lời. Cái gì, lẽ nào hắn ta cũng là một võ đạo tông sư sao? Vẻ mặt của Vân Hạn Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc khi nghe Phong Lạc nói vậy. Không phải vậy, hắn ta chỉ là thiên tiên đại thành, nhưng chân khí của hắn ta có chút dị thường, uy lực rất mạnh. Ngoài việc không thể phóng xuất ra năng lượng, có thể nói sức chiến đấu của hắn ta gần như là của một võ đạo tông sư, Phong Lạc nghĩ một hồi sau đó nói. Hừ, thiên tiên đại thành thì vẫn là thiên tiên, căn bản là không cùng đẳng cấp với võ đạo tông sư. Được rồi, chuyện này không cần phải lo lắng, trước mắt phải cứu con trai của tôi tỉnh lại rồi tính. Vân Hạn Lâm nghe nói Trần Triệu Dương chỉ là thiên tiên đại thành thì chợt cười khinh bỉ, ông ta đỡ con trai mình lên. Sơn chủ, cẩn thận. Tên Trần Triệu Dương này đã giở thủ đoạn trên người của cậu chủ. Nếu như ép cậu chủ tỉnh dậy, e rằng sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy mất, nghĩ đến những gì Trần Triệu Dương đã nói trước đó, Phong Lạc lập tức nhắc nhở. Hở, còn có chuyện đó sao? Vân Hạn Lâm lập tức kiểm tra cơ thể con trai mình khi nghe Phong Lạc nói vậy. Khi ông cảm thấy một nguồn năng lượng đáng sợ đang ẩn trong cơ thể của con trai mình, sắc mặt ông ta liền đanh lại. Sơn chủ, tên Trần Triệu Dương này đã giở trò trên lưng của cậu chủ. Sơn chủ hãy kiểm tra lưng của cậu ấy xem sao, Phong Lạc nghĩ đến Trần Triệu Dương đã vẽ lên lưng Vân Phụng Thiên, lập tức nhắc nhở. Nghe vậy, Vân Hạn Lâm lập tức xé áo của con trai mình ra, quả nhiên là trên lưng hắn ta có một chữ chiến rất lớn, chữ chiến này hiện lên màu đỏ xám, thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc. Thủ đoạn thật sự rất lợi hại, cũng vô cùng độc địa, cơ thể kia ấy mà lại mang cả tinh thần chiến đấu và phương thức giết người gộp chung lại. Nếu bây giờ tôi xóa bỏ chữ này, e rằng con tôi chỉ có một con đường chết. Lúc cảm nhận được chữ chiến sau lưng con trai mình, ông ta cảm thấy vô cùng nan giải. Sơn chủ, ông còn cách nào không? Nghe xong lời của Sơn chủ, Phong Lạc cảm thấy rét run trong lòng. Ông ta không ngờ Trần Triệu Dương lại có thể hóa giải mánh khóe của Sơn chủ một cách dễ dàng như vậy. Nhưng khi đối mặt với thủ đoạn của Trần Triệu Dương, Sơn chủ lại dường như hết cách. Cách thì có. Tôi có thể cần phải bế quan để loại trừ tai họa ngầm này cho con trai tôi, lúc này Vân Hạn Lâm ôm con trai ông ta nhảy vào sau núi. Phía bên này, Trần Triệu Dương đã điều chế thành công thuốc trị sẹo, anh mang ra ngoài đưa cho hai cô nàng, sau đó còn hướng dẫn hai người cách sử dụng, trước khi và sau khi thức dậy thì bôi một lần, nhiều lắm là ba ngày thì dường như vết sẹo sẽ biến mất. Nhận được thuốc của Trần Triệu Dương, hai chị em họ gần mừng đến suýt khóc, bọn họ cứ cho rằng vết sẹo này sẽ theo họ suốt đời rồi chứ. Không ngờ Trần Triệu Dương chỉ trong một ngày đã điều chế ra loại thuốc có thể trị được sẹo. Xem ra, cậu Trần vẫn quan tâm đến chị em bọn họ. Em gái, em cũng thấy rồi đó,
cậu Trần đã có tổng giám đốc Nam Cung rồi, chị không mong em sẽ lún sâu vào. Bên trong phòng, Cận Băng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc khi cầm chai thuốc của em gái mình, bất lực khuyên răn. Chị à, chẳng lẽ chị không thấy, hai người từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng đều thích cậu Trần sao? Bọn họ có thể thích thì tại sao em không thích được chứ? Cận Liệt vểnh môi, bất mãn phân bua. Em, hai, thôi, tùy em vậy, thấy em gái mình cứng đầu như vậy, người làm chị như cô ta cũng không biết nên nói gì nữa, vả lại, cô ta có tư cách gì mà nói em gái mình chứ? Không phải cô ta cũng đang như thế sao? Đương nhiên Trần Triệu Dương không hề hay biết chuyện này, sau khi bọn họ đã đi về nghỉ ngơi. Trần Triệu Dương lại đi đến giữa Hồ Lộc Minh. Tiểu Thải, ra đây, Trần Triệu Dương bất động, cũng không mở miệng, dùng tâm trí triệu hồi nó. Vèo, ngay thời điểm Trần Triệu Dương vừa gọi, một con rắn bảy màu sặc sỡ vụt lên trên thuyền, bò đến bên cạnh anh, thân thiết cọ cọ vào cổ anh. Ngoan lắm, Tiểu Thải, tao đến thăm mày một lát. Hình như mày mập lên không ít rồi nha, nhìn Tiểu Thải lớn hơn trước khá nhiều, Trần Triệu Dương không kiềm được trêu chọc nó. Khè cây ếch nghe thấy Trần Triệu Dương nói, Tiểu Thải bò một mạch đến mũi thuyền, cả người lắc lư hướng về phía trước. Ý mày là muốn tao đi theo mày sao? Trần Triệu Dương thấy động tác của Tiểu Thải nhất thời trong lòng nảy sinh điều gì đó, anh bèn theo hướng Tiểu Thải muốn, cho thuyền đi về phía đối diện hồ. Đến bờ, tốc độ của Tiểu Thải lại càng nhanh hơn, Trần Triệu Dương cũng bắt đầu ra tốc. Chạy theo sau Tiểu Thải, người và rắn rất nhanh đã đến một cái hố to. Mày muốn nói mày ăn đồ trong hố này à? Thấy Tiểu Thải dẫn mình đến cái hố to này, Trần Triệu Dương liền nhớ lại chuyện đám ba người Giang Tử Phong bị té vào một cái hố rồi ngất đi, đến lúc bọn họ tỉnh dậy thì đã trở thành hậu thiên võ giả rồi. Khe khe, Tiểu Thải không biết nói chuyện, chỉ có thể sốt sắng, sau cùng nó nhảy vọt ào xuống cái hố kia. Trần Triệu Dương nhìn thấy thì cũng nhảy vào theo. Tiểu Thải giống như một con tê tê vậy, ngọ nguậy cái đuôi làm lớp đất đá cứng rắn bên dưới lập tức vỡ ra, rất nhanh sau đó cái hố lớn lại càng sâu thêm. Khoảng chừng 5 phút sau, Trần Triệu Dương liền cảm nhận được có một luồng linh khí vô cùng thuần khiết truyền đến từ dưới lòng đất, luồng khí này dường như không cần trải qua tôi luyện mà có thể hấp thu trực tiếp. Thật sự có đồ xịn, hai mắt Trần Triệu Dương sáng trưng, không ngờ Tiểu Thải còn có khả năng tìm báu vật. Thứ được chôn sâu tận trong lòng đất một ý như thế này mà nó cũng có thể tìm ra. Tao đần chết đi được, Trần Triệu Dương vỗ vào đầu anh một cái, quên mất luôn cả khả năng nhìn xuyên thấu của mình. Lúc này, Trần Triệu Dương sử dụng khả năng ấy, ba giả soát dưới hố đất. Sau quá trình giả soát, Trần Triệu Dương đã nhìn thấy được một cái lỗ rất nhỏ, chắc là do lúc Tiểu Thải chui ra ngoài tạo thành, lần này nó hao hơi tổn sức như vậy, chắc là vì muốn mình nhìn theo. Nhìn vào trong cái hố nhỏ kia, rốt cuộc Trần Triệu Dương cũng tìm được đồ xịn đang nằm dưới lòng đất. Đó là một viên đá pha lê tím đã bị cắn vỡ một nửa, bao bọc xung quanh không ít pha lê màu xám đã kết tinh. Cái này, quả thực là một linh thạch hảo hạng, Trần Triệu Dương không ngờ lại ở đây lại có một viên linh thạch hảo hạng như vậy. Trên thực tế, con người không có cách nào hấp thu trực tiếp những loại linh thạch thông thường được, chỉ có thể hấp thu từng chút, sau đó phải tôi luyện một hồi mới có thể biến đổi thành chân khí. Mà linh thạch hảo hạng thì không được xếp vào. Loại này, con người có thể hấp thu trực tiếp linh thạch hảo hạng, không cần phải trải qua quá trình tôi luyện từng bước. Hơn nữa, linh thạch hảo hạng còn ẩn chứa khối lượng linh khí khổng lồ, có người nói một viên linh thạch hảo hạng cũng đủ linh khí cho thiên tiên tiểu thành đạt đến thiên tiên đại thành rồi. Chà, món đồ này quá xịn rồi, thế mà lại ăn mất của tao hơn phân nửa, nhìn viên linh thạch hảo. Hạng bị căn hơn phân nửa, nhất thời Trần Triệu Dương đau lòng không thôi. Cơ mà dù sao thì đây cũng là của Tiểu Thải người ta đó, nó đã dẫn mình tới cũng không tồi rồi, ở đó mà trách cứ nó cái gì chứ. Ngoan lắm Tiểu Thải, mày không cần vất vả như vậy đâu, bò thẳng xuống lấy đồ lên đi, anh xem xét lại khoảng cách, nếu như Tiểu Thải cứ đào xuống như vậy, không biết phải chờ đến bao giờ. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, Tiểu Thải như hiểu tiếng người lắc lư cái đầu, sau đó chui tọt cả cơ thể vào cái hố nhỏ. Không lâu sau, Tiểu Thải mang ra một viên linh thạch màu tím lớn khoảng chừng một nắm tay em bé. Trần Triệu Dương vốn còn phiền não chuyện đám Giang Tử Phong sao lại đột phá nhanh như vậy, anh cảm thấy chắc là vì do Tiểu Thải chui ra vào cái hố, làm linh khí của linh thạch hảo hạng bay ra ngoài, thế nên bọn họ đã hấp thu được. Tiểu Thải như đang hiến dâng báu vật, dùng đầu nó dè dặt nâng linh thạch hảo hạng lên, đưa đến trước mặt Trần Triệu Dương. Giỏi lắm, làm tốt lắm, yên tâm, nếu sau này tao luyện chế được thứ gì ngon. Nhất định sẽ để dành cho mày một phần, nhận lấy linh thạch hảo hạng kia,
cảm nhận được linh khí ẩn chứa trong linh thạch, Trần Triệu Dương vô cùng thỏa mãn gật đầu. Chỉ là, viên linh thạch hảo hạng có hữu dụng với Nam Cung Yến hơn là với Trần Triệu Dương, anh cũng không nhất thiết cần nó. Với Nam Cung Yến, bây giờ cô đang muốn tu luyện, nếu như có viên linh thạch hảo hạng này làm cơ sở, nền tảng của cô nhất định sẽ vững chắc vô cùng. Nghe được lời khen ngợi của Trần Triệu Dương, Tiểu Thải nhất thời hưng phấn bỏ quá bỏ lại trên người anh. Trần Triệu Dương đưa Tiểu Thải về, liền đến xem thử mộc thạch bảy màu, anh phát hiện ra chỉ cần thêm vài ngày nữa mộc thạch bảy màu đã hoàn thiện, anh còn nghĩ cũng phải cần thêm 1-2 tháng nữa chứ, không ngờ lại nhanh đến thế. Trận quyết đấu với Vân Hạn Lâm trước đó anh đã lấy về được viên mộc thạch bảy màu này. Anh cũng đã nghĩ ra nên điều chế mộc thạch bảy màu thành thuốc gì rồi, có lẽ lần quyết đấu với Vân Hạn Lâm hôm đó, thực lực của anh cũng đã tăng thêm một bậc. Từ núi trở về, Trần Triệu Dương liền tiến vào. Trạng thái tu luyện, sau khi thực lực của anh đạt đến thiên tiên đại thành, chưa có hôm nào nghiêm túc tu luyện lại cả. Nam Cung Yến thì đang ở phòng cách vách, và lại, linh khí ở Hồ Lộc Minh vô cùng dày đặc, Trần Triệu Dương hấp thu linh khí giống như hách vậy, linh khí xung quanh ồ ạt kéo đến. Đám Giang Tử Phong đang tu luyện bên cạnh đồng loạt tỉnh lại, bởi vì bọn họ không thể hấp thu được chút linh khí nào, cách mà Trần Triệu Dương hấp thu linh khí chất quá trời. Đại ca à, đây là sao hả? Chuyện này quá kinh khủng rồi, em cảm thấy tất cả linh khí đều bị đại ca hấp thu hết rồi. Giang Tử Phong cảm nhận được toàn bộ linh khí đều tràn vào phòng Trần Triệu Dương, nhất thời bất đắc dĩ nói. Bộ bọn tôi không giống vậy sao, không hấp thu được một tí linh khí nào cả, anh ấy sao không xuống núi nhanh đi chứ? Hai cô nàng Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng đều thốt lên mấy câu oán giận. Được rồi, nếu đã không thể tu luyện được nữa, đành về phòng đánh một giấc thật ngon, thức dậy biết đâu đại ca đã về nhà rồi, vẻ mặt Giang Tử Phong tràn đầy sầu não, thơ thẩn quay về phòng. Hai, từ khi mỗi ngày ngồi thiền tu luyện, giết rồi cũng không quen ngủ luôn, đầu óc và tinh thần lúc ngủ dậy cũng không được như sau khi tu luyện. Hiển nhiên Trần Triệu Dương không hề biết bọn họ đang oán giận. Lúc này anh đang hấp thu một cách vô cùng sảng khoái. Nên biết rằng, sau khi kinh mạch và đan điền của anh trải qua không ít lần tôi luyện, chúng đã vô cùng bền bỉ, tốc độ hấp thu cũng như tích trữ linh khí rất đáng gờm, vì thế toàn bộ linh khí ở Hồ Lộc Minh đều bị Trần Triệu Dương thu hút, những người khác thì không tài nào hấp thu được. Chính vì thế, lượng chân khí mà cơ thể Trần Triệu Dương sản sinh trong một đêm làm người khác không thể nào theo kịp. Sáng hôm sau, Trần Triệu Dương cảm thấy cả người thoải mái. Chân khí trong cơ thể cũng đã tràn đầy, chỉ là vừa mới xúc tiến, vốn dĩ không phải thời điểm tốt để đột phá, nên vẫn phải tiếp tục con đường đè nén bớt chân khí lại. Wow, vết sẹo trên người hai người đâu mất rồi, sáng sớm, tất cả mọi người nhìn cánh tay chị em họ gần, những vết sẹo kia chẳng những biến đâu mất mà làn da còn trắng nõn mịn màng hơn trước. Đều nhờ có cậu Trần điều chế thuốc cho chúng tôi đấy, không thì nhan sắc bị hủy mất rồi, nghe mọi người nói thế, chị em nhà họ gần chỉ đành thành thật trả lời. Tốt lắm, ăn đi thôi, nếu các cô đã khỏi rồi thì không cần dùng nó nữa đâu. Trần Triệu Dương thấy Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ, còn thêm Nam Cung Yến vợ anh, vẻ mặt người nào cũng tràn đầy khát vọng, anh chỉ đành nói. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói thế, ba cô nàng nhìn nhau bật cười, cũng không tị nạnh chuyện này nữa. Đại ca, sau khi ăn sáng xong, anh dạy bọn em vài kỹ thuật chiến đấu đi, trên bàn ăn, Giang Tử Phong bày ra vẻ mặt nịnh nọt nói. Kỹ thuật chiến đấu à? Không thành vấn đề, sau khi ăn xong, gọi luôn cả bọn Hứa Nghị ra, Trần Triệu Dương gật đầu đồng ý, đám Giang Tử Phong còn chưa có sức mạnh, chưa từng luyện võ bao giờ, cũng chưa đánh nhau với ai, vốn dĩ không có sức chiến đấu gì, trước hết phải chuyển hóa sức mạnh thành sức chiến đấu đã. Được rồi, em ăn xong rồi, để em đi gọi bọn họ, chúng ta tập hợp ở quảng trường nhá, thấy Trần Triệu Dương đã đồng ý, nhất thời Giang Tử Phong hưng phấn, nhanh chóng lùa hết bữa sáng vào miệng rồi chạy đi mất. Thằng nhóc này vẫn hấp tấp như vậy, nhìn thấy bóng lưng vọt đi của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương lại chỉ lắc đầu bất lực. Em có thể đến xem không một lát không? Nam Cung Yến vừa nghe được liền nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt mong đợi hỏi. Đương nhiên là được, Trần Triệu Dương gật đầu, nếu vợ anh quyết tâm tu luyện hiển nhiên anh cũng sẽ không ngăn cản làm gì. Sau khi kết thúc bữa sáng, tất cả mọi người cùng nhau đi đến quảng trường, Giang Tử Phong cũng đã gọi các nhân viên bảo vệ khác đến, từng người đều xếp hàng nghiêm trang. Xem ra Hứa Nghị cũng không ngừng huấn luyện bọn họ, chuyện này làm Trần Triệu Dương vô cùng hài lòng. Đại ca, ngoại trừ bảo vệ trực cổng, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, thấy đám người Trần Triệu Dương đến, Giang Tử Phong nhanh nhẹn chạy đến báo cáo. Tốt lắm, Trần Triệu Dương gật đầu rồi bước tới. Các vị,
mọi người đều là chiến sĩ tinh anh, hôm nay gọi mọi người đến đây là vì muốn mọi người hướng dẫn mấy người bọn họ một vài kỹ thuật chiến đấu, cứ yên tâm ra tay, có đánh như thế nào thì mọi người cũng không cần chịu trách nhiệm mà tôi còn thưởng thêm, người nào đánh thắng thì người đó được thưởng 100 ngàn, Trần Triệu Dương nhìn tất cả mọi người nói một cách thẳng thắn. Trước kia, bọn họ đều là chiến sĩ tinh anh, bây giờ thì đã giải ngũ nhưng vẫn phải chu cấp cho gia đình. Nếu bắt bọn họ làm chuyện xấu để kiếm tiền không sạch sẽ thì chắc chắn bọn họ sẽ không làm, nhưng dùng bản lĩnh bọn họ để kiếm tiền thì ắt hẳn không thành vấn đề. Đại ca không phải thế chứ, bọn em còn chưa đánh đấm bao giờ đâu, mà thôi, dù sao cũng là hậu thiên võ giả, nhất định sẽ không làm đại ca mất mặt, vẻ mặt Giang Tử Phong tràn đầy tự tin, mấy hôm trước cậu ấy đã từng thử rồi, chỉ một đấm cũng có thể đấm nát được đá. Hai cô nàng Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng không hề tỏ ra yếu kém. Từ trước đến giờ hai cô cũng không cho rằng mình yếu hơn phái nam, sau này lại thêm tu luyện, cả hai đều cảm thấy sức khỏe và mức độ nhạy bén của cơ thể mình đều đã tăng vọt, đương nhiên càng không e dè. Tôi lên trước, làm mẫu cho mấy người, Giang Tử Phong nóng lòng muốn thử, quay sang đối diện nói, ai lên đây? Đội trưởng, để tôi lên, một người đàn ông ra ngăm bước lên chờ lệnh. Ừ, được, nhưng cẩn thận chút, đừng làm bọn họ bị thương, Hứa Nghị gật đầu nhưng vẫn dặn dò vài lời. Hứa Nghị biết, bây giờ Trương Quân đang rất cần tiền, đây cũng xem như là cơ hội tốt để kiếm thêm, những người còn lại cũng không bước lên tranh giành, đương nhiên bọn họ cũng biết hoàn cảnh gia đình của Trương Quân. Vâng, đội trưởng, Trương Quân nghe thấy lời đồng ý của đội trưởng thì nhất thời vui vẻ, sau đó anh ta chạy vọt vào sân. Đại ca, em lên đây, nhớ cổ vũ cho em đó, Giang Tử Phong tràn đầy tự tin đứng đối diện với Trương Quân. Trương Quân thuộc đội bảo vệ, xin chỉ giáo thêm. Trương Quân khom người chào Giang Tử Phong. Giang Tử Phong cũng không giành quy tắc, thấy động tác của Trương Quân thì cậu ấy cũng khom người, còn định mở miệng nói vài câu. Ngay lúc đó, Trương Quân vọt về phía trước, nhanh chóng siết cổ Giang Tử Phong. Cậu thua rồi, Trương Quân kiềm chặt tay ở cổ Giang Tử Phong, thản nhiên nói. Anh lừa tôi, không tính, Giang Tử Phong nghe Trương Quân nói thể, bỗng nhiên cả mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói. Sao lại không tính chứ? Nghe Giang Tử Phong nói thế, Trương Quân liền nóng nảy, anh ta không muốn làm Giang Tử Phong bị thương, nhưng anh ta lại muốn thăng, thế nên dùng cách này là tốt nhất. Tử Phong, nhanh quay lại đây, bất kể là nguyên do gì, cậu thua chính là thua. Nếu như ở đây là chiến trường, thì cậu đã toi mạng rồi, quay lại ngay, nhìn thấy Giang Tử Phong bắt đầu bộc phát tính tình, Trần Triệu Dương liền quát lạnh. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, tuy Giang Tử Phong không phục nhưng vẫn không dám làm loạn. Các người hãy nhớ rằng trên chiến trường, bất cứ mánh khóe nào cũng có thể đem ra sử dụng, hãy xem như đây là bài học đầu tiên để các người ghi nhớ lấy. Trần Triệu Dương vốn không để ý tới ánh mắt oán hận của Giang Tử Phong, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Vợ ơi, phiền em ghi lại cho người anh em này 100 ngàn tệ. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc thì phát luôn thể, Trần Triệu Dương quay người nhìn sang Nam Cung Yến rồi nói. Cảm ơn cậu Trần, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ánh mắt của Trương Quân đột nhiên sáng lên. Lập tức chắp tay cảm kích. Em sẽ thử lại lần nữa, Giang Tử Phong không phục bèn tiến lên trước. Cậu đã lên một lần rồi, giờ tới lượt tôi, Dương Lệ kéo Giang Tử Phong lại, sau đó nói với Từ Tịnh Nhã, chị ở dưới xem trận này, em lên trước. Được, chú ý an toàn, Từ Tịnh Nhã gật đầu. Tuy cô ta cũng muốn lên, nhưng tính cách của cô ta thì không muốn tranh giành. Dương Lệ gật đầu, cô ấy lập tức kiếng chân lên một chút. Cả người như một con bươm bướm nhẹ nhàng chạm xuống sàn đấu. Tôi là Dương Lệ, đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế, xin hãy chỉ bảo thêm, Dương Lệ chắp tay, cúi người rồi lên tiếng. Trương Quân, nhìn cách Dương Lệ lên sàn đấu vô cùng phóng khoáng, anh ta bèn cảnh giác. Cô ấy chắc chắn là người có bản lĩnh. Không cần sợ, tôi sẽ không đánh lén đâu, Dương Lệ che miệng cười nhẹ. Lúc cô ấy cười, đội bảo vệ kia đang đứng đối diện nhìn thấy vậy thì lập tức ngây người ra. Bao gồm cả Trương Quân, ánh mắt không khỏi mơ màng. Chính ngay lúc này, bóng dáng Dương Lệ vụt qua, trực tiếp đứng trước mặt của Trương Quân. Cô ấy khẽ giơ tay, tung một chưởng vào lồng ngực của anh ta. Ngay lúc Dương Lệ ra tay với Trương Quân, anh A mới tỉnh táo lại, hai tay liền chắn trước ngực. Bịch, Trương Quân cảm nhận được một lực tấn công khủng khiếp tác động lên hai cánh tay mình, cơ thể như muốn bay ngược ra sau đó tiếp đất một cách đau đớn. Đây! Mọi người đều không ngờ, thấy Dương Lệ mỏng manh như vậy mà thực lực lại đáng sợ đến thế. Hơn nữa, một chưởng vừa rồi có thể nói là vừa hay trả thù thay cho Giang Tử Phong.
hay lắm, nhìn thấy cảnh này, Giang Tử Phong đột nhiên hét to. Mắt Từ Tịnh Nhã chợt sáng lên, dù gì thì Dương Lệ cũng là đội trưởng đội bảo vệ, cũng có một chút bản lĩnh. Nếu không thì lúc đầu ở công ty cũng không thể đàn áp được đám người cao to kia. Hiện tại sau khi đã tu luyện thì dĩ nhiên thực lực phải càng mạnh hơn rồi. Hơn nữa, sau khi trở thành võ giả thì không chỉ sức mạnh và tốc độ đều được nâng cao, mà sự nhanh nhẹn, thị lực cũng được cải thiện rất nhiều. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi cũng không ngờ mình lại mạnh như vậy. Nhìn thấy Trương Quân bị mình đánh văng ra xa, Dương Lệ bất ngờ nhìn vào đôi tay mà không dám tin điều này. Sau đó, cô ấy lo lắng vội chạy tới nói với anh ta. Được rồi, yên tâm. Cậu ta không sao, chỉ là cánh tay đã bị thương, không thể tiếp tục thi đấu được rồi. Đỡ cậu ta xuống nghỉ ngơi đi. Trần Triệu Dương đã tới trước Dương Lệ một bước, đứng trước mặt Trương Quân kiểm tra một chút, phát hiện không có gì đáng ngại nên cho người đỡ anh ta về. Sắc mặt của Trương Quân hơi ủ rũ, vốn nghĩ rằng mình có thể kiếm được mấy trăm ngàn, không ngờ chỉ mới có 100 ngàn mà đã thất bại rồi. Được rồi, tiếp tục, sau đó Trần Triệu Dương nhìn sang đám bảo vệ, không ngờ rằng thực lực của Dương Lệ đã mạnh lên rồi. Đám bảo vệ kia nhìn thấy Trương Quân mạnh như vậy mà bị đánh bại bởi một chiêu thì đột nhiên chần chừ. Đồ nhát cái, Lý Đào, cậu lên đi, Hứa Nghị nhìn thấy bọn họ bắt đầu lưỡng lự, chợt phẫn nộ. Anh ta bèn kêu một người bảo vệ có thân hình nhỏ gầy nhưng nhìn có vẻ lanh lợi ra ứng chiến. Đội trưởng, yên tâm đi, tôi sẽ lấy lại danh dự cho anh, bọn họ do dự không phải vì nhát gan, mà thấy Dương Lệ là con gái, cho nên mới không muốn ra đấu. Nhưng bây giờ đội trưởng đã điểm mặt, cậu A không thể không ra tay. Tôi là Lý Đào, xin chỉ bảo nhiều thêm, Lý Đào chắp tay, sau đó cậu ta nhanh chóng tấn công về phía Dương Lệ. Tốc độ của Lý Đào rất nhanh, thân thủ linh hoạt. Dương Lệ vẫn ra đòn như lúc nãy nhưng dù có muốn chạm cũng không chạm được cậu ta. Điều này khiến Dương Lệ có chút nóng vội, cô ấy bèn ra tăng tốc độ công kích, dĩ nhiên cũng tăng thêm lực. Cuộc chiến giữa Lý Đào và Dương Lệ đã đến hồi gây cấn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Lý Đào phong phú, ra tay khá từ tốn, cậu ta không dùng chiêu thức cũ mà trực tiếp đổi chiêu, nếu Dương Lệ không phản ứng nhanh thì e là đã thất bại rồi. Cho dù là vậy, tâm lý của Dương Lệ cũng bắt đầu trở nên vội vàng. Trần Triệu Dương thấy vậy thì đột nhiên lắc đầu, Dương Lệ sắp thua rồi. Quả nhiên, chưa tới một phút, Lý Đào đã bắt được thóp của Dương Lệ, ngón tay cậu ta xẹt ngang cổ họng của cô ấy. Dừng, Lý Đào thắng, thấy Dương Lệ còn muốn ra tay, Trần Triệu Dương lập tức đứng lên và hét to. Tại sao, tôi vẫn chưa thua mà, Dương Lệ vẫn chưa biết mình thua ở đâu. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì cô ấy liền vội lên tiếng. Cô đã bị người ta cứa ngang cổ họng. Nếu Lý Đào có dao găm trong tay thì cô đã không còn mạng rồi, Trần Triệu Dương lập tức lên tiếng giải thích. Hơn nữa, các người đều là hậu thiên võ giả, còn bọn họ chỉ là người bình thường, lúc ra tay phải chú ý khống chế lực, Trần Triệu Dương quét mắt nhìn đám người Giang Tử Phong rồi nói. Em cũng muốn thử, Trần Triệu Dương vốn còn tưởng người tiếp theo sẽ là Từ Tịnh Nhã, không ngờ Nam Cung Yến lại đứng ra háo hức muốn thử. Em đừng có náo loạn, nghe Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương chợt bất lực nói. Em không có làm loạn, lúc nấy họ đánh nhau, em đã nhớ hết rồi, Nam Cung Yến không hề để gạch dưới bụng, cô từ tốn đứng ra. Tên to cao nhà cậu, ra đây đi, cô mặc kệ lời Trần Triệu Dương nói, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Nghị rồi nói. Nghe Nam Cung Yến nói vậy, Hứa Nghị trợn tròn mắt. Nhưng anh ta biết, cô gái xinh đẹp giống tiên nữ trên trời này là vợ của ông chủ Trần Triệu Dương. Hơn nữa, cũng chưa từng tu luyện nên anh ta không dám nhận lời. Hứa Nghị bèn quay đầu nhìn Trần Triệu Dương, muốn bảo anh ngăn cản vợ mình. Anh nhìn anh ấy làm gì? Chuyện này do tôi quyết định, Nam Cung Yến thấy dáng vẻ của Hứa Nghị, cô nhướng mày rồi dùng chân đá thẳng vào Hứa Nghị. Cú đá này, tốc độ rất nhanh, hơn nữa, góc độ rất xảo quyệt, cơ bản không giống người chưa từng tu luyện. Trần Triệu Dương khá là bất ngờ, anh không ngờ Nam Cung Yến lại có thực lực này đã thuộc võ giả sơ cấp rồi. Chị em nhà họ Cận đứng bên cạnh lại che miệng cười. Họ biết Nam Cung Yến vì muốn nâng cao thực lực bản thân nên đã tìm không ít người dạy. Nhưng lần nào cũng đều phải thay người dạy vì bọn họ đều bị cô đánh bại. Đương nhiên là Trần Triệu Dương không biết những điều này. Hứa Nghị ở bên cạnh lại càng không biết. Đối mặt với đòn tấn công của Nam Cung Yến, Hứa Nghị nhất thời lúng túng, không dám ra tay nên chỉ có thể né tránh. Nếu cậu chỉ biết né tránh thì chịu thua đi. Nam Cung Yến thấy Hứa Nghị vừa né tránh vừa không đánh trả thì cảm thấy không thoải mái,
liền công kích dồn dập rồi hừ lạnh một cái nói. Quả nhiên, Hứa Nghị bị những đòn công kích này của Nam Cung Yến làm cho lúng túng, không thể không ra tay. Xem tới đây, Trần Triệu Dương cũng không còn lo lắng gì. Lúc này, anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Lần trước, lúc anh quay về đưa lọ thuốc luyện được cho cô, khiến cơ thể cô tẩy tủy phạt cốt lần nữa. Những chiêu thức này rõ ràng thuộc về loại Sanda. Nhưng, rất nhanh sau đó góc độ Nam Cung Yến ra tay cũng thay đổi. Đây rõ ràng là học được từ cuộc đối đầu giữa Trương Quân và Dương Lệ. Lần này, Trần Triệu Dương cảm thấy bất ngờ với tài năng võ thuật bẩm sinh của Nam Cung Yến. Cô thật sự là quá mạnh, chỉ nhìn một lần thì có thể học được và áp dụng ngay. Lúc đầu, Hứa Nghị không dám ra tay. Sau đó anh ta dần buông lỏng tay chân, còn Nam Cung Yến cũng từ từ tìm được nhịp điệu. Hai người thi đấu ngang tài ngang sức. Nhưng Trần Triệu Dương biết, võ công của Hứa Nghị thuộc loại dứt khoát. Nếu Hứa Nghị nghiêm túc thì e Nam Cung Yến cũng không thể đỡ nổi năm chiêu. Ầm, ngay khi mọi người đang xem say sưa, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên làm gián đoạn sự quan sát của mọi người và cắt ngang cuộc thi đấu hiện tại. Không ổn rồi, Trần Triệu Dương cảm nhận được phương hướng phát ra của tiếng nổ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, vì hướng đó chính là nơi ở của Mộc Thạch Bảy Màu. Chắc là Mộc Thạch Bảy Màu đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương lập tức nói với họ, mọi người chờ ở đây, đừng đi đâu hết, không được phép đi theo. Nói xong, anh vội chạy như bay về phía Hồ Lộc Minh. Sao vậy, có chuyện gì sao, thấy Trần Triệu Dương khẩn trương như vậy, mọi người đều tỏ ra thắc mắc. Ai nấy đều nhìn về phía anh chạy đi. Có thể sẽ có nguy hiểm, mọi người ở đây, đừng đi đâu hết. Nam Cung Yến đột nhiên nhớ tới lời trước khi đi Trần Triệu Dương có nói, cô bèn ngăn cản mọi người đừng đi tới bên hồ. Chị dâu, đại ca chắc là gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta không thể ngồi chờ vậy được, phải đi giúp anh ấy thôi, Giang Tử Phong nóng lòng nói. Cậu cảm thấy, với năng lực của Trần Triệu Dương, nếu có nguy hiểm mà đến anh ấy còn không giải quyết được, vậy chúng ta đi có tác dụng gì sao? Tuy Nam Cung Yến cũng rất nôn nóng, nhưng trực tiếp ngăn cản mọi người. Tôi đồng ý với lời Tiểu Yến nói. Thực lực của chúng ta không đủ, nếu đi thì e cũng không giúp được gì cho Trần Triệu Dương. Ngược lại còn khiến anh ấy phân tâm, Từ Tịnh Nhã bình tĩnh và lên tiếng phân tích. Nghe Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã nói như vậy, mọi người tuy vẫn còn lo lắng nhưng cũng không manh động chạy tới đó. Trần Triệu Dương chèo thuyền tới giữa hồ, từ xa anh đã phát giữa hồ có 3 chiếc thuyền. Trên đó có một vài võ giả, tiếng nổ lúc nấy chắc là do bọn họ ném bom xuống. Sắc mặt của Trần Triệu Dương trầm xuống, lại có người ngang nhiên vào địa bàn của anh, lại còn dùng bom. Hơn nữa, những người này có mang súng thì rõ ràng là không có ý tốt khi tới đây. Trần Triệu Dương sợ Tiểu Thải sẽ gặp nguy hiểm nên lập tức gọi nó ra. Anh thở phào nhẹ nhõm vì Tiểu Thải đã đáp lại anh. Người đến là ai? Lập tức cút khỏi đây. Nếu không thì chúng tôi sẽ dùng súng giết ngay. Những người trên 3 chiếc thuyền đó dĩ nhiên phát hiện Trần Triệu Dương đang đứng trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, thấy anh chỉ là một thanh niên ngoài 20 tuổi thì đám người này hét lên với giọng điệu rất ngông cuồng. Các người là ai vậy? Mau rời khỏi đây đi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Nghe đám người kia nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên tức lên, không hề nể nang nói. Hừ, muốn chết à, nghe giọng điệu sốc nổi của Trần Triệu Dương, đám người trên 3 chiếc thuyền kia tức tối mắng anh một trận. Không chờ Trần Triệu Dương trả lời, đối phương đã giương súng nhắm ngay anh mà bắn. Vẻ mặt Trần Triệu Dương lạnh tanh, đám người này đúng là hống hách, nói chưa dứt câu thì đã ra tay giết người. Trần Triệu Dương không hề do dự, anh nhanh chóng né qua một bên. Những viên đạn rơi như chút nước lên chiếc thuyền nhỏ mà Trần Triệu Dương đang đứng. Vốn dĩ đây không phải là một chiếc thuyền kiên cố nên dưới tác động của làn đạn, nó đã bị vỡ tan tành. Anh đạp chân lên chiếc thuyền nát, dùng khí công trong người lao lên, cả người giống như lướt trên mặt nước, tốc độ như bay nhắm về hướng 3 chiếc thuyền kia. Lập tức bắn, họ vốn dĩ còn muốn xem kịch hay khi có người chút nữa sẽ rơi xuống nước. Kết quả, bị dọa cho một phen kinh hoàng. Sau khi tỉnh táo lại, đám người kia đều rút súng ra và bản về phía anh. Đối mặt với những viên đạn này, Trần Triệu Dương vẫn có thể tìm khe hở để thoát thân. Cho nên cảnh tượng những viên đạn không hề chạm được vào người anh nhìn qua vô cùng thần kỳ. Tan nát cho tôi, Trần Triệu Dương tới một trong 3 chiếc thuyền, dùng 2 chưởng mạnh vào thân thuyền. Thân thuyền cơ bản không chống đỡ được, nhanh chóng vỡ tan tát, người phía trên cũng không bị thương nhưng đều bị rơi xuống hồ. Cứu tôi với, tôi không biết bơi. Mau, mau kéo chúng tôi lên. Đám người kia vùng vẫy trong nước,
liều mình giấy giụa, có người trực tiếp leo lên chiếc thuyền khác. Điều này làm cho sắc mặt của người trên hai chiếc thuyền còn lại đều tái nhợt. Có người muốn lên thì họ cũng không quan tâm nữa. Hừ, mau xuống cho tôi, nhìn thấy cảnh này, Trần Triệu Dương hừ lạnh. Tiếp theo, ván thuyền dưới chân anh đã vỡ tan tành, Trần Triệu Dương một cước đá văng tất cả những người trên thuyền xuống. Tất cả mọi người đều liều mình giấy giụa. Sau đó, khí công trong người Trần Triệu Dương tăng lên, chiếc thuyền nhỏ hung hăng lao về phía chiếc thuyền còn lại. Mau nhảy đi, nhìn thấy cảnh này, người trên chiếc thuyền còn lại đột nhiên đổi ý, nhanh chóng nhảy vào hồ nước. Nhưng không phải ai cũng nhảy xuống, còn một lão già và một cô gái trẻ. Hai người đó vốn không có nhảy mà chỉ đứng đó nhìn Trần Triệu Dương. Chàng trai trẻ, thực lực của cậu rất mạnh, nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có đắc tội với chúng tôi. Nếu không sau này cậu sẽ không xong đâu, lão già đó vốn không vì người của mình đều nhảy xuống nước mà thấy hoang mang, ngược lại ông ta điềm tĩnh lên tiếng. Nghe người này nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên cười lạnh. Cái lão già này, đến bây giờ còn không biết trời cao đất dày, xem ra để ông ta nhìn kỹ người đang nằm cục diện lúc này là ai mới được. Không sai, mau cút sang một bên cho tôi, cô gái trẻ nhìn thấy bản lĩnh của Trần Triệu Dương, trong mắt chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó phóng thẳng hai thanh trường kiếm trong tay vào. Người Trần Triệu Dương. Hả, cảm nhận được kiếm pháp của cô gái trẻ này, Trần Triệu Dương có chút sửng sốt. Vì anh cảm thấy kiếm pháp này khá quen thuộc nhưng cụ thể là gì thì anh nhất thời không nhớ ra. Thực lực của cô quá yếu, đừng ép tôi phải ra tay với cô, đối diện với kiếm pháp của cô ta, Trần Triệu Dương né tránh một cách dễ dàng, đồng thời lên tiếng. Anh muốn chết à, cô ta hừ lạnh một tiếng. Sau đó thanh trường kiếm trong tay cô ta xẹt qua cực nhanh, tung ra một vòng hoa kiếm, vốn nhìn không rõ là cô ta sẽ công kích ở điểm nào. Đúng là ấu trĩ, thấy kiếm pháp lè loẹt của cô gái, Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu. Sau đó, anh liền đưa ngón tay mình vào trong vòng hoa kiếm, như thể đang tự tìm lấy cái chết. Hả, cô gái vốn định dùng tuyệt chiêu của mình để chế ngự Trần Triệu Dương nhưng không ngờ thanh kiếm của mình lại bị hai ngón tay của anh kẹp chặt, cô ta cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được. Anh buông tay ra cho tôi, sắc mặt của cô gái tái nhợt, tức tối nói. Nhanh chóng rút lui đi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo, Trần Triệu Dương dùng sức, thoạt nhìn thì thấy chất liệu thanh kiếm cũng không tệ, hình dáng độc lạ nhưng đã bị anh trực tiếp bẻ gãy đi mũi kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm yêu thích của mình bị Trần Triệu Dương làm gãy, cô gái đột nhiên tức giận. Nhưng cô ta biết là mình không đánh lại người này. Chàng trai trẻ, giọng điệu của cậu cũng thật phách lối. Nơi này cũng không phải địa bàn của cậu, cậu có tư cách gì mà đuổi chúng tôi, thấy vậy, ánh mắt ông cụ trở nên nghiêm túc và bắt đầu nói đạo lý. Sao vậy, đánh được thì dùng nắm đấm, đánh không lại thì chuyển sang nói đạo lý với tôi à? Các, người quả là biết bày mưu tính kế đấy, nghe ông cụ nói vậy, Trần Triệu Dương chợt cười lạnh rồi nói, được, chúng ta nói đạo lý với nhau vậy. Nói tới đây, Trần Triệu Dương tiến lên trước một bước rồi lạnh lùng nói, ông nói đây không phải địa bàn của tôi. Lẽ nào ông không biết trong vòng 10 dặm quanh Hồ Lộc Minh đều là địa bàn của tôi hay sao? Ông đây phải tốn hàng chục tỷ mua lại đấy. Hai người còn muốn nói đạo lý với tôi sao? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ông cụ và cô gái đột nhiên đơ ra. Họ cũng không ngờ nơi này lại là đất đã có chủ, cảm thấy có chút xấu hổ. Đánh cũng đánh không lại. Nói đạo lý thì là họ đã thất lễ trước, vậy thì còn nói được gì đây chứ? Cậu Trần này, bảo vật trong thiên hạ là dành cho người có đức. Bảo vật này là do chúng tôi phát hiện trước, cho dù đây là địa bàn của cậu, là người tu luyện thì cậu cũng không thể bá đạo như vậy chứ, ông cụ rốt cuộc cũng mưu mô tính toán, cãi chảy cãi cối với anh. Vậy làm sao ông biết là tôi đã không phát hiện ra trước, Trần Triệu Dương vẫn luôn quan sát mộc thạch bảy màu, phát hiện nó vẫn cần một ít thời gian để thật sự trưởng thành. Trần Triệu Dương cũng không vội, anh cười to và nói. Được thôi, anh nói nơi này là do anh phát hiện, vậy anh lấy bằng chứng ra đi. Nếu anh không đưa ra được bằng chứng gì để chứng minh, vậy coi như nơi này do chúng tôi phát hiện trước, cô gái vô cùng tự tin nói, cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Vậy nếu tôi có chứng cứ thì sao, Trần Triệu Dương vừa nghe thì bật cười hỏi lại. Nếu anh có bằng chứng, vậy chúng tôi sẽ rời khỏi, tuyệt đối không giành bảo vật nữa, cô gái trẻ không chờ ông cụ nói thì trực tiếp trả lời anh. Ông cụ vừa nghe thì bỗng dưng lo lắng, nhưng lời nói cũng đã nói ra thì không cách nào thu lại được. Cũng được thôi, nếu hai người muốn xem bằng chứng, vậy tôi cho hai người xem, để hai người tâm phục khẩu phục vậy. Trần Triệu Dương thấy bộ dạng mặt dày vô sỉ của bọn họ thì anh cười khinh một tiếng,
sau đó tập trung tinh thần triệu tập Tiểu Thải ra. Tiểu Thải, ra gặp người ta đi nào, Trần Triệu Dương sợ bọn họ lại bày trò gì đó nên anh hét to. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người rơi xuống nước, và cả ông cụ lẫn cô gái trẻ kia đột nhiên nhìn nhau, không biết anh đang gọi ai. Vừa dứt lời, mặt hồ vốn bình lặng thì đột nhiên sóng nước dâng trào. Thuyền của họ bắt đầu lắc lư, hơn nữa người rơi xuống nước đều bị sóng lớn đánh chìm xuống đáy hồ. Lập tức có một tràng tiếng kêu cứu truyền lại. Tuy vậy, Trần Triệu Dương không hề có chút phản ứng, anh rất bình tĩnh, thờ ơ với tình cảnh khốn khổ của những người này. Chân khí trong người Trần Triệu Dương xoay chuyển, thuyền dưới chân đã ổn định lại, không lắc lư theo sóng nước. Ôi! Chính ngay lúc này, một tiếng rồng gầm lên khủng khiếp. Sau đó, một cái đầu rắn khổng lồ với cặp sừng to bằng đầu ô tô nhô ra khỏi mặt nước, đôi mắt của nó lạnh lùng quét ngang những người đang có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy cảnh này, người còn sống sót đều sững sờ ra. Họ vốn không ngờ trong hồ lại có một con rắn to khủng khiếp đến như vậy. Đây đúng là Godzilla, phiên bản đời thực mà. Quái, quái thú, mau chạy thôi. Đám người rơi xuống nước kia không quan tâm có bảo vật hay không, họ bơi điên cuồng về phía bờ và bỏ mặc ông chủ của mình. Sắc mặt của ông cụ và cô gái trẻ kia đều thay đổi, rõ ràng họ không ngờ giữa hồ này còn có một cự thú khủng khiếp như vậy. Đừng nói là bọn họ, cho dù là người có thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào đấu lại khi đối mặt với cự thú như vậy. Tiểu Thải, Trần Triệu Dương vừa gọi, sau đó anh đạp một chân thì cả người bay thẳng lên trời. Đầu của cự thú Tiểu Thải bỗng hạ xuống, đúng lúc tiếp được Trần Triệu Dương. Anh đứng trên đầu của Tiểu Thải, dửng dưng nhìn hai người kia. Ông cụ và cô gái trẻ nhìn thấy cảnh này thì đều ngây người ra. Nếu lúc nãy còn nói lý do này nọ, bây giờ ngay cả sức để giải thích họ cũng không còn, giờ cãi lý gì được nữa. Đánh thì đánh không lại, đem đạo lý ra nói thì người ta lấy bằng chứng ra cũng đủ để nuốt chửng họ rồi. Cậu Trần, xin lỗi, lần này chúng tôi đường đột quá. Vậy chúng tôi rút đây, ông cụ biết, sống chết nằm trong tay người ta, cho nên đặc biệt tỏ thái độ hối lỗi hết mức. Muộn rồi, lúc đầu bảo hai người rút đi thì không chịu. Bây giờ Tiểu Thải của tôi đã đói rồi, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn bọn họ, không chút thương cảm. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến thế? Trước tiên là dùng bom muốn nổ chết Tiểu Thải, sau đó lại dùng súng tấn công anh. Nếu dễ dàng thả họ đi như vậy, e là sau này càng có nhiều người không biết điều sẽ lại tìm tới đây. Tiểu Thải cực kỳ phối hợp với Trần Triệu Dương, há to miệng ra, gào rú một lúc, hàm răng sắc bén toát ra một thứ ánh sáng lạnh lùng. Cậu Trần, chúng tôi đồng ý bồi thường. Cậu nói đi, cậu cần gì, ông cụ rốt cuộc cũng vô cùng bình tĩnh, đầu óc ông ta vẫn rất sáng suốt khi đối mặt phải tình huống như vậy. 5 tỷ, đưa 5 tỷ đây, tôi sẽ để hai người rời khỏi, Trần Triệu Dương nhìn bọn họ rồi điềm đạm nói. Cái gì, sao anh không đi cướp luôn đi, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cô gái trẻ đột nhiên tức tối gào lên. Nếu hai người không đồng ý, vậy thì làm thức ăn cho bạn của tôi đi, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Chính ngay lúc này, đám người vốn đã bỏ chạy mười mấy mét bị một chiếc đuôi cực lớn cuốn ngược lại. Hiển nhiên, không có lệnh của Trần Triệu Dương. Đám người này có muốn trốn cũng không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước sự biến hóa của Tiểu Thải, Trần Triệu Dương cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ con vật bé nhỏ này lại có thể biến hình thành như vậy, đúng là yêu thú mà. Tiểu Thải, nếu đám người này không chịu phối hợp, vậy coi như là thức ăn cho mày vậy, Trần Triệu Dương vốn không muốn bàn điều kiện với họ nữa, anh trực tiếp ra lệnh cho Tiểu Thải. Nghe anh nói vậy, đôi mắt của Tiểu Thải đột nhiên lộ ra vẻ ghét bỏ. Rõ ràng, món ăn này cũng không có ích lợi gì đối với nó cả. Nhưng bọn họ đâu hề hay biết, đều vô cùng sợ hãi khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Cậu Trần, chúng tôi đồng ý, 5 tỷ thì 5 tỷ, ông cụ biết, nếu như không đồng ý thì e là một người một thú không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Tiền thì có là gì? Nếu người không còn thì có nhiều tiền cũng chỉ là thứ hư ảo không chạm vào được. Coi như ông thông minh đấy. Con người tôi không thích nợ tiền người khác, dĩ nhiên cũng không thích người khác nợ tôi. Cho nên, hãy chuyển khoản ngay đi, Trần Triệu Dương gật đầu nói. Anh đưa hẳn số tài khoản ngân hàng của mình cho họ. Anh vốn chỉ muốn nói thách để đối phương trả giá, thật không ngờ họ bị dọa không nhẹ, bèn đồng ý ngay. Xem ra, mình ra giá thấp rồi. Trần Triệu Dương cũng không thử nghĩ, bất cứ ai đối mặt với sự đe dọa của cự thú như vậy có thể bình tĩnh được sao? Anh nhanh chóng nhận được tin nhắn, đối phương dùng mọi cách để chuyển khoản 5 tỷ cho anh.
Được rồi, hai người có thể đi được rồi. Nhưng chuyện ngày hôm nay, tôi hy vọng các người giữ kín miệng. Nếu không thì, mặc dù anh chỉ nói nửa vời nhưng trong lời nói lại sặc mùi thuốc súng. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, dĩ nhiên họ không dám phản bác, nhanh chóng cứu những người bị sóng lớn đánh ngất đưa lên thuyền, còn những người còn lại vì thuyền không đủ chỗ nên đành tự bơi vào bờ. Tiểu Thải, thân hình của mày đúng là lớn quá rồi. Nếu lúc đầu mày biến thành bộ dạng như vậy, tao cũng không biết phải làm sao với mày nữa, Trần Triệu Dương vỗ đầu Tiểu Thải rồi cười nói. Trần Triệu Dương vừa nói xong, linh khí trong hồ bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, hiển nhiên là mộc thạch bảy màu sắp trưởng thành. Sắc mặt của Trần Triệu Dương hơi kích động, anh bèn nhìn nó. Chỉ thấy mộc thạch bảy màu đã có sự biến đổi lớn, một đóa sen bảy màu từ từ nở rộ, linh khí xung quanh bắt đầu quay cuồng nó, mộc thạch bảy màu không ngừng hấp thu linh khí này. Theo thời gian, đóa sen bảy màu bắt đầu khô héo, lộ ra đài sen bảy màu. Đài sen này thay đổi nhanh chóng, hiển nhiên là phát triển với tốc độ rất nhanh. Trần Triệu Dương không dám chậm trễ, bèn nhảy vào trong nước, tới trước mặt của đài sen bảy màu. Mặc dù những cánh hoa đầy bảy màu đã héo úa nhưng lại ẩn chứa một linh khí rất đáng sợ, chắc chắn là đồ tốt. Anh trực tiếp nhặt những cánh hoa bảy màu này lên, tuy hạt sen giữa đài mới là tốt nhất, nhưng cánh hoa và thân rễ của đóa sen này cũng đều là đồ tốt, mỗi loại có công hiệu khác nhau. Thời gian trôi qua, đài sen bảy màu đã phát triển. Đài sen bắt đầu nứt ra, những hạt sen xanh mướt rơi ra từ kế nứt. Anh vẫn luôn chờ đợi, dĩ nhiên không thể để hạt sen rơi xuống. Hạt sen bảy màu này có một đặc điểm, một khi đã rơi xuống đất thì chỉ có thể bén rễ và nảy mầm, không thể dùng làm thuốc được. Trần Triệu Dương không ngừng đón lấy hạt sen, lấy được thì đều cho vào chiếc bình ngọc. Như vậy có thể bảo đảm hiệu quả thuốc không bị hao hụt ở mức lớn nhất. Đương nhiên, cách tốt nhất là đem đống hạt sen này để vào hộp cơ quan. Trong đó bảo vệ hiệu quả của thuốc còn tốt hơn cả bình ngọc, nhưng bây giờ hộp cơ quan không có bên người. Thu những hạt sen này xong, Trần Triệu Dương cũng lấy cả thân rễ kia vào. Không phải Trần Triệu Dương không muốn trồng cây khác, mà vì thời gian mộc thạch bảy màu trưởng thành quá dài, anh cơ bản không thể đợi tới khi mộc thạch bảy mới trưởng thành. Sau khi thu hết hạt sen, Trần Triệu Dương nhìn thấy Tiểu Thải đã biến trở lại thành con rắn nhỏ, anh bất lực nói, hạt sen bảy màu không có tác dụng lớn gì đối với mày, chờ tao luyện thành thuốc, nhất định sẽ để một viên cho mày, yên tâm đi. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tiểu Thải mới nén lại sự tham lam trong mắt mình. Mau đưa tao lên bờ đi, lúc này Trần Triệu Dương mới nhớ ra, thuyền của mình đã bị nát, muốn về thì không còn cách nào khác. Tiểu Thải lập tức biến hình lớn trở lại, đưa Trần Triệu Dương lên bờ. Vì không muốn dọa đám người Giang Tử Phong, anh không để Tiểu Thải xuất hiện mà trực tiếp nhảy lên bờ. Trần Triệu Dương, anh có sao không, thấy anh quay về, Nam Cung Yến nhanh chóng đi tới, vẻ mặt lo lắng hỏi anh. Anh không sao, yên tâm đi, đám người kia đi chưa, Trần Triệu Dương xua xua tay, sau đó hỏi cô. Đại ca, không biết đám người kia làm cách có thể lên được núi, vì để an toàn, chúng em đã bắt hết bọn họ lại rồi. Hơn nữa đám người này, em đều quen biết, Giang Tử Phong đột nhiên lên tiếng. Ồ, bọn họ là ai? Trần Triệu Dương nghe Giang Tử Phong nói vậy thì cảm thấy tò mò, người có thể biết Hồ Lộc Minh có mộc thạch bảy màu, còn một lúc chỉ ra 5 tỷ thì tuyệt đối không đơn giản. Đây coi như là đã kết oán rồi, vậy cũng phải biết mình gây thù với ai chứ. Đại ca, cô gái kia là Đoạn Thanh Vân, cô cả nhà họ Đoạn ở thành phố Long Hải. Ông cụ kia là nghệ nhân nhà họ Đoạn, Giang Tử Phong lập tức lên tiếng. Lại là thành phố Long Hải. Xem ra người của thành phố Long Hải thích tới thành phố Nam Hải của chúng ta để cướp đồ quá, nghe Giang Tử Phong nói vậy, Trần Triệu Dương lại bật cười. Anh đúng là gây thù với không ít người của thành phố Long Hải. Nếu quay về thành phố Long Hải thì không phải sẽ bị bao vây ư. Được rồi, chuyện này tới đây thôi. Thời gian tới, các người cần nhanh chóng làm quen với cách chiến đấu. Trải qua trận thi đấu hôm nay, các người chắc đã biết mình còn thiếu sót những gì rồi. Trần Triệu Dương cơ bản không để ý chuyện này, anh dặn dò. Chờ tới lúc mọi người không cần dùng chân khí để đánh bại Hứa Nghị, tôi sẽ dạy các người một vài thứ khác, Trần Triệu Dương không vội dạy cho họ thân pháp hay võ công gì hết. Dù gì một khi học mấy thứ này thì họ sẽ hình thành một tâm thế chiến đấu cố định, sẽ không dễ dàng để thay đổi nó. Được rồi, đại ca, chúng em nhất định sẽ tu luyện thật tốt, nghe Trần Triệu Dương nhận lời dạy cho họ vài chiêu thức. Giang Tử Phong và Từ Tịnh Nhã đột nhiên vui mừng khôn xiết. Ồ, đúng rồi, Đoạn Thanh Vân trả tiền bồi thường 5 tỷ rồi.
thả họ đi đi, Trần Triệu Dương đột nhiên nhớ tới đám người bị bắt, anh dặn dò. Vâng, đại ca, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người có mặt đều ngẩn ra. Họ không ngờ lần này anh lại tống tiền đám người này. Trên đường trở về từ Hồ Lộc Minh, dọc đường Nam Cung Yến không hề để ý đến Trần Triệu Dương, điều này khiến Trần Triệu Dương cảm thấy phiền muộn, không biết anh đã làm gì đắc tội cô. Bà xã, có phải anh làm sai chuyện gì không? Tại sao nhìn em có chút không vui vậy? Khi về đến nhà, cuối cùng Trần Triệu Dương không nhịn nổi, ra vẻ đáng thương hỏi Nam Cung Yến. Chẳng lẽ anh không hề nhìn ra, em luôn muốn tu luyện nhưng anh lại không dạy em, anh có ý gì hả? Bạn thân của em và Dương Lệ đã bắt đầu tu luyện rồi, nhưng em vẫn chưa thể tu luyện, em có thể không tức giận sao? Nam Cung Yến nhăn mặt, tức giận nhìn Trần Triệu Dương, hỏi. Bà xã, đương nhiên là anh sẽ dành cho em những điều tốt nhất rồi, thể chất của em cực kỳ đặc biệt, anh cũng không biết rõ em có thể tu luyện hay không, nên tu luyện bằng công pháp nào. Cho nên, anh mới chậm trễ, không dám cho em tu luyện, nghe thấy lời chất vấn của bà xã mình, Trần Triệu Dương cũng cực kỳ bất lực. Thể chất của Nam Cung Yến rất đặc biệt, bản thân anh ở bên cạnh cô thì tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn rất nhiều, anh chưa từng gặp thể chất của ai như vậy, đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh không dám để Nam Cung Yến tu luyện. Nếu như có thể liên lạc được với ông lão, có lẽ có thể biết được Nam Cung Yến có thể tu luyện hay không, dù sao thì ban đầu cũng là do ông lão bảo anh đi tìm Nam Cung Yến. Thể chất của em như thế nào, thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến lập tức trở nên căng thẳng. Cô sợ Trần Triệu Dương sẽ nói thể chất của mình không thể tu luyện, dù thế nào, cô cũng là một người rất hiếu thắng, cấp dưới của mình, bản thân của mình đã tu luyện rồi, cô vẫn là một người bình thường, sao cô có thể bằng lòng. Để anh kiểm tra cho em, Trần Triệu Dương lập tức vươn tay, nắm lấy cổ tay của Nam Cung Yến, chân khí trong cơ thể thăm dò cơ thể cô. Nhưng ngay sau đó, Trần Triệu Dương phát hiện ra, sau khi tiến vào cơ thể của Nam Cung Yến, chân khí của anh giống như một đi không trở lại. Không hề có động tĩnh nào, hơn nữa còn không thể thu lại được, tất cả đều bị cô hấp thu hết. Trần Triệu Dương không tin, lại truyền thêm chân khí vào một lần nữa, nhưng cơ thể Nam Cung Yến giống như một cái động không đáy, anh chưa từng gặp phải tình huống này, thật sự rất quỷ dị. Để anh thử lại lần nữa, Trần Triệu Dương mở đôi mắt xuyên thấu ra ngay lập tức, anh muốn quan sát tình hình cơ thể của Nam Cung Yến một chút, nhưng điều mà anh không thể ngờ đến, sau khi ánh sáng vàng tiến vào cơ thể cô rất thuận lợi, lại biến mất ngay lập tức, điều này khiến Trần Triệu Dương rất đau lòng. Nếu chân khí thì còn có thể khôi phục được một chút, nhưng ánh sáng vàng thì rất khó để khôi phục đó. Bà xã, thể chất của em cực kỳ đặc biệt, anh phải suy nghĩ một chút, xem phải dùng công pháp nào mới phù hợp với em, Trần Triệu Dương cười khổ, liền bất đắc dĩ nói. Có phải em không hợp để tu luyện không? Nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương, khuôn mặt của Nam Cung Yến liền lộ ra vẻ mất mát. Sở dĩ cô có thể đánh hứa nghị như vậy, chính là vì sức của cô rất lớn, thuốc tôi luyện cơ thể mà Trần Triệu Dương đưa cho cô cũng rất tốt. Chắc chắn không phải vậy rồi, có lẽ cơ thể của em là loại thể chất rất đặc biệt, nhưng anh phải tìm xem trong công pháp tu luyện của anh, có công pháp nào phù hợp với em không? Trần Triệu Dương thấy dáng vẻ thất vọng buồn bã của Nam Cung Yến, vội vàng an ủi. Được rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, em đi tắm, mặc dù Nam Cung Yến vẫn còn hơi buồn bã. Nhưng tâm trạng của cô đã khá hơn một chút rồi. Bà xã, em có muốn tắm chung không? Trần Triệu Dương nghe Nam Cung Yến nói vậy, ánh mắt bỗng trở nên nóng bỏng, chỉ hận không thể dung hòa vào làm một với Nam Cung Yến. Anh dám không? Nam Cung Yến nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì trừng mắt nhìn anh, sau đó đi thẳng lên tầng. Anh dám không à? Nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương hơi sững sờ, cuối cùng thì anh có nên đi lên hay không? Trần Triệu Dương đứng đó do dự. Không biết nên chọn lựa như thế nào. Đồ ngốc này, rõ ràng như vậy rồi, còn không dám đi lên, vốn dĩ tình cảm của Nam Cung Yến dành cho Trần Triệu Dương đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cô ngày càng ỷ lại Trần Triệu Dương. Cho nên, Nam Cung Yến cũng suy nghĩ, liệu có nên để mối quan hệ với Trần Triệu Dương tiến thêm một bước nữa hay không, thế nhưng, một người phụ nữ như cô sao có thể chủ động chuyện này được, mà Trần Triệu Dương tên ngốc ấy lại giống như một tên đầu gỗ vậy. Bình thường cô thấy anh ba hoa hăng hái như vậy mà, nhưng khi thật sự gặp chuyện kiểu này thì lại không dám. Sau khi Nam Cung Yến tắm xong bước ra ngoài, cô thấy Trần Triệu Dương đã tắm xong rồi, đang trải chăn nệm nằm xuống đất, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bà xã, đêm nay anh sẽ suy nghĩ công pháp trước, đợi anh nghĩ xong, có lẽ ngày mai có thể cho em tu luyện được rồi. Trần Triệu Dương nhìn thấy bà xã tắm xong đi ra ngoài,
dáng vẻ đáng yêu, khiến cho Trần Triệu Dương nhìn thấy mà nóng mắt. Nhưng anh cũng chỉ nhìn mà thôi, anh sợ nếu mình quá đáng thì sẽ dọa Nam Cung Yến sợ chạy mất. Hai người họ không dễ dàng gì mới có được mối quan hệ như hiện tại, nhưng anh không muốn chỉ vì ham muốn trước mắt mà phá vỡ mọi thứ. Được, anh nghĩ đi, em đi ngủ, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến liền khó chịu, sau đó đi lên giường, khẽ lẩm bẩm, đúng là đồ đầu gỗi. Em nói gì, lúc đầu Trần Triệu Dương thấy hơi khó hiểu tại sao Nam Cung Yến lại tức giận nữa, cho nên mấy câu sau anh không hề nghe rõ. Không nói gì cả, em nói, anh đúng là một người đàn ông tốt, Nam Cung Yến nói xong, liền nằm xuống giường. Kha kha, đương nhiên rồi, anh chắc chắn là người đàn ông tốt nhất trên đời rồi, nghe được lời khen của bà xã, Trần Triệu Dương đột nhiên đắc ý. May mà anh không vội vàng, nếu không sợ rằng đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Làm sao có thể thoải mái như bây giờ, không chỉ có thể ngủ trong phòng bà xã mà còn được bà xã khen ngợi. Trần Triệu Dương không đi tu luyện, mà tìm kiếm các công pháp tu luyện trong đầu. Anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không tìm thấy cái nào phù hợp. Hừm, đột nhiên, Trần Triệu Dương nghĩ đến thời gian ban đầu mình vừa tu luyện, ông lão đã từng yêu cầu anh học thuộc một công pháp rất khó đọc. Anh nhớ khi đó ông lão bảo anh phải học thuộc, vì chuyện này, anh còn từng bị ông lão đánh cho một trận. Cuối cùng nhớ không sót một chữ nào. Nhưng vì thời gian quá dài, hơn nữa, những mảnh ký ức đó thật sự rất đau khổ, nên anh không muốn nhớ lại. Ông lão đa mưu túc trí như vậy, khi đó chắc sẽ không lo lắng gì đâu nhỉ, Trần Triệu Dương nghĩ đến chuyện này, không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ. Trần Triệu Dương nhớ lại công pháp đó, nhận ra nó hoàn toàn khác với thuần dương vô cực công mà anh tu luyện, có lẽ sẽ phù hợp để các cô gái tập hơn. Có lẽ... Công pháp này chính là công pháp mà ông lão chuẩn bị cho Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương nghĩ đến đây, lập tức đứng dậy, kêu to, bà xã. Sao thế, thật ra Nam Cung Yến không hề ngủ, cô luôn nghe xem Trần Triệu Dương nói thầm gì ở đó, giọng nói đột ngột này khiến cô giật nảy mình. Chẳng lẽ anh ấy thật sự muốn làm mấy chuyện đấy sao? Nếu như anh ấy muốn, mình có nên cho anh ấy không? Nhưng mà, chuyện này có phải đột ngột quá rồi không? Bà xã. Em đang nghĩ gì thế? Sao mặt đỏ vậy? Có phải nóng quá không? Trần Triệu Dương thấy bà xã quấn mình trong chăn, gương mặt thì đỏ ửng, liền nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Anh muốn làm gì? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến liền trở nên thẹn thùng, rụt rè hỏi. Bà xã, anh nhớ đến một công pháp, có lẽ sẽ phù hợp với em, hay là chúng ta thử một chút nhé? Trần Triệu Dương hoàn toàn không chú ý đến trạng thái lúc này của Nam Cung Yến, anh hào hứng nói. Nam Cung Yến nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, đột nhiên nổi giận, tên ngốc này, đúng là đồ đầu gỗ. Thử cái gì mà thử, đang đêm hôm, không ngủ à, Nam Cung Yến thở hổn hển nói, sau khi nói xong, cô liền đắp chăn lên đầu, nằm trên giường. Trần Triệu Dương đột nhiên không hiểu gì cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không phải vừa rồi còn vội vàng muốn tu luyện sao, sao đột nhiên lại tức giận rồi. Lòng dạ phụ nữ đúng là mò kim đáy biển. Thật sự không thể hiểu rõ được. Được rồi, em cũng không ngủ được, đi tu luyện ngay khi Trần Triệu Dương chuẩn bị ngồi thiền, muốn tu luyện, Nam Cung Yến bước xuống giường, nói với Trần Triệu Dương. À, được, bây giờ tu luyện, Trần Triệu Dương sững sờ, cô gái này đổi ý cũng nhanh thật đấy, vừa nãy còn la hét nói muốn đi ngủ, bây giờ lại muốn tu luyện. Thế nhưng, Trần Triệu Dương không dám nói gì, lập tức bắt đầu hướng dẫn Nam Cung Yến tu luyện. Anh cầm nửa khối linh thạch cực phẩm ra, viết công pháp cho Nam Cung Yến, bắt đầu tu luyện. Ban đầu, Trần Triệu Dương nghĩ rằng, chân khí của mình không thể dẫn dắt được Nam Cung Yến, khi cô mới nhập môn thì nên chậm rãi mới đúng, nhưng không ngờ, cô lại có thể nhập môn trong chốc lát, lần đầu tiên tu luyện liền vận hành cả một chu thiên, là một thuật ngữ trong võ thuật chứ không phải từ chỉ thời gian chân khí trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Thiên tài, bà xã, em đúng là một thiên tài tu luyện, ban đầu khi anh tu luyện, nhập môn cũng phải mất một thời gian rất lâu. Không ngờ lần đầu tiên tu luyện em đã tiến vào nhập môn rồi, lợi hại quá, Trần Triệu Dương chân thành khen ngợi. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến vui mừng, bởi vì cô cũng cảm nhận được lợi ích của việc tu luyện, tai thính mắt tinh, cơ thể nhẹ đi rất nhiều, dường như thay đổi những nhận thức trước đây của cô. Bà xã, đây là nửa khối linh thạch cực phẩm, em cầm cái này để tu luyện, sẽ có ích rất nhiều. Trần Triệu Dương không nói gì với cô mà lấy nửa khối linh thạch cực phẩm vừa có ra, đưa cho cô tu luyện. Đây là cái gì? Em cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nam Cung Yến cầm lấy nửa khối linh thạch màu tím,
tò mò hỏi. Đây là linh thạch mà người tu luyện thường dùng trong việc tu luyện, trong những trường hợp. Bình thường, nó có thể khiến hậu thiên võ giả lên đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, cũng có thể khiến võ giả thiên tiên lên một cấp độ khác, Trần Triệu Dương giải thích. Ồ, em còn tưởng anh tặng em đá quý chứ, Nam Cung Yến nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, cảm thấy hơi thất vọng. Bà xã, dù thế nào cũng không được để võ giả nhìn thấy thứ này, nếu không cũng không thể bảo. Đảm sẽ người ta nổi lòng tham, Trần Triệu Dương bó tay, trong lòng người phụ nữ, viên linh thạch cực phẩm này còn không bằng một viên đá quý. Nếu như bị đám võ giả biết, không chừng còn phải đánh vỡ đầu để tranh giành. Ồ, thứ này giá bao nhiêu tiền, Nam Cung Yến ngạc nhiên, sau đó hỏi. Nam Cung Yến là một nhà kinh doanh, đương nhiên phải đo lường giá trị của thứ này bằng giá cả. Đối với người bình thường, không đáng một xu, nhưng nếu như võ giả muốn, có thể bán với giá trên trời, ít nhất cũng lên tới 100 triệu, Trần Triệu Dương cũng không biết giá trị của thứ đồ này, nhưng dựa vào hiểu biết của anh về võ giả đều là những người không thiếu tiền, gặp được linh thạch cực phẩm thì dù đập nồi bán sắt, e rằng họ cũng muốn có cho bằng được. Đáng giá đến vậy sao, nghe những lời của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến vội vàng nắm chặt viên linh thạch cực phẩm trong tay mình, xem như cô được mở rộng tầm mắt. Không ngờ viên linh thạch nhìn có vẻ không đẹp bằng phỉ thúy này, lại đáng tiền như vậy. Bà xã, đêm nay em đừng ngủ, tu luyện cho tốt, để anh xem trình độ tu luyện của em như thế nào. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, liền đề xuất. Nếu không ngủ, liệu ngày mai có tinh thần làm việc không, Nam Cung Yến lo lắng. Ha ha, bà xã, em cứ thử trước đi, sáng sớm mai em sẽ biết, thấy bà xã nói vậy, Trần Triệu Dương liền bật cười. Được thôi. Nghe thấy tiếng cười của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến liền liếc mắt, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, nửa viên linh thạch cực phẩm đặt giữa hai đầu gối. Khi Nam Cung Yến bắt đầu tu luyện, Trần Triệu Dương cũng tiến vào tu luyện. Vừa mới tiến vào trạng thái tu luyện, Trần Triệu Dương nhận thấy, linh khí mình hấp thu được tăng nhiều, hơn nữa càng nồng đậm, điều này khiến Trần Triệu Dương giật mình ngạc nhiên. Xem ra, quả nhiên ông lão là một lão già đa mưu túc trí, trước khi Nam Cung Yến trở thành võ giả. Tốc độ tu luyện của anh đã đủ nhanh rồi, bây giờ Nam Cung Yến trở thành võ giả, tốc độ tu luyện của anh lại trở nên nhanh hơn nữa, đúng là giống như bắp tu luyện vậy. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không hề hay biết, màn đêm đã trôi qua. Sáng hôm sau, Nam Cung Yến tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, nhìn cả căn phòng, lần đầu tiên cô cảm giác cả thế giới rõ ràng như vậy, giống như không có một rào cản nào cả. Nam Cung Yến bước ra ban công ngay lập tức. Nhìn cây cối tươi tốt xung quanh, cô cảm giác cả thế giới tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác với thế giới mà mình từng biết trước đây. Cô đảm đuối trong chốc lát, mới tỉnh táo lại, tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức, đúng lúc nhìn thấy Trần Triệu Dương đang bưng bữa sáng từ phòng bếp ra. Bà xã, em dậy rồi à, mau ăn sáng đi, Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến từ trên lầu đi xuống, liền gọi cô. Sao anh dậy sớm thế, Nam Cung Yến lấy làm lạ hỏi. Bà xã. Đương nhiên là để sau khi em tỉnh lại, có thể ăn bữa sáng ngon lành ngay lập tức rồi, Trần Triệu Dương bưng đĩa trứng ốp la hình trái tim, trìu mến nói với Nam Cung Yến. Được rồi, vậy thì thử bữa sáng ngon lành của anh xem sao, nghe thấy Trần Triệu Dương nói thế, Nam Cung Yến liền nuốt một ngụm nước bọt, cô đã thèm bữa ăn sáng của Trần Triệu Dương từ lâu rồi. Được thôi, cô gái xinh đẹp, mời em ngồi vào chỗ, Trần Triệu Dương kéo ghế ăn ra giúp Nam Cung Yến, đợi cô ngồi vào, anh cũng ngồi ở phía đối diện. Bà xã, hôm nay em phải đến công ty sao, sau khi Nam Cung Yến ăn xong, Trần Triệu Dương hỏi. Em phải đến công ty hiện đang khai thác thị trường, chuẩn bị mở rộng thị trường ở thành phố Long Hải. Cho nên, sau cuộc họp ngày hôm nay, em phải đến thành phố Long Hải một chuyến, Nam Cung Yến không giấu giếm gì với Trần Triệu Dương, liền nói thẳng. Thành phố Long Hải sao, được, anh sẽ đi với em, nghe đến cái tên này, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến Chu Hán Khanh. Anh tin rằng sau chuyện xảy ra lần trước, có lẽ Chu Hán Khanh sẽ không nhảy ra tác oai tác quái nữa. Đương nhiên, anh cũng không dám đảm bảo rằng lần này Chu Hán Khanh có thể giữ lời hay không, cho nên, anh phải đi theo sát bảo vệ bà xã của mình. Được, Nam Cung Yến cũng không hề có ý kiến đối với quyết định của Trần Triệu Dương. Dù gì tình cảm của hai người họ bây giờ đang tiến triển, cô cũng không muốn tách rời anh. Trần Triệu Dương dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác. Đó là quyết đấu với Vân Hạn Lâm ở núi Long Đài của thành phố Long Hải. Vừa hay sắp tới Nam Cung Yến sẽ đến thành phố Long Hải, anh cũng không cần phải xa cô một thời gian dài rồi. Sau khi ăn xong,
Trần Triệu Dương lái xe đưa Nam Cung Yến tới công ty. Lúc tới nơi, tuy anh không có hứng thú với họp hành nhưng nghĩ tới lần trước vì mình rời khỏi một khoảng thời gian mà bị người ta tìm thấy sơ hở bắt cóc Nam Cung Yến đi. Cho nên, lần họp này Trần Triệu Dương cũng đi theo. Tới phòng họp, Trần Triệu Dương phát hiện không ít người quen cũ, chị lớn Hứa Mỹ Tình, người đẹp Hồ Tiểu Nhạc đều ngồi trong phòng họp, còn có một vài người gật đầu xã giao, nhưng anh không để ý. Anh Triệu Dương, đã lâu anh không tới công ty rồi, người ta còn tưởng anh từ chức rồi chứ. Hồ Tiểu Nhạc thấy Trần Triệu Dương thì bay nhanh tới trước mặt anh rồi nũng nịu nói. Làm gì có chuyện đó, công ty có nhiều người đẹp như thế sao tôi nỡ rời khỏi, nghe Hồ Tiểu Nhạc. Nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên cười lên, đồng thời đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của cô ta. Được Trần Triệu Dương xoa đầu trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng Hồ Tiểu Nhạc bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào. Khụ khụ, được rồi, bắt đầu họp thôi. Nam Cung Yến thấy chồng của mình lại tán tỉnh cấp dưới trước mặt mình thì trong lòng cô nhất thời ganh thi, cô bèn ho khan một tiếng rồi vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, Hồ Tiểu Nhạc mới phát hiện Tổng Giám Đốc cũng có mặt. Cô ta bị dọa một phen nên bèn kéo Trần Triệu Dương tới vị trí phòng quan hệ xã hội. Nam Cung Yến không ngờ cô gái này lại dũng cảm đến vậy. Nhưng không ai trong công ty biết chuyện cô và Trần Triệu Dương kết hôn, dĩ nhiên cũng không thể trách một cô gái trẻ trung xinh đẹp có cảm tình với anh được. Trần Triệu Dương cảm nhận được ánh mắt thù địch của vợ mình thì đột nhiên ra đầu anh có chút tê dại, nhưng cũng không thể hất tay của Hồ Tiểu Nhạc ra, bèn cứ thế mà rời đi. Chị Mỹ Tình, dạo này chị khỏe không? Trần Triệu Dương thấy Hứa Mỹ Tình vẫn quyến rũ như xưa thì khóe mắt chợt lóe lên tia nóng bỏng, lại nhớ tới những bức ảnh kia của Hứa Mỹ Tình đúng là đẹp xuất sắc. Tôi vẫn thế thôi, còn cậu thì sao? Dạo này hình như cậu rất ít tới công ty, có phải lại chạy đi bao gái rồi phải không? Cô gái nhà nào lại dính vào chiêu của cậu vậy? Hứa Mỹ Tình nghe Trần Triệu Dương nói vậy liền cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình của anh, trong lòng cô ấy bỗng dưng dao động, toàn thân ngứa ngáy. Ha ha, làm gì có cô gái nào? Tôi ngắm những người đẹp trong công ty chúng ta còn không xuể, còn chạy ra ngoài gặp cô gái khác làm gì chứ? Trần Triệu Dương mỉm cười và trêu chọc. Hừ, chỉ được cái lẻo mép. Được rồi, không nói nữa, Hứa Mỹ Tình liếc Trần Triệu Dương rồi tập. Trung vào cuộc họp. Cuộc họp diễn ra vô cùng tẻ nhạt, Trần Triệu Dương nghe mà muốn ngủ gục, sau khi kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng nó cũng kết thúc. Trần Triệu Dương, tới văn phòng của tôi một lát nhé, cuộc họp kết thúc, Nam Cung Yến lạnh lùng nói với Trần Triệu Dương. Tuân lệnh, Trần Triệu Dương nhanh chóng trả lời. Trần Triệu Dương, có phải anh đắc tội với Tổng Giám Đốc không vậy? Tại sao chị ấy lại muốn gặp riêng anh? Hồ Tiểu Nhạc thấy vậy thì tỏ ra lo lắng. Sao có chuyện đó được? Đó là vợ tôi thì tôi sợ cái gì, Trần Triệu Dương cười phá lên rồi nói toẹt ra. Anh Triệu Dương, anh đừng nói đùa nữa. Tổng Giám Đốc Nam Cung là ai chứ, là cô gái xinh đẹp. Nhất của cả thành phố Nam Hải chúng ta. Sao chị ấy có thể là vợ của anh được, Hồ Tiểu Nhạc chợt mỉm cười nói với vẻ khao khát. Đúng vậy, Trần Triệu Dương, cậu mau đi đi, nói chuyện với Tổng Giám Đốc cho khéo vào. Đừng lo lắng, tôi không nghĩ là cậu bị đuổi việc đâu. Hứa Mỹ Tình đứng bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng. Ha ha, tôi đã nói rồi, không sao đâu. Được rồi, tôi đi trước đây. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó chào tạm biệt hai người họ rồi đi tới văn phòng của Nam Cung Yến. Lúc tới văn phòng của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương đột nhiên thấy hồi hộp. Lúc nãy nói cười với mấy cô gái kia trước mặt vợ của mình, đúng là tự tìm đường chết mà. Vợ à, họp lâu như vậy, em có mệt không? Nào, để anh massage cho em nhé, Trần Triệu Dương gõ cửa, sau đó đi vào với vẻ mặt nịnh bợ. Thôi đi, không phải anh còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ hay sao, đi mà massage cho người ta đi, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến tức giận lên tiếng. Vợ à, em còn không hiểu anh ư, anh là thật lòng thật dạ với em, tuyệt đối không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào khác, Trần Triệu Dương vừa nghe thì võ ngực bảo đảm. Sau đó, anh đi tới phía sau của Nam Cung Yến. Đặt tay lên đôi vai của cô rồi nhẹ nhàng massage. Cũng không chắc được, miệng lưỡi đàn ông là quỷ gạt người. Chỉ sợ đến lúc anh đem em đi bán mà em còn không hề hay biết, Nam Cung Yến cũng không có đẩy Trần Triệu Dương ra, cô khẽ nhắm mắt lại rồi từ tốn nói. Làm sao có chuyện đó được, sao anh có thể nỡ đem bán người vợ thân yêu nhất của mình chứ? Vợ anh chính là tất cả của anh mà, Trần Triệu Dương liền bảo đảm nói. Được rồi, chuyện bên công ty em đã sắp xếp rồi. Buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát, ngày mai em phải tới chủ trì lễ khai trương công ty,
Nam Cung Yến không hơn thua với anh mà trực tiếp sắp xếp mọi chuyện. Không thành vấn đề, vợ anh nói lúc nào đi thì chúng ta đi thôi, nghe vợ mình nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên vui mừng, anh vui vẻ lên tiếng. Họp cả buổi sáng, Nam Cung Yến quả thật cảm thấy hơi mệt. Trần Triệu Dương massage thật hiệu quả, không bao lâu cô liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không ngờ Trần Triệu Dương còn biết massage, ban đầu bản thân cô đã có thành kiến quá sâu với anh rồi. Xem xét mọi khía cạnh, Trần Triệu Dương quả là một người đàn ông tốt hiếm có tiền, thực lực mạnh, biết nấu cơm, biết massage, đối với mình cũng tốt. Quan trọng là anh cũng rất là đẹp trai, miệng lưỡi dẻo quẹo, người đàn ông như vậy tuyệt đối là gu mà các cô gái bên ngoài thích nhất. Trần Triệu Dương, có phải ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ thích anh không? Nam Cung Yến đang nhắm mắt hưởng thụ thì đột nhiên mở mắt, sau đó thẳng thừng hỏi anh. Không ngờ anh lại do dự, nói mau, có phải anh ở bên ngoài có người khác rồi không? Không chờ Trần Triệu Dương trả lời, Nam Cung Yến liền tức giận nói. À, vợ à, tấm lòng của anh dành cho em rõ như ban ngày, trời đất làm chứng, em nói vậy anh thấy oan quá. Nghe Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương liền kêu oan, tỏ ra ấm ức lên tiếng. Nói như vậy là em không đúng à? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, đôi mắt của Nam Cung Yến lộ ra vẻ nguy hiểm, cô lạnh lùng nói. Tất nhiên là không phải rồi, lúc nào vợ nói cũng đúng, là hành vi của anh khiến vợ nảy sinh ảo giác rồi. Cho nên, mọi chuyện đều là lỗi của anh, Trần Triệu Dương lắc đầu lia lịa, sau đó anh lên tiếng thanh minh cho rõ. Như vậy còn tạm được, được rồi, đi thôi, về nhà thu dọn một chút, chuẩn bị đi thành phố Long Hải. Nam Cung Yến vô cùng hài lòng với câu trả lời di gạch dưới của Trần Triệu Dương. Về tới biệt thự, Trần Triệu Dương cảm thấy, lần này rời đi có lẽ hơi lâu, cho nên anh cho người chuẩn bị một số đồ để tu luyện. Anh hy vọng, trước khi quay về, căn cứ của mình vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, thực lực của thuộc hạ mình cũng sẽ được tăng thêm một bậc. Trước khi về biệt thự, Trần Triệu Dương lên danh sách kêu Hứa Thiệu Phong chuẩn bị, đợi khi anh và Nam Cung Yến ăn trưa xong thì những thứ anh cần cũng được đưa tới. Trần Triệu Dương liền bắt đầu luyện thuốc, nhưng vì thiếu lò luyện đan nên chỉ có thể điều chế thành thuốc tế. Về chuyện luyện thuốc, Trần Triệu Dương có thể nói là quen tay thành khéo. Thứ anh muốn điều chế là thuốc tăng nguyên và thuốc bạo linh. Thuốc tăng nguyên là để tăng tu vi, còn thuốc bạo linh sau khi dùng thì thực lực sẽ tăng mạnh một bậc, là thứ dùng để bảo vệ tính mạng. Mất thời gian cả buổi trưa, Trần Triệu Dương đã luyện xong một mớ thuốc tăng nguyên và thuốc bạo linh, thuốc tăng nguyên thì nhiều hơn. Trong tay có hai chai, nhưng anh chỉ đưa cho bọn họ một chai. Vì một khi đã đến lúc dùng thuốc bạo linh, hai chai hay một chai cũng không có gì khác biệt. Sau đó, Trần Triệu Dương viết lại một số thân pháp và bộ pháp gia tăng tốc độ. Thân pháp có thể khiến bọn họ càng thêm linh hoạt hơn khi chiến đấu, còn quy tắc bộ pháp có thể khiến bọn họ thoát thân nhanh hơn. Sau khi viết xong, dĩ nhiên Trần Triệu Dương cũng không yên tâm. Anh bèn gọi điện kêu bọn họ tới biệt thự. Khoảng 2 giờ chiều, đám người Giang Tử Phong tới biệt thự. Đại ca, có chuyện gì mà gọi chúng em tới đây gấp vậy? Sau khi tới biệt thự, Giang Tử Phong là người hỏi đầu tiên, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng nhìn về phía Trần Triệu Dương, còn chị em nhà bọn họ Cận thì không nói gì. Đương nhiên là chuyện tốt rồi, đưa cho mấy người một ít đồ, Trần Triệu Dương lập tức chia số thuốc đã luyện xong cho bọn họ, đồng thời nói cho bọn họ nghe cách dùng của số thuốc này. Đại ca, anh đối với bọn em thật là tốt. Nhìn số thuốc trong tay, đám người Giang Tử Phong chợt cảm kích vô cùng. Vẫn là câu nói này, đừng tăng thực lực quá nhanh, cố gắng tạo nền tảng vững chắc, Trần Triệu Dương không kiềm được mà khuyên nhủ. Vâng, đại ca, Giang Tử Phong đương nhiên biết mấy chuyện này nên nhanh chóng gật đầu. Còn có một bộ thân pháp và một bộ bộ pháp, các người hãy ghi nhớ trước cho tôi, tiếp theo Trần Triệu Dương đưa bộ thân pháp và bộ pháp mà mình đã viết cho bọn họ. Sau khi nhận lấy, bọn họ nhanh chóng ghi nhớ vào đầu. Chưa tới 10 phút, bọn họ đều đã ghi nhớ hết. Tiếp theo, Trần Triệu Dương giải thích cho bọn họ những điều cần luyện trong bước đầu của bộ thân pháp và bộ pháp, hơn nữa còn chỉ dẫn bọn họ nhập môn. Còn chị em nhà họ Cận chưa tu luyện nền tảng, Trần Triệu Dương dĩ nhiên cũng không thiên vị. Anh dạy hai người công pháp ngay tại chỗ, còn hướng dẫn hai người họ hoàn thành thao tác của một tuần. Tính đến nay, dưới trướng của Trần Triệu Dương coi như đã có 5 võ giả. Tuy đều vừa mới nhập môn, nhưng Trần Triệu Dương tin, dựa vào kinh nghiệm bản thân, cộng thêm sự cố gắng của chính bọn họ thì việc trở thành cường giả vốn không hề khó. Sau khi giải quyết xong chuyện của bọn họ, anh bèn nói với bọn họ là mình phải rời khỏi một thời gian,
đến lúc trở về sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của bọn họ. Do đó, bọn họ dĩ nhiên bảo đảm chắc chắn sẽ tu luyện thật tốt. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, Trần Triệu Dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách lão già kia chỉ thu nhận một mình là đệ tử. Dạy người khác tu luyện quả thật quá khó rồi, cần quá nhiều thứ. Sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Nếu xong rồi thì hôm nay chúng ta xuất phát, tranh thủ trước tối thì tới thành phố Long Hải, đợi Trần Triệu Dương tiễn bọn họ đi xong, Nam Cung Yến mới đi từ trên lầu xuống. Vợ, anh đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta xuất phát thôi, Trần Triệu Dương gật đầu, nhìn Nam Cung Yến mặc bộ đồ thể thao màu trắng, anh nhất thời thầm khen, dáng người đẹp như vậy thì mặc cái gì cũng đẹp. Đến thành phố Long Hải lần này, Trần Triệu Dương vốn tưởng chỉ có anh và cô, không ngờ sẽ còn một người nữa. Trần Triệu Dương, đây là chị họ con nhà dì em, Triệu Diễm Linh, Trần Triệu Dương lái xe đưa Nam Cung Yến tới trạm xe, đúng lúc thấy một người cô gái trang điểm sắc sảo, cô bèn giới thiệu với anh. Chị họ, đây là chồng em, Trần Triệu Dương, lần này đi với em tới thành phố Long Hải, Nam Cung Yến giới thiệu Trần Triệu Dương với Triệu Diễm Linh. Cái gì, em họ, em đã kết hôn rồi, sao chị lại không biết, Triệu Diễm Linh vốn còn tưởng Trần Triệu Dương là một tài xế, trong lòng còn thầm khen anh trông rất đẹp trai. Kết quả, không ngờ anh chàng mặt búng ra sữa này lại là chồng của em họ mình. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Cô ta vốn không có nghe tin gì về chuyện em họ mình kết hôn. Phải biết là em họ mình là một cô gái xinh đẹp nhất thành phố Nam Hải. Hơn nữa, hai người lại là họ hàng với nhau thế mà cô ta không hề hay biết tới. Bọn em chỉ vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, vẫn chưa tổ chức tiệc cưới, chỉ đi đăng ký giấy kết hôn thôi, nghe chị họ mình nói vậy, Nam Cung Yến có chút ngại ngùng nói. Trần Triệu Dương đứng bên cạnh thì vô cùng hài lòng. Không ngờ Nam Cung Yến lại giới thiệu mình là chồng của cô trước mặt người khác. Điều này chứng minh, trong lòng cô đã thừa nhận anh là chồng rồi. Chào chị họ, đây là vali của chị à. Để em xách giúp chị, sau khi Trần Triệu Dương biết Triệu Diễm Linh này là chị họ của Nam Cung Yến thì anh bèn thể hiện một chút, muốn xách giúp chiếc vali mà cô ta đang cầm trong tay. Đừng động vào, tôi nói cho cậu nghe. Tiểu Yến nhà chúng tôi điều kiện tốt như vậy, cậu thành thật khai báo đi. Là cậu đã dùng thủ đoạn gì đó khiến em họ tôi đi làm giấy kết hôn với cậu đúng không? Triệu Diễm Linh tỏ ra chê bai rồi đặt chiếc vali sang một bên. Cô ta lạnh lùng nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đột nhiên ngơ ngác, anh vốn không ngờ Triệu Diễm Linh lại phản ứng như thế. Hơn nữa dáng vẻ nịnh hót của cô ta khiến Trần Triệu Dương thấy rất khó chịu trong lòng. Chị họ, em kết hôn nhưng không nói cho chị biết là em không đúng. Nhưng Trần Triệu Dương đã là chồng em rồi. Cho nên em hy vọng chị có thể tiếp nhận anh ấy, đừng có thành kiến với anh ấy như vậy, tuy Nam Cung Yến rất khách sáo, nhưng lại khiến người khác nghe ra cô đang tức giận. Em họ, chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Em nói em đấy, điều kiện tốt như vậy, nếu muốn tìm chồng thì nên tìm mấy cậu ấm của các gia tộc lớn. Trần Triệu Dương này tuy là mặt mày sáng sủa nhưng thoạt nhìn cũng biết là người không có tiền, lẽ nào em ở bên cạnh cậu ta không cảm thấy thiệt thòi sao? Triệu Diễm Linh đột nhiên thấy lo, cô ta bèn nhỏ tiếng khuyên can. Tuy Trần Triệu Dương đứng xa nhưng tai anh rất thính, dĩ nhiên nghe ra câu nói đó của Triệu Diễm Linh. Điều này khiến vẻ mặt của Trần Triệu Dương đột nhiên trầm xuống. Cũng may, lúc nãy nghe được Nam Cung Yến bảo vệ cho mình, trong lòng anh rất dễ chịu. Xem ra khoảng cách mình chinh phục được Nam Cung Yến cũng không còn xa nữa, nhất định phải cố lên. Sau khi lên xe, Triệu Diễm Linh ngồi ở ghế phụ, liếc Trần Triệu Dương một cái, tỏ vẻ không ưa anh. Trần Triệu Dương đúng không? Bây giờ cậu làm gì? Có công ty của riêng mình không? Người nhà cậu làm gì? Triệu Diễm Linh đảo mắt, liền hỏi Trần Triệu Dương. Chị họ, bây giờ Trần Triệu Dương đang làm việc ở bộ phận quan hệ công chúng tại công ty em, Nam Cung Yến sợ Trần Triệu Dương khó xử, liền tiếp lời. Em họ à, chị không hỏi em, chị đang hỏi Trần. Triệu Dương, Triệu Diễm Linh không hề quan tâm đến Nam Cung Yến, hỏi Trần Triệu Dương. Hiện giờ em thật sự làm việc ở công ty của Cung Yến. Nhà em không có ai, chỉ có một mình em cũng không phải con nhà giàu, Trần Triệu Dương đương nhiên nghe ra được, Triệu Diễm Linh đang cố ý bới lông tìm vết. Vậy sao, thế một tháng lương của cậu bao, nhiêu, có đủ nuôi Cung Yến không? Dù sao thì Cung Yến cũng là phụ nữ, là một người phụ nữ, Cung Yến cần tiêu rất nhiều tiền, ví dụ như quần áo, túi sách, mỹ phẩm, đồ skincare, giọng điệu nói chuyện của Triệu Diễm Linh rất cay nghiệt, cô ta nói thẳng thừng. Lương một tháng của em có lấy khoảng hơn 3.000, cũng lâu lắm rồi em chưa kiểm tra thẻ lương,
cụ thể bao nhiêu em cũng không biết. Trần Triệu Dương thành thật trả lời, anh cũng lười chấp nhặt với loại phụ nữ như thế này, dù sao thì Triệu Diễm Linh cũng là chị họ của bà xã nhà mình. 3.000 tệ, còn không đủ cho tôi đi làm đẹp, mua một cái túi sách, như thế này thì ổn thế nào? Được, Triệu Diễm Linh nghe xong, liền hét lên một tiếng, sau đó ra vẻ đắc ý nói, Cung Yến à, tiền tiêu vặt anh rể em đưa cho chị mỗi tháng đều là 5 con số đó, em như thế này không được đâu, chị thấy, hai đứa nên ly hôn càng sớm càng tốt. Hai đứa không hợp nhau đâu. Két. Trần Triệu Dương đột nhiên giãm phanh thật mạnh, lạnh lùng nhìn Triệu Diễm Linh. Người phụ nữ này vừa lên xe đã bắt bẻ, hoàn toàn ra vẻ coi thường anh, bây giờ còn muốn anh và Nam Cung Yến ly hôn, điều này khiến Trần Triệu Dương không thể chịu đựng được. Trần Triệu Dương, anh đừng nghe chị ấy nói, chị họ không có ý xấu gì đâu, cũng vì chị ấy lo lắng cho em thôi. Nam Cung Yến vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trần Triệu Dương, vội vàng nói. Chị họ, có thể chị không biết rồi, Trần Triệu Dương có rất nhiều tài sản, mặc dù anh ấy không phải con nhà giàu, nhưng anh ấy rất tài năng, chắc. Chắn sẽ không khiến em phải chịu khổ đâu, Nam Cung Yến nhanh chóng khuyên nhủ chị họ mình. Triệu Diễm Linh thấy dáng vẻ muốn đánh người của Trần Triệu Dương, cô ta cảm thấy hơi sợ, lập tức nói, tôi cứ nói như vậy đấy, cậu nghĩ mình xứng với Cung Yến sao? Thật sự em không xứng với Cung Yến, nhưng mà, hình như chuyện này cũng không liên quan tới chị thì phải. Nếu như chị còn tiếp tục nhiều chuyện, muốn em và Cung Yến chia tay, thì bây giờ chị xuống xe cho em, Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Không nói thì không nói, tôi thèm vào mà nói ấy, Triệu Diễm Linh nghe thấy những lời nói có phần hung dữ của Trần Triệu Dương, liền ngậm miệng lại. Dừng xe, tôi không muốn ngồi ghế phụ nữa, sau đó Triệu Diễm Linh bảo Trần Triệu Dương dừng xe, ngồi về phía sau cùng với Nam Cung Yến. Trên cả quãng đường tiếp theo. Triệu Diễm Linh không ngừng nhỏ giọng nói chuyện với Nam Cung Yến, cô ta tưởng rằng Trần Triệu Dương không nghe thấy, nhưng Trần Triệu Dương lại nghe hết, không lọt chữ nào. Càng nghe, Trần Triệu Dương càng tức giận, nhưng người này lại là chị họ của Nam Cung Yến, anh cũng không thể nói được gì nữa, dù sao thì, người ta cũng chỉ nói chuyện nhỏ tiếng, không hề nói rõ. Nhưng mà, qua lời nói của Triệu Diễm Linh, Trần Triệu Dương biết được vài chuyện, người tên Triệu Diễm Linh này còn bí mật giới thiệu cho Nam Cung Yến một người. Lý do cô ta đi theo Nam Cung Yến đến thành phố Long Hải lần này, chính là vì muốn mai mối Nam Cung Yến với người kia. Trần Triệu Dương biết được mục đích của Triệu Diễm Linh, liền lạnh lùng cười. Nếu cô ta thật lòng thì họ cũng có thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng nếu như cô ta thật sự nông cạn, cứ muốn chết như vậy, thì anh cũng chỉ có thể tác thành cho cô ta. Cả quãng đường, Trần Triệu Dương không nói gì với Triệu Diễm Linh, còn Nam Cung Yến cũng không muốn nghe những chuyện này, mượn cớ là quá mệt, nhắm mắt. Ngủ thiếp đi. Triệu Diễm Linh không có ai nói chuyện, cũng không dám nói chuyện với Trần Triệu Dương, liền cầm điện thoại ra, bắt đầu nghịch. Vốn dĩ Trần Triệu Dương không muốn quan tâm đến cô ta, nhưng từ gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Triệu Diễm Linh đang nghịch điện thoại, khuôn mặt nở nụ cười đắc ý, anh liền dùng đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt, nhìn thấy màn hình điện thoại của cô ta. Sau khi nhìn thấy thông tin trên màn hình, Trần Triệu Dương liền cười lạnh một tiếng, Triệu Diễm Linh này thật đúng là lợi hại. Bán cả em họ của mình đi rồi. Mặc dù Trần Triệu Dương không biết đối phương là ai, nhưng anh lại biết, có lẽ đối phương là một cậu ấm ở thành phố Long Hải, sau khi xong xuôi tất cả mọi chuyện, Hà ta sẽ trả cho Triệu Diễm Linh 2 triệu tiền thù lao. Điều này khiến Trần Triệu Dương nổi giận, bà xã của mình lại bị Triệu Diễm Linh này coi như công cụ để kiếm tiền, sao anh có thể nhẫn nhịn được. Thế nhưng, anh cũng không thể vạch Trần thẳng mặt được, đợi sau khi đến thành phố Long Hải, để xem cô ta dở trò gì. Lái xe 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến thành phố Long Hải, Nam Cung Yến đã thuê trước một căn phòng ở thành phố Long Hải, chỗ ở cũng không tệ. Cung Yến, em ở trong khu chung cư như thế này sao? Với thân phận và địa vị của em thì nên kiếm một căn biệt thự thật lớn chứ, ở đây thì tội em biết bao, khi chiếc xe dừng ở dưới khu chung cư. Triệu Diễm Linh lập tức nhíu mày nói. Nói xong, không đợi Nam Cung Yến nói chuyện, cô ta đã ra vẻ khinh thường nói với Trần Triệu Dương. Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh, thì không nên để Nam Cung Yến chịu khổ, cậu xem, chỗ ở này như thế nào, loại người như cậu, còn mặt dày muốn ở cùng Cung Yến nhà chúng tôi. Chị họ, không thể trách anh ấy được, đây là chỗ do em tự quyết định, bọn em cũng không nhiều người, sống ở căn nhà tốt làm gì chứ. Nam Cung Yến nhìn thấy chị họ mình lại khiến Trần Triệu Dương khó xử, liền bất lực, không thể nói gì được. Được rồi, em tự muốn bản thân mình khổ thì tự đi mà chịu. Triệu Diễm Linh nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy,
liền cong môi, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Triệu Diễm Linh cứ tác oai tác quái từ nãy đến giờ, Trần Triệu Dương thật sự muốn tát một phát cho cô ta chết luôn. Chuyển hành lý của tôi lên, Cung Yến, chúng ta đi thôi, nói xong, Triệu Diễm Linh liền kéo Nam Cung Yến đi thẳng lên tầng. Trần Triệu Dương, tầng 9, phòng 901, Nam Cung Yến bị Triệu Diễm Linh kéo, cũng không thể từ chối cô ta được, vội vàng nói với Trần Triệu Dương. Được, hai người lên trước đi, để anh chuyển hành lý lên, Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức chuyển hành lý lên. Anh còn chưa đi đến cổng, một người đàn ông thân hình béo phệ bước đến từ phía đối diện, trong tay ôm lấy một cô gái trẻ đẹp. Anh Trần, sao anh lại ở đây? Sau khi bước tới, người đàn ông đột nhiên quay người lại, khuôn mặt ra vẻ nịnh nọt bước tới trước mặt Trần Triệu Dương, cung kính hỏi. Anh là, Trần Triệu Dương không ngờ lại gặp được người biết mình ở đây, thế nhưng, Trần Triệu Dương không hề quen biết người này. Anh Trần, có lẽ anh không biết tôi tên là Tăng Kim Lai, lúc trước anh đấu với Phòng Nguyên Vũ, tôi đã đứng ở khán đài, sau này tôi hợp tác với Tử Hồng Nho, không phải cũng có anh ở đó sao, cho nên tôi mới đến chào hỏi anh, Tăng Kim Lai nhìn Trần Triệu Dương đầy hưng phấn, tự giới thiệu. Ồ, anh Tăng có chuyện gì sao, Trần Triệu Dương gật đầu. Lúc đó có rất nhiều người ngồi ở đó nên anh không biết Tăng Kim Lai là người nào nhưng vì phải phép, anh cũng không làm mặt lạnh với đối phương. Anh Trần, không có gì, chỉ là gặp anh nên tôi hơi bất ngờ và ngạc nhiên thôi, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai bật cười. Nếu đã không có chuyện gì thì tôi lên đây, Trần Triệu Dương gật đầu, định xoay người chuẩn bị lên lầu. Anh Trần, tối nay có một bữa tiệc rượu dành cho giới kinh doanh ở khách sạn Phượng Lan. Không chỉ có doanh nhân của thành phố Long Hải mà trong đó đa phần là người của thành phố Vân Hải. Tổ chức tiệc rượu này là để chào đón doanh nhân thành phố Vân Hải chúng ta. Không biết anh Trần có thời gian không? Nếu chúng tôi may mắn mời được anh Trần đến, tôi tin chắc những người đến tham dự vô cùng kích động, Tăng Kim Lai hơi kích động nói. Thôi, các anh đều là doanh nhân, tôi lại chẳng phải, tôi không đi đâu, suy nghĩ đầu tiên của Trần Triệu Dương là từ chối. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai rất thất vọng. Từ lần trước thấy được uy nghiêm khí phách của Trần Triệu Dương, anh ta đã biết nếu muốn làm ăn lớn hơn thì phải có võ lực góp sức mới là hậu thuẫn lớn nhất. Thế nên Tăng Kim Lai vẫn luôn muốn móc nối quan hệ với Trần Triệu Dương nhưng có quá nhiều người hợp tác với Từ Hồng Nho, mà Trần Triệu Dương không thể nào đích thân đến hợp tác với đám doanh nhân bọn họ được. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội được tiếp cận Trần Triệu Dương, dĩ nhiên anh ta không muốn bỏ lỡ. Ồ, phải rồi. Tiệc rượu đó có thiệp mời gì không? Vốn dĩ Trần Triệu Dương không muốn đi nhưng nghĩ đến sau này công ty của vợ mình phát triển ở thành phố Long Hải, làm quen với một số người hẳn sẽ có lợi cho sự phát triển của công ty cô. Có, đây là thiệp mời tiệc rượu lần này, đây là thiệp mời VIP, không giới hạn số lượng người tham dự. Tăng Kim Lai vốn còn đang thất vọng thì nghe Trần Triệu Dương nói vậy, anh ta trở nên kích động, lập tức lấy một tấm thiệp mời bằng màu vàng sậm từ trong cặp của mình ra rồi đưa cho anh bằng cả hai tay. Được. Nếu có thời gian tôi sẽ đến, Trần Triệu Dương gật đầu nhận lấy thiệp mời. Tốt quá, cảm ơn anh Trần. Đây là cách liên lạc của tôi, nếu anh đến cứ gọi cho tôi sẽ bảo người đến đón anh. Tăng Kim Lai là người rất tinh tế, dĩ nhiên nhìn ra được Trần Triệu Dương vừa đến thành phố Long Hải nên anh ta mới nhắc đến chuyện bảo người đến đón. Được, anh được đấy, cứ đợi điện thoại của tôi. Trần Triệu Dương vô cùng hài lòng về Tăng Kim Lai, anh không ngờ cái tên trông béo ục ịch vậy mà làm việc lại khiến người ta thoải mái. Suy xét rất chu đáo. Vâng, anh Trần, tôi rất mong anh sẽ đến. Thang máy đến rồi, mời anh, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai rất vui. Thấy thang máy đến, anh ta nhanh chóng bước lên giúp Trần Triệu Dương bỏ đồ vào thang máy, đợi thang máy đóng cửa rồi anh ta mới đứng thẳng người dậy. Sau khi đứng thẳng dậy thì mới thấy rõ trán của anh ta ướt đẫm mồ hôi, dù sao động tác như vậy quả thực rất khó với một người béo như anh ta. Chồng yêu! Sao anh lại cung kính với người đó thế? Người đó là ai vậy? Nhìn cách ăn mặc cũng chẳng thấy ra sao cả, còn tự mình xách vali. Nếu đúng là nhân vật có tầm cỡ thì hẳn phải có nhiều người đi theo chứ. Chồng, anh đừng bị người ta gạt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cô gái bên cạnh kinh ngạc không thôi. Cô ta đi theo Tăng Kim Lai cũng đã mấy ngày nên có chút hiểu biết về anh ta. Anh ta là doanh nhân giàu có nhất thành phố Vân Hải, cực kỳ giàu. Đứng trong top 3 trên bảng xếp hạng đại gia của thành phố Vân Hải. Nhưng người này lại có thái độ cung kính với một thanh niên chỉ mới 20 tuổi đầu, điều này quả thật là đảo ngược những gì cô ta biết về Tăng Kim Lai. Nên biết Tăng Kim Lai là người rất cao ngạo, anh ta chẳng hề coi trọng những người bình thường,
mấy hành động hôm nay của anh ta quá khác thường. Cô thì biết cái gì, đó là nhân vật tầm cỡ mà cả đời này tôi không đắc tội nổi đâu. Anh ta muốn bóp chết tôi là chuyện dễ như bóp chết một con kiến vậy, số tài sản đó của tôi chẳng là cái gì cả, nghe người phụ nữ của mình nói vậy, Tăng Kim Lai tức giận nói. Nếu anh ta thật sự là nhân vật tầm cỡ thì sao có thể sống ở đây? Mặc dù nơi này cũng là nơi dành cho người có tiền sống nhưng những người thuộc tầng lớp các anh đều xem thường nơi này, cô gái lại tỏ ra khó hiểu nói. Hừ, phụ nữ của ông đây sao mà lắm lời thế? Cút ngay cho tôi, hôm nay tôi không muốn gặp lại cô nữa, thấy bộ dạng không biết hối cải của cô gái, ánh mắt Tăng Kim Lai bỗng trở nên lạnh lùng nói. Chồng yêu à, đừng mà, em không nói nữa, sau này em cũng không dám nữa. Xin anh đó, đừng bảo, em rời đi. Nghe Tăng Kim Lai nói vậy, cô gái nhất thời hoảng hốt, lập tức kéo tay Tăng Kim Lai lại, đáng thương cầu xin. Cút, nếu còn không cút đi nữa thì đừng trách tôi sao không cho tiền cô. Tăng Kim Lai giật mạnh ai mình ra, cô gái bị hất ngã xuống đất, sau đó Tăng Kim Lai không liếc mắt nhìn cô gái mà xoay người bỏ đi. Sau khi ra khỏi khu dân cư, Tăng Kim Lai mới thở phào, không dễ gì anh ta mới móc nối quan hệ với Trần Triệu Dương. Nếu chỉ vì một người phụ nữ không biết sống chết mà gây ra ác cảm với Trần Triệu Dương, tuyệt đối không đáng giá. Tất nhiên Trần Triệu Dương đang lên lầu không hề biết chuyện này. Sau khi đến 901, Trần Triệu Dương phát hiện cửa nhà đóng lại khiến Trần Triệu Dương nhất thời không vui. Vốn dĩ còn tưởng lần này quan hệ với Nam Cung Yến có thể tốt lên một chút, nhưng bây giờ xem ra có người phụ nữ Triệu Diễm Linh này ở đây, e là cũng không có khả năng. Trần Triệu Dương gõ cửa. Lúc này Nam Cung Yến chạy ra mở cửa cho Trần Triệu Dương. Chỉ có mấy cái vali thôi mà phải mất lúc lâu vậy à, sức khỏe của cậu vậy là không được rồi. Trần Triệu Dương xách vali vào nhà, Triệu Diễm Linh lập tức giễu cợt anh ngay. Trần Triệu Dương mặc kệ người phụ nữ này, bắt đầu ra tay sắp xếp vali. Cậu làm gì đấy, đây mới là phòng của cậu, phòng này là của Cung Yến, còn đây là của tôi. Buổi tối khi ngủ không được chạy lung tung, tôi không muốn bị người như cậu nhìn trộm. Thấy Trần Triệu Dương chuyển vali của anh vào phòng ngủ chính, Triệu Diễm Linh lập tức chặn ngay trước cửa, vênh mặt nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nhíu mày, suýt nữa đánh cô ta một cái. Người phụ nữ này đúng là ngốc, mình và Nam Cung Yến là vợ chồng có gì mà phải chia phòng ngủ chứ? Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói cho cậu biết người nhà chúng tôi đều không đồng ý hôn sự của cậu và Cung Yến, thế nên cậu đừng mơ mà lợi dụng được Cung Yến, Triệu Diễm Linh nói khi thấy Trần Triệu Dương sắp nổi nóng. Trần Triệu Dương, anh đừng tức giận, chị họ không có ý đó đâu. Nam Cung Yến bước ra từ phòng của mình vừa lúc nghe được mấy lời của chị họ mình nói với Trần Triệu Dương, cô áy náy nói. Anh không sao, anh ngủ ở phòng sách cũng được. Trần Triệu Dương mỉm cười gật đầu, mặc kệ Triệu Diễm Linh mà xách vali của mình và Nam Cung Yến về phòng, chỉ để lại vali của Triệu Diễm Linh ở phòng khách. Cậu có ý gì, không giúp tôi chuyển hành lý nữa à? Đúng là một tên đàn ông nhỏ mọn. Triệu Diễm Linh nhìn thấy thế thì tức muốn nổ tung, lập tức chống eo hét lên một cách giận dữ với Trần Triệu Dương. Nhìn thấy không có ai đến chuyển hành lý cho mình thì cô ta chỉ có thể vừa tức vừa tự thận vận động. Đợi đến khi họ thu xếp xong hết thì cũng 6 giờ 30 rồi. Vợ à, em muốn đi đâu thế? Trần Triệu Dương đang đứng ở sảnh nhìn thấy Nam Cung Yến mặc lễ phục, trang điểm lộng lẫy thì sáng hết cả mắt lên, hỏi. Chúng tôi tất nhiên là muốn đi tham gia tiệc rượu rồi. Không giống ai đó chả có tí mối quan hệ nào, nhìn thấy chưa, tối nay chúng tôi phải tham gia tiệc rượu thương mại thượng đỉnh của thành phố Long Hải. Ngay lúc này Triệu Diễm Linh mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ nhã nhặn, trang điểm đậm từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Trần Triệu Dương đang lau bàn thì nói rất tự hào. Tiểu Yến, em muốn đi tham dự tiệc rượu sao? Nếu không để anh đưa hai người đi, Trần Triệu Dương không muốn để ý đến Triệu Diễm Linh mà nhìn thẳng vào Nam Cung Yến hỏi. Đừng! Cái xe nát ấy của cậu chỉ làm xấu mặt người khác thôi, chúng tôi chút nữa muốn ngồi xe Mercedes-Benz, có người đến đón chúng tôi rồi, Triệu Diễm Linh nhìn Trần Triệu Dương một cách khinh thường rồi nói. Trần Triệu Dương cạn lời, người phụ nữ này đúng là ngốc. Một chiếc xe hơi cao cấp của Land Rover ở trong mắt cô ta thế mà lại kém hơn một chiếc Mercedes-Benz mặc dù không biết là dòng Mercedes-Benz nào nhưng điều Trần Triệu Dương để ý cũng không phải là cái này. Thế mà lại có người đến đón họ. Họ mới chỉ vừa đến thành phố Long Hải mà thôi, ai sẽ đến đón họ? Chứ, Tiểu Yến, thực sự không muốn anh lái xe đưa em đi hay sao? Trần Triệu Dương lại hỏi. Trần Triệu Dương, anh đưa bọn em đi đi, Nam Cung Yến nói, rồi lại quay sang nói với Trần Diễm Linh, em không quen ngồi xe người khác. Được,
Vợ à, em đợi anh một chút, anh lên thay quần áo đã. Trần Triệu Dương nghe được lời của Nam Cung Yến thì lập tức chạy về phòng mình. Anh cũng không thể nào mặc bộ đồ thoải mái thế này tham gia tiệc rượu, vì nó sẽ khiến vợ anh bị mất mặt. Tiểu Yến, em thực sự muốn đi cùng Trần Triệu Dương hay sao? Nên biết là cậu chủ Vương chỉ có hai vị trí đi cùng, nếu em muốn dẫn theo Trần Triệu Dương thì chính là đang làm khó cậu chủ Vương đớ. Trần Diễm Linh nghe được Nam Cung Yến không muốn ngồi xe cậu chủ Vương mà lại ngồi xe Trần Triệu Dương tham gia tiệc rượu thì vô cùng nôn nóng. Nghe được lời này của Trần Diễm Linh thì Nam Cung Yến nhăn tít mày lại rồi nói một cách kiên quyết, nếu đến lúc đó Trần Triệu Dương không được vào thì em cũng không vào, chị họ có thể tự mình chơi đùa thỏa thích ở đó. Tiểu Yến, thế thì không được, em vừa đến thành phố Long Hải thì phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với người ở đây, nếu không sao công ty chúng ta có thể kinh doanh trên đất Long Hải này được, Triệu Diễm Linh vừa nghe thấy thì khuyên nhủ. Hơn nữa, Tiểu Yến, cậu chủ Vương là một người có mối quan hệ vô cùng rộng. Nếu sau này chúng ta muốn phát triển ở Long Hải thì kiểu gì cũng cần đến sự trợ giúp của cậu ấy. Chị đều là vì tốt cho em, tốt cho công ty mình mà thôi, nói cứ như công ty là của cô ta vậy. Đừng nói nữa, cứ thế đi, Nam Cung Yến xoa xoa lông mày rồi lập tức vẫy vẫy tay không cho cô ta nói nữa. Trần Triệu Dương bước ra sau khi thay một bộ đồ thoải mái, tuy không trang trọng nhưng nó đẹp hơn rất nhiều so với bộ quần áo mà anh mặc trước đó. Tiểu Yến, chúng ta đi thôi. Trần Triệu Dương thay quần áo xong thì đi ra nói với Nam Cung Yến. Được, Nam Cung Yến gật đầu rồi đi theo Trần Triệu Dương ra ngoài. Triệu Diễm Linh ở sau nhìn thấy cảnh này thì hừ lạnh một tiếng rồi cũng đi theo họ. Đến tầng dưới thì vừa hay nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz, Trần Triệu Dương còn nghĩ là xe sang gì nhưng cũng chỉ là một chiếc xe xấp xỉ 800.000 tệ mà thôi, anh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem ra cái tên cậu chủ Vương này cũng không phải người giàu có gì cả. Trần Triệu Dương tuy ở bên trong thay quần áo nhưng anh cũng nghe rất rõ Triệu Diễm Linh ở bên ngoài hết lời khuyên nhủ Nam Cung Yến như thế nào, nên tất nhiên anh cũng biết được chủ nhân chiếc xe này là ai. Quả nhiên, người tài xế nhìn thấy đám người Trần Triệu Dương đi ra thì vội tiếp đón. Đây có phải là cô Nam Cung và cô Triệu đúng không? Tôi được cậu chủ Vương phái tới đón các cô đi tham gia tiệc rượu, mời lên xe, người tài xế đi lên trước rồi nói. Xin lỗi, khiến anh đi một chuyến công cốc rồi, chúng tôi có xe. Không cần các người phải đón, anh thay tôi gửi lời cảm ơn đến cậu chủ Vương nhé, không đợi Triệu Diễm Linh nói thì Nam Cung Yến đã nói trước. Cái này, nghe được lời của Nam Cung Yến thì người tài xế ngay lập tức đơ người, không biết trả lời lại như thế nào mới được. Được rồi, mau đi đi, Trần Triệu Dương lập tức đuổi người rồi dẫn Nam Cung Yến lên xe của anh đang đậu bên cạnh. Ai ya, Tiểu Yến à, sao em lại như thế chứ, chiếc xe nát này có gì tốt? Chúng ta xuống xe rồi lên xe cậu chủ Vương cho người tới đón đi. Triệu Diễm Linh thấy Nam Cung Yến từ chối trực tiếp như thế thì sắc mặt không mấy tốt đẹp, cô ta lập tức khuyên nhủ. Chị họ, có phải chị ở quê lâu quá rồi nên chỉ biết Mercedes-Benz là xe sang thôi không? Chiếc xe này của Trần Triệu Dương giá trị gấp mấy lần chiếc xe của cậu chủ Vương gì đó đấy. Nam Cung Yến vốn không muốn nói nhưng thấy chị họ của mình cứ khia đều thế thì không nhịn được mà oán hận một câu. Nghe thấy lời của Nam Cung Yến thì Triệu Diễm Linh lập tức ngậm miệng. Leo lên xe, lầm bầm hai tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Vợ à, chúng ta đi đâu nào, sau khi lên xe thì Trần Triệu Dương không thèm để ý Triệu Diễm Linh, dù sao chỉ cần Nam Cung Yến không cau có mặt mày với anh thì anh đều có thể chịu đựng được. Đến khách sạn Phượng Lan, Nam Cung Yến nói. Nghe đến tên này thì Trần Triệu Dương đơ người ra, đấy chẳng phải là khách sạn mà Tăng Kim Lai mời anh đến tham gia tiệc hay sao, tiệc rượu mà Nam Cung Yến muốn đến không phải cũng là ở đó đấy chứ. Nghĩ đến đây thì anh lập tức hết giận, rồi quay sang nói với Nam Cung Yến, vợ à, anh quên mất một thứ, đợi anh lên tầng lấy rồi xuống ngay nhé. Trần Triệu Dương không nghĩ đến là Nam Cung Yến lại muốn đến khách sạn Phượng Lan, anh vốn dĩ không muốn đến tham gia tiệc rượu của Tăng Kim Lai này vì thế không mang theo thiệp mời. Đúng là người lười thì luôn lắm chiêu trò, Triệu Diễm Linh ở bên cạnh tìm được lý do chế nhạo anh thì lập tức oán giận nói. Được, anh đi đi, em đợi anh, Nam Cung Yến gật đầu. Trần Triệu Dương dùng tốc độ nhanh nhất lao lên tầng rồi lấy thiệp mời xuống. Nhanh thế sao, Triệu Diễm Linh không nghĩ anh lại nhanh như thế, còn chưa đến một phút, nhưng cô ta cũng lười quan tâm mấy thứ này. Mau lên xe, đừng có làm trễ giờ, Triệu Diễm Linh hừ lạnh rồi nói. Trần Triệu Dương cũng lười để ý đến người này, anh lập tức khởi động xe rồi nhập điều hướng và đi theo nó. Anh cũng không thông báo cho Tăng Kim Lai là sẽ đến mà chỉ gửi qua một tin nhắn.
dù gì để anh ta cử người đưa xe qua đây thì cũng không biết đến là lúc nào. Anh lập tức lái xe đi, rồi theo điều hướng của điện thoại mà lái xe về hướng khách sạn Phượng Lan. Trên đường đi, Triệu Diễm Linh không ngừng căn nhăn, đến mức mà anh nghe xong chỉ muốn đấm cô ta một phát bay ra ngoài luôn thôi. Cuối cùng cũng đến khách sạn Phượng Lan, đây là khách sạn sang trọng nhất của thành phố Long Hải. Hơn nữa tiệc rượu lần này cũng thu hút rất nhiều thế lực lớn của thành phố đến, tất cả đều muốn tranh giành miếng bánh béo bở này. Ngoài cửa khách sạn xe sang đếm không hết, những người ở đây đều xinh đẹp tỏa sáng, ai ai cũng mang hơi thở của xã hội thượng lưu. Chúng ta đi vào thôi, Nam Cung Yến có chút kích động, chỉ cần mình tham gia bữa tiệc này rồi làm quen được vài người, mở rộng mối quan hệ thì công ty có thể phát triển một cách thuận lợi ở đây. Được, vào thôi, Trần Triệu Dương gật đầu rồi chuẩn bị dẫn theo Nam Cung Yến vào trong. Vào cái gì mà vào, không có thiệp mời thì vào kiểu gì? Chúng ta đứng đây đợi cậu chủ Vương đi, lát nữa cậu ấy sẽ ra dẫn chúng ta vào, Triệu Diễm Linh nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì nói một cách khinh thường. Nghe thấy lời này của cô ta, Nam Cung Yến nhăn mày lại, nhưng không nói gì cả, dù gì mục đích cô đến đây là để tham gia tiệc rượu, nhưng không có thiệp mời thì không có cách nào để vào được. Thiệp mời sao, tôi có thể dẫn mọi người vào cùng, Trần Triệu Dương sững lại một chút rồi lập tức lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng đen từ trong xe. Cậu lấy thiệp mời ở đâu ra? Không phải cậu luôn đi cùng chúng tôi sao? Đây không phải là một tờ giấy bỏ đi đấy chứ? Nhìn thấy Trần Triệu Dương lấy ra một chiếc thiệp mời vô cùng lạ lùng thì cô ta cười lạnh một tiếng, châm biếm. Nếu chị không muốn vào thì có thể đứng ở đây đợi cậu chủ Vương. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng rồi nói với Nam Cung Yến, vợ à, đi thôi, chúng ta đi vào trong. Được, Nam Cung Yến tuy rằng không biết anh lấy ở đâu ra thiệp mời này nhưng cô lựa chọn tin tưởng anh. Bởi vì trước giờ anh đều vô cùng thần bí, có lẽ anh thật sự có cách lấy được thiệp mời. Tiểu Yến, em thực sự tin là cậu ta có thể lấy được thiệp mời hay sao? Nếu như nó là giả, đến lúc đó bị người ta đuổi ra không nói, sợ là sẽ thành trò cười của cả thành phố Long Hải này. Công ty chúng muốn tiến vào đây thì chỉ khó càng thêm khó thôi. Triệu Diễm Linh vội đứng lên, hết lời khuyên nhủ. Hừ, người phụ nữ của Trần Triệu Dương tôi đây, ai dám cười chê? Nghe được lời nói của Triệu Diễm Linh thì Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, nói một cách bá đạo. Ai ya, cậu đúng là có khẩu khí lớn thật đấy, cậu nghĩ mình là ai cơ chứ? Triệu Diễm Linh nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì cười lạnh. Tôi không cần chị tin, chị có tin hay không cũng không liên quan gì đến tôi cả, nhân lúc tôi còn chưa tức giận thì mau ngậm cái miệng lại cho tôi, nếu không thì tôi cũng không ngại dạy chị ăn nói đúng mực đâu. Trần Triệu Dương nghe thế thì hai mắt như phát ra tia điện, nghiêm mặt nói. Cậu thế mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi là chị họ của Nam Cung Yến đấy, cậu cũng to gan thật. Triệu Diễm Linh nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, lập tức hét to. Chị họ, đừng nói nữa, nghe thấy chị họ mình lại muốn đấu khẩu cùng Trần Triệu Dương thì Nam Cung Yến cảm thấy vô cùng đau đầu. Trần Triệu Dương không nói gì nữa, nếu mình cứ so đo với người ngu ngốc này thì chỉ làm khó cho vợ mình thôi, anh cũng không muốn làm khó vợ mình. Chỉ là, người ngu ngốc Triệu Diễm Linh này. Ai cho cô ta tự tin để khinh thường người khác như thế? Đi thôi, Tiểu Yến, nếu chị ta muốn đi thì đi theo còn không thì kệ đi. Trần Triệu Dương nắm tay Nam Cung Yến rồi đi về phía cửa khách sạn Phượng Lan. Hừ, tôi lại muốn đợi chút nữa các người bị đuổi ra ngoài, xem cậu còn đắc ý được nữa không? Cô ta vẫn đi theo chỉ là mang theo một vẻ mặt muốn xem trò vui. Xin chào quan khách, chào mừng đến tham gia buổi tiệc rượu lần này, xin mời lấy thiệp mời ra. Người phục vụ ở cửa nhìn thấy đám người Trần Triệu Dương bước xuống từ một chiếc Land Rover hạng nhất, cũng không dám lơ là nên lịch sự nói. Đây là thiệp mời của chúng tôi, Trần Triệu Dương gật đầu rồi lập tức đưa thiệp mời của mình cho người phục vụ. Người phục vụ hai tay cung kính nhận lấy, chỉ là nhìn một cái rồi lại mở ra nhìn đi nhìn lại, sắc mặt ngày càng khó coi. Thưa cô cậu, đây không phải là thiệp mời của tiệc rượu chúng tôi, mọi người còn thiệp mời nào khác nữa không? Người phục vụ tuy sắc mặt khó coi nhưng vẫn mỉm cười và hỏi như cũ. Ha ha, tôi nói rồi mà, thiệp mời của cậu là giả, thế mà lại còn muốn gia nhập xã hội thượng lưu để ăn thùng uống vại, đúng là có triển vọng. Triệu Diễm Linh đang đứng xem kịch hay nghe được lời của tên phục vụ thì cười ầm lên. Trần Triệu Dương nhăn tít mày lại, Tăng Kim Lai sẽ không đưa thiệp mời giả cho anh đấy chứ, lẽ nào còn tiệc rượu khác? Vậy khách sạn Phượng Lan của các người có còn tiệc rượu nào khác không? Có lẽ là tôi được mời tham gia cái khác, Trần Triệu Dương hỏi. Thưa anh, thật sự ngại quá, khách sạn Phượng Lan chúng tôi hôm nay chỉ tổ chức mỗi buổi tiệc này, hơn nữa cả khách sạn đều được bao rồi,
không thể có bữa tiệc thứ hai đâu, người phục vụ sắc mặt khó coi nhưng vẫn nói chuyện khá khách sáo. Hừ, Tiểu Yến, nhìn thấy chưa, đây là người đàn ông mà em tin tưởng đấy, cậu ta cầm một chiếc thiệp giả đến mà lại muốn được vào trong, cũng không xem tiệc rượu này có quy tắc gì, dựa vào một kẻ phế vật như cậu ta thì sao có thể được vào chứ. Triệu Diễm Linh cuối cùng cũng tìm chỗ chút giận, rồi lập tức kéo Nam Cung Yến cách xa Trần Triệu Dương một chút. Một đám người đang muốn vào trong đều dừng lại, họ không vội đi vào, trước khi tiệc rượu bắt đầu, đứng xem trò vui một chút cũng không tệ. Sắc mặt Trần Triệu Dương lập tức lạnh đi, Tăng Kim Lai không có cái gan lừa anh, chắc là vẫn còn nguyên do khác. Anh trai này, chúng tôi là người được cậu chủ Vương Diệu Phi mời đến, cậu ấy lập tức đến đón chúng tôi, Triệu Diễm Linh ngay lúc này đứng ra nói với tên phục vụ. Hóa ra là cậu chủ Vương, thiệp mời của cậu ấy vừa hay có thể cho hai người đi cùng, vậy đi, các người ở đây đợi một chút, đợi cậu chủ Vương đón hai người vào. Người phục vụ nghe thấy đây là người Vương Diệu Phi mời đến thì sắc mặt tốt lên một chút, nói một cách khách sáo. Được, Triệu Diễm Linh nghe thế thì lộ rõ vẻ vui mừng, đắc ý mà nhìn Trần Triệu Dương, mau phắn sang một bên, đừng có ở đó làm mất mặt người khác nữa. Bỏ đi, Trần Triệu Dương, chúng ta đi về đi, không tham gia nữa. Nam Cung Yến vô cùng khó chịu, cô không muốn người đàn ông của mình bị người ta làm nhục nên lập tức khuyên nhủ. Vợ à, xin lỗi, đều là lỗi của anh, yên tâm đi, em đợi anh một chút anh gọi điện thoại, Trần Triệu Dương xấu hổ, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tăng Kim Lai. Đúng lúc này, một thanh niên mặc bộ vest trắng đi ra khỏi khách sạn, vừa nhìn thấy Triệu Diễm Linh, hẳn ta liền vẫy tay ra hiệu với cô ta, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Yến bên cạnh thì lập tức dán mắt vào không rời ra được. Hắn ta chỉ được nhìn thấy ảnh của cô từ chỗ Triệu Diễm Linh, vốn còn nghĩ là do chỉnh sửa mà ra nhưng không ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Vương Diệu Phi vô cùng chắc chắn, mình đã từng nhìn qua vô số phụ nữ nhưng Nam Cung Yến tuyệt đối là người xinh nhất mà hắn ta từng gặp, kể cả mấy cô đại minh tinh cũng không đẹp được như cô. Hắn ta nhất định phải chiếm được người phụ nữ này. Cậu chủ Vương, chào cậu, hai người phụ nữ này nói là khách của cậu, ngay lúc này thì người phục vụ nói với Vương Diệu Phi đang ngây như phỗng. Đúng, không sai, hai người này đúng là do tôi mời đến, nghe thấy lời này thì hắn ta cuối cùng cũng hoàn hồn, rồi nói vội. Vậy các người vào đi, người phục vụ gật đầu, anh ta không có chút bất ngờ nào với phản ứng của Vương Diệu Phi. Vừa nãy khi người phụ nữ này vừa xuống xe, anh ta nhìn thấy cũng suýt tí nữa đơ người, mãi mới hồi hồn lại được. Không ngờ đến cậu chủ Vương lại có phúc như thế, người phụ nữ tuyệt phẩm này mà cũng có thể đoạt về tay, đúng là cậu chủ nhà giàu. Cậu chủ Vương, đây là em họ tôi, Nam Cung Yến, Triệu Diễm Linh nhìn thấy ánh mắt thèm muốn đó của Vương Diệu Phi, thì lập tức vô cùng đắc ý, xem ra cô ta sắp có tiền rồi. Cô Nam Cung, chào cô, là Vương Diệu Phi, lần đầu gặp mặt mong cô giúp đỡ nhiều hơn, Vương Diệu Phi thu lại vẻ mặt thèm muốn của mình lại rồi làm ra vẻ đạo đức giả mà đưa tay ra. Chào cậu chủ Vương, Nam Cung Yến vẫn lạnh lùng như thế, cô coi như không nhìn thấy cái tay của Vương Diệu Phi. Cảm nhận được sự lạnh lùng và không quan tâm của Nam Cung Yến thì Vương Diệu Phi cũng không thấy khó chịu chút nào, hơn nữa lại còn vui hơn. Người phụ nữ thế này mà có thể chinh phục được mới có cảm giác thành tựu, những người phụ nữ tự mình dâng đến cửa kia hắn ta đã chán ngấy, xem ra lại có mục tiêu mới rồi. Cậu chủ Vương, chúng tôi có ba người, không biết có thể dẫn cả ba chúng tôi vào không? Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương đang gọi điện thoại rồi quay sang hỏi Vương Diệu Phi. Ba người, không được rồi. Thiệp mời của tôi mặc dù là thiệp cấp độ bạc nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn theo hai người vào mà thôi, ba người thì tôi thực sự bó tay. Vương Diệu Phi nhìn theo tâm mắt của Nam Cung Yến thì cảm thấy không vui, hắn ta còn nghĩ chỉ có hai người, không ngờ tự nhiên lại lòi thêm một người nữa. Cậu chủ Vương, không sao đâu, chúng ta vào là được rồi, còn cậu ta cũng chỉ là một tên tài xế mà thôi, vào được hay không không quan trọng, Triệu Diễm Linh không muốn cậu chủ Vương mất hứng nên đã tự đặt cho Trần Triệu Dương cái thân phận là tài xế. Hóa ra chỉ là một tên tài xế, để anh ta đứng ngoài đợi đi, chút nữa bảo người mang cơm qua cho, cứ yên tâm, sẽ không để anh ta đói đâu. Nghe thấy Triệu Diễm Linh nói thế thì Vương Diệu Phi lập tức thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt lại trở lại như thường. Thật là ngại quá, nếu chỉ được hai người thì tôi không vào nữa, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, vẻ mặt Nam Cung Yến lạnh hẳn đi rồi nói. Tiểu Yến, em đừng có kích động, tiệc rượu lần này rất quan trọng với chúng ta, không dễ gì mà có được. Mà Trần Triệu Dương vào cũng không để làm gì, lẽ nào cậu ta có thể giúp em mở rộng mối quan hệ hay sao? Triệu Diễm Linh nghe thấy thế thì vội vàng khuyên nhủ. Vợ à, sao thế?
Trần Triệu Dương gọi điện thoại xong thì đi qua, anh lập tức tuyên bố chủ quyền Nam Cung Yến là vợ của anh. Vương Diệu Phi nghe thấy thì sắc mặt lạnh hẳn đi, hắn ta không ngờ Nam Cung Yến lại kết hôn rồi, hơn nữa lại còn dẫn cả chồng đến đây, đây không phải là muốn khiến mình mất mặt hay sao? Đám người xung quanh đều thầm tiếc nuối, một người phụ nữ xinh đẹp như thế mà lại bị Vương Diệu Phi tóm được mất rồi, nếu mà là người khác thì may ra họ còn dám đập chậu cướp hoa, nhưng tên Vương Diệu Phi không chỉ là cậu ấm nhà họ Vương, quyền lực sau lưng mẹ hắn mới là thứ đáng sợ. Nhưng nghe được lời này thì mọi người đều trưng ra khuôn mặt hóng hớt, không ngờ người mà hắn ta muốn lại là phụ nữ đã có chồng, đúng là thú vị mà. Triệu Diễm Linh vừa nghe được thì cuống cuồng cả lên, cô ta giữ lấy Trần Triệu Dương rồi nói khẽ, cậu đừng có gọi Linh tỉnh, câm mồm lại cho rồi, còn sợ chưa đủ mất mặt sao. Dạy dỗ anh xong thì cô ta lại thay đổi sắc mặt luôn, lập tức vừa cười vừa nói với Vương Diệu Phi, cậu chủ Vương, đừng có nghe cậu ta nói linh tinh, đầu óc cậu ta có vấn đề. Vừa rồi chỉ là lời nói bậy mà thôi. Thế sao cô Nam Cung? Vương Diệu Phi thở dài nhẹ nhõm rồi nhìn Nam Cung Yến hỏi. Tiểu Yến, đừng có nói linh tinh, hãy nghĩ đến sự phát triển của công ty. Triệu Diễm Linh đứng bên cạnh nghe thấy thì nhỏ giọng nói với Nam Cung Yến. Cậu chủ Vương, Trần Triệu Dương đúng là chồng của tôi, chúng tôi đã nhận giấy kết hôn rồi. Sao mà Nam Cung Yến không nhìn ra được mờ ám gạch dưới giữa Triệu Diễm Linh và Vương Diệu Phi cơ chứ? Cô lập tức nói một cách lạnh nhạt. Vốn Trần Triệu Dương không muốn Nam Cung Yến phải chịu sự oan ức này nhưng khi nghe được gạch dưới những lời cô nói thì anh vô cùng cảm động, trước khi gạch dưới mặt nhiều người như vậy mà cô lại thừa nhận anh là chồng, anh không cảm động mới là lạ. Được thôi, nếu hai người đã là vợ chồng thì để chồng cô dẫn cô vào đi, Vương Diệu Phi nói xong thì nhìn sang Trần Triệu Dương. Cậu nhìn lại thiệp mời xem, đây là thiệp mời SVIP. Trần Triệu Dương không quan tâm đến Vương Diệu Phi mà nhìn qua Nam Cung Yến một cái khiến cho cô yên tâm rồi sau đó mới lấy ra thiệp mời, nói. Xin lỗi, thiệp mời này thực sự không phải của chúng tôi, anh cất đi, người phục vụ không thể dựa vào một câu nói của Trần Triệu Dương mà tin được nên lạnh giọng nói. Ha ha, thiệp mời SVIP chó má gì chứ, sao trước đến nay tôi chưa từng nghe nói đến, tôi nghĩ là anh muốn vào quá nên muốn làm loạn đúng không? Người như anh không những không được vào mà chút nữa còn bị bảo vệ đuổi ra đấy, Vương Diệu Phi nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói thì cười ầm lên. Xin đừng làm loạn ở đây nữa, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến, người phục vụ tin là anh muốn làm loạn nên giọng điệu lập tức khó chịu. Được thôi, mong là chút nữa anh sẽ không hối hận, Trần Triệu Dương gật đầu rồi không muốn dây dưa gì thêm nữa. Anh vốn không có tí hứng thú nào với cái tiệc rượu này. Nếu vợ anh thực sự muốn phát triển ở thành phố Long Hải thì anh sẽ có cách giúp cô, chứ không cần thiết phải tham dự bữa tiệc rượu này để mở rộng quan hệ. Nghe thấy những lời nói ngạo mạn của Trần Triệu Dương thì người phục vụ, Vương Diệu Phi và những người khác đều nhìn anh bằng ánh mắt chế giễu. Xin lỗi vợ, hôm nay khiến em phải chịu uất ức rồi, Trần Triệu Dương lập tức nắm tay Nam Cung Yến rồi nói một cách áy náy. Không sao, chúng ta đi thôi, Nam Cung Yến lắc đầu tỏ vẻ mình không để ý đến chuyện này. Anh Trần, đợi một chút, ngay lúc Trần Triệu Dương nắm tay Nam Cung Yến chuẩn bị rời đi thì một người có vóc dáng mập mạp chạy từ trong khách sạn ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc Tăng Kim Lai chạy ra khỏi khách sạn, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Họ biết được, cái người thân hình mập mạp này là người giàu nhất trong buổi tiệc rượu lần này. Nhưng rốt cuộc người nào khiến anh ta phải há hốc mồm mà vội vàng bỏ chạy ra ngoài thế kia? Anh Tăng! Tôi là Vương Diệu Phi, bố tôi là, Vương Diệu Phi nhìn thấy Tăng Kim Lai chạy tới thì chợt ngây người ra. Hắn ta vội tiến lên trước rồi tự giới thiệu. Được rồi, biết rồi, đừng có cản đường tôi, Tăng Kim Lai xua xua tay đẩy Vương Diệu Phi sang một bên, đi tới trước mặt của Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nghe Tăng Kim Lai nói vậy thì lập tức dừng lại. Anh cũng muốn xem thử Tăng Kim Lai giải thích như thế nào. Anh Trần, thật là xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi quên mất. Tên phục vụ ở cửa này chưa từng thấy thiệp mời SVIP nên mới không dám cho anh vào, Tăng Kim Lai thở hổn hển, một lâu sau mới lấy lại được hơi mà lập tức cung kính giải thích. Những người xung quanh bao gồm cả Vương Diệu Phi đều sửng sốt. Họ không ngờ Tăng Kim Lai lại cung kính đối với Trần Triệu Dương như vậy, thật không thể tin được. Hóa ra vậy, vậy thì thật sự không nên trách anh, Trần Triệu Dương nhàn nhạt nói, sau đó kéo lấy Nam Cung Yến, quay người đi về hướng xe của mình. Anh Trần. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của tôi. Tôi nên cầm điện thoại mọi lúc, nếu không cũng sẽ không bỏ lỡ tin nhắn anh gửi cho tôi.
tôi nên đích thân đi đón anh, Tăng Kim Lai cúi thấp mình, vẻ mặt áy náy và nói. Vốn dĩ tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, khi nghe thấy Tăng Kim Lai nói với Trần Triệu Dương một cách cung kính như vậy, nhưng lúc này anh ta lại trong tư thế cúi thấp mình, hoàn toàn không giống những gì một người ở vị trí của anh ta nên nói hoặc làm. Chuyện này sao có thể? Tên khốn nạn này sao lại thân với Tăng Kim Lai như thế? Vương Diệu Phi hoàn toàn không thể hiểu được mối quan hệ giữa Tăng Kim Lai và Trần Triệu Dương, hắn ta tức đến mức sắp nghiến mẻ cả răng. Cậu chủ Vương, tên mập này là ai vậy? Sao anh lại đối với anh ta như thế? Triệu Diễm Linh bên cạnh nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, vội hỏi. Cô im miệng cho tôi, người như cô có thể tùy tiện nói anh Tăng được sao? Nếu truyền tới tai anh, Tăng thì cô chết chắc, lo mà giữ mồm giữ miệng của cô lại, đừng liên lụy tới tôi. Vương Diệu Phi vừa nghe Triệu Diễm Linh nói vậy thì bỗng dưng trừng mắt rồi hạ giọng mắng mỏ. Sao có thể, Trần Triệu Dương này là một tên phế vật, lương mỗi tháng chỉ có 3-4 ngàn tệ, hơn nữa là dựa hơi phụ nữ mới được vậy. Cậu ta có gì đáng để người ta tôn kính chứ? Triệu Diễm Linh hoàn toàn không thể chấp nhận một nhân vật lớn như vậy lại hạ giọng với Trần Triệu Dương như thế. Cô chắc chắn Trần Triệu Dương này chỉ là tên phế vật, nghe Triệu Diễm Linh nói vậy, Vương Diệu Phi lấy làm lạ thì vội hỏi. Tôi rất chắc chắn, hiện tại Trần Triệu Dương chỉ là một tên nhân viên quèn trong bộ phận quan hệ xã hội của công ty em họ tôi. Chả có bản lĩnh gì, nếu không phải dựa hơi vào Nam Cung Yến thì cậu A chẳng khác gì một tên phế vật, Triệu Diễm Linh liền nói chắc như đinh đóng cột. Được, vậy thì không phải lo, tuy Vương Diệu Phi là công tử bột, nhưng hắn ta cũng không phải kẻ ngốc. Lúc này đương nhiên không cần thiết phải đối đầu với Tăng Kim Lai làm gì, như vậy cũng không có ích gì. Đi, chúng ta vào trước đi. Vương Diệu Phi nói xong, trực tiếp quay người đi vào trong khách sạn. Triệu Diễm Linh thấy vậy, nào dám tiếp tục ngây ra tại đây, cô ta nhanh chóng đi vào trong cùng với Vương Diệu Phi. Còn lúc này người phục vụ đã há hốc mồm, gã ta không ngờ người thanh niên này lại quen biết với Tăng Kim Lai, càng không ngờ bữa tiệc rượu này thật sự có thiệp mời SVIP. Nếu sớm biết đối phương là khách SVIP, gã có bị điên mới không cho anh ta vào. Được rồi, anh Đường Đường là một ông chủ. Đừng có nói như vậy, mau vào đi, Trần Triệu Dương không hề tức giận mà vẫn cho Tăng Kim Lai một cơ hội. Dù gì, chuyện trên thương trường mình cũng không biết, Tăng Kim Lai này xem ra là một người vô cùng thông minh. Người này chỉ cần đủ trung thành, vậy thì bản thân sẽ báo đáp cho anh ta những lợi ích mà anh ta không ngờ tới. Cảm ơn anh Trần, mời đi bên này, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dẫn đường phía trước. Còn người phục vụ này, Trần Triệu Dương vốn không làm khó gã ta. Dù gì người ta cũng là vì công việc thôi. Vợ à, chúng ta vào trong đi, Trần Triệu Dương bèn nắm lấy tay của Nam Cung Yến và nhẹ nhàng nói. Được, trong lòng của Nam Cung Yến thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy bị nhiều người thấy như vậy, ngay cả cửa cũng không vào được. Dĩ nhiên cô cảm giác rất chán nản. Bây giờ Trần Triệu Dương thật sự đưa cô đi vào, hơn nữa còn là thiệp mời SVIP, điều này rất là quan trọng đối với cô. Tiếp sau đó, Nam Cung Yến trực tiếp khoác tay Trần Triệu Dương. Điều này chứng tỏ tình cảm của cô dành cho anh tiến thêm một bước. Anh không ngờ còn có phúc lợi như vậy, cảm nhận được sự mềm mại từ cánh tay của cô khoác lên tay mình, Trần Triệu Dương đột nhiên thấy lung túng. Cũng may, không có ai chú ý đến tâm trạng này của anh nhanh chóng điều chỉnh lại. Đi theo Tăng Kim Lai vào khách sạn, Trần Triệu Dương không khỏi bùi ngùi, người có tiền đúng là xa xỉ. Trong này có vô số món ăn hảo hạng, nhưng lại không có ai ăn, ai cũng bưng ly rượu, chạy tới chạy lui, đúng là lãng phí thật. Vợ ơi, anh không thích những nơi như thế này. Em đi theo giám đốc Tăng đi, để anh ta giới thiệu một số mối quan hệ ở thành phố Long Hải cho em, Trần Triệu Dương bèn nói thẳng với Nam Cung Yến. Tăng Kim Lai sau khi nghe vậy thì tỏ ra vui mừng. Lúc nấy, tất nhiên là anh ta nghe Trần Triệu Dương gọi người phụ nữ rất xinh đẹp này là vợ. Xem ra người phụ nữ này có quan hệ khá tốt với Trần Triệu Dương. Xã giao với Trần Triệu Dương khiến anh ta rất căng thẳng. Nếu có thể làm cho vợ của anh Trần vui vẻ, vậy thì quan hệ giữa mình và anh ta nhất định sẽ tiến thêm một bước. Được, Nam Cung Yến gật đầu. Cô dĩ nhiên biết Trần Triệu Dương không thích những nơi như vậy. Còn Tăng Kim Lai lại kính trọng anh như vậy, chắc sẽ giới thiệu tử tế cho mình. Chờ khi Nam Cung Yến và Tăng Kim Lai đi khỏi, Trần Triệu Dương liền tản ra, trực tiếp đi tới bàn buffet rồi bắt đầu ăn. Chạy xe một thời gian dài như vậy, anh đúng là đói đến chết mất. Còn sự dè dặt và giả tạo của đám người thương nhân này, anh không hề muốn để ý chút nào,
chỉ cần nội tâm thư thái là được, lo nhiều làm gì. Lúc Trần Triệu Dương đang ăn thì có một cô gái ăn mặc vô cùng lộng lẫy đi tới, nhưng thoạt nhìn thì thấy bộ quần áo của cô gái này hoàn toàn không hợp với dáng cô ta. Ôi trời, đại ca, anh còn lợi hại hơn tôi nữa, ăn một lúc nhiều món như vậy mà được à? Người trong ngành chúng ta không phải nên cẩn thận từng ly từng tí hay sao? Cô gái có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt to tròn, cảm giác đáng yêu xen lẫn một chút kỳ quặc, nhưng nói ra thì miệng lưỡi khá giống giang hồ. Trần Triệu Dương bỗng kinh ngạc, sao cô gái này nói chuyện tự nhiên đến như vậy, anh thậm chí còn không biết đối phương. Đại ca, đừng giả bộ nữa. Anh nhìn mình kìa, vốn không có chút khí chất của thương nhân gì cả, sao có thể được mời tới đây, chắc là lén vào rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không vạch trần anh đâu. Thấy Trần Triệu Dương không hề phản ứng, cô gái lập tức vỗ lên vai của anh rồi nói. Ồ, vậy cảm ơn cô nhiều, làm sao cô lén vào đây được? Trần Triệu Dương mỉm cười rồi gật đầu hỏi lại. Đại ca, chúng ta để lại thông tin liên lạc đi. Sau này có chuyện tốt thế này thì tôi sẽ thông báo anh. Yên tâm, tin tức của tôi rất nhanh chóng. Nếu anh cũng có thì hãy thông báo cho tôi một tiếng nhé. Chúng ta hợp thành một nhóm ăn uống, cô gái lập tức lấy điện thoại ra rồi nói với Trần Triệu Dương. Được thôi, Trần Triệu Dương cảm thấy cô gái này rất thú vị. Anh bèn lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô ta. Tự cô thêm vào đi, Trần Triệu Dương mỉm cười và nói. Ok, chú à, điện thoại của chú không tồi đâu nha. Xong rồi, chúng ta đã add WeChat, tôi gửi số điện thoại cho chú rồi. Chú nhất định phải lưu lại đấy, hợp tác với tôi tuyệt đối không thiệt thòi, tôi sẽ che chở cho chú. Cô gái trả điện thoại lại cho Trần Triệu Dương, vẻ mặt đầy nghĩa khí rồi nói. Ha ha, sao mới có một lúc thôi mà tôi từ đại ca thăng cấp lên chú rồi, Trần Triệu Dương cười lớn, bất lực hỏi. Anh cũng mới 20 mấy tuổi đầu, sao bị người ta gọi là chú rồi? Đừng thấy chú chạc tuổi tôi, nhưng điệu bộ của chú rất giống ông của tôi, không gọi chú là ông thì coi như nể mặt chú lắm rồi đấy. Cô gái vừa nói, vừa lấy một miếng bánh kem trong tay đưa vào miệng một cách rất tự nhiên. Được rồi, cháu gái ngoan, Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu thu nhận lấy đứa cháu gái này. Ôi trời, chú ơi, chú cũng biết cách mượn gió bẻ măng quá rồi. Tôi gọi chú là chú, nhưng chú cũng không thể nhân cơ hội gọi tôi vậy được. Tôi tên là Tuyên Hoàng, chữ Tuyên có chữ Vương bên cạnh, chữ Hoàng trong Phượng Hoàng, chú có thể gọi tôi là Tuyên Tuyên. Tuyên Hoàng nhướng mắt lên, tức giận nói. Tuyên Hoàng, họ Tuyên này rất ít thấy. Đừng nói nhà cô là con cháu của nhà họ cơ chứ, Trần Triệu Dương thấy lạ nên hỏi lại. Chú à, tai của chú đúng là không tốt nha. Tôi họ Tuyên, không phải họ cơ, Tuyên Hoàng trợn mắt, tỏ vẻ khó chịu nói. Nghe Tuyên Hoàng nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên mỉm cười nhìn cô ta. Lúc anh nói câu này thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt của Tuyên Hoàng. Tuy cô ta che giấu rất tốt, nhưng sự cảnh giác đó vẫn bị Trần Triệu Dương phát hiện. Vậy à, Trần Triệu Dương cũng không hơn thua, người ta đã không muốn nói, anh cũng lười đi hỏi. Mỗi người đều có nỗi khổ của mình. Sau đó Trần Triệu Dương và Tuyên Hoàng trò chuyện rất vui vẻ. Chát! Chính ngay lúc này, một tiếng bạt tai vang lên, tất cả mọi người đều nhìn sang. Con đàn bà này, cô dám đánh tôi, có tin tôi lột sạch đồ rồi ném cô ra đường không? Sau đó, một giọng nói phẫn nộ truyền đến. Tôi đánh anh vậy là còn nhẹ đấy. Anh dám động tay động chân với tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Trần Triệu Dương vốn không muốn quan tâm, nhưng sau khi anh nghe thấy giọng nói này, đồng tử đột nhiên giãn ra, đáy mắt hiện lên một tia sát khí. Anh nghe ra, giọng nữ đang phẫn nộ này là của vợ Nam Cung Yến của mình. Mau lột sạch đồ của cô ta, tôi muốn xem thử, ở cái đất Long Hải này còn có người nào dám động tay với nhà họ Thương tôi không, người đàn ông bị đánh tức giận nói. Sau đó, ba bốn người có thân hình vạm vỡ chen vào đám đông và đi về phía Nam Cung Yến. Tôi sẽ tự làm, Nam Cung Yến đương nhiên là nhìn thấy Trần Triệu Dương sắp đi tới nhưng lại bị cô ngăn lại. Tới đi, Nam Cung Yến cũng muốn xem thực lực hiện tại của mình có hiệu quả trong thực chiến hay không. Mà đám người trước mặt đúng là cơ hội thử nghiệm không thể bỏ qua. Nhìn thấy khẩu hình miệng của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương lập tức dừng lại, anh cũng rất muốn đứng trước mặt người phụ nữ của mình. Thay cô che gió che mưa nhưng anh biết tính cách của Nam Cung Yến, nếu đã không để mình giúp, vậy thì đành xem tình hình trước đã. Cậu chủ họ Thương này đúng là tàn nhẫn, người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng nỡ ra tay. Hừ, mấy đời của nhà họ Thương giàu có, e sẽ hủy trong thế hệ này rồi. Xì, đừng nói lung tung, cẩn thận tai vách mạch rừng. Sợ cái gì chứ,
ông cụ Thương không còn sống được mấy ngày, nhà họ Thương e cũng sắp tan rã rồi. Xem ra mọi người đều chờ tới lúc nhà họ Thương sụp đổ, nhưng không biết ai có thể nhận được lợi ích lớn nhất trong cuộc chiến phân chia này đây. Những người xung quanh nhìn thấy cậu chủ nhà họ Thương tỏ ra ta đây thì đột nhiên có tiếng bàn tán xôn xao. Đối mặt với ba người đàn ông vạm vỡ, Nam Cung Yến không hề hoảng sợ, ngược lại có cảm giác hứng thú và nóng lòng muốn thử. Lúc đầu đánh với Hứa Nghị cứ sợ trước sợ sau, vốn không đánh hết mình, cô đánh cũng không đã, hy vọng đám người này sẽ biết đánh. Nam Cung Yến ra tay trước, một tay túm lấy góc váy của mình, chân sải ra, toàn thân lao tới tên đàn ông to lớn phía bên trái với tốc độ cực nhanh, tay còn lại nắm chặt lấy năm đấm đang vươn ra của đối phương, rồi đột ngột kéo xuống, sau đó hung hăng đá thẳng vào tên đó khiến hắn ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều há hốc mồm, thầm thán phục. Đúng là lũ đần độn, ngay cả con đàn bà cũng giải quyết không xong thì cần các người có ích gì. Thương Dịch Tây nhìn thấy đám vệ sĩ mình thuê tới lại bị đo ván ngay chiêu đầu tiên thì sắc mặt gã ta liền tái mét, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, thể diện của gã ta đúng là mất hết rồi. Hai tên vệ sĩ còn lại nhìn thấy cảnh này thì gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hai tên đó liền lao, thẳng về phía Nam Cung Yến. Đối mặt với sự bao vây của hai tên này, chân của Nam Cung Yến không ngừng né tránh. Cô vẫn chưa thử qua việc đối mặt với sự tấn công của hai người cùng một lúc. Vừa mới lên thì quả thực có hơi lúng túng. Nhìn thấy người đẹp trên sàn đấu sắp gặp bất lợi, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh thay Nam Cung Yến. Ai cũng đồng cảm với người yếu thế, nhất là cô gái xinh đẹp. Trần Triệu Dương lại không hề lo lắng chút nào. Thực lực của ba tên này so với Hứa Nghị còn kém xa. Dựa vào bọn họ thì vốn không thể động vào cọng lông của Nam Cung Yến. Quả nhiên, thời gian trôi qua, Nam Cung Yến rất nhanh chóng thích ứng được với đòn công kích này. Hai người đã tấn công lâu như vậy rồi, nên tới lượt tôi rồi, Nam Cung Yến bước dạo trong sàn, nhẹ nhàng nói, sau đó cô vung chân quét ngang qua, một tên trong đó không kịp né nên bị giày cao gót của cô đá trúng. Không chờ hắn ta đứng vững, Nam Cung Yến vụt qua phía sau, đá mạnh vào lưng một cái, hắn ta bay thẳng vào gầm bàn. Còn tên kia cũng sắp tấn công tới, chỉ là đối mặt với sự tấn công như vậy, Nam Cung Yến siết chặt tay mình lại rồi đấm mạnh vào đối phương. Rắc rắc. Tiếng gãy xương vang lên, một nhân viên đang lùi về phía sau mấy bước, sau đó ngồi bệt hẳn xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều nhìn lại, khi phát hiện ra đó là một người đàn ông lực lưỡng thì ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Một người con gái xinh đẹp trông khá mỏng manh yếu đuối lại có thể đánh ngã ba người đàn ông to xác ngã xuống đất, chuyện vô cùng khó tin rồi, bây giờ người con gái này lại còn có thể chống lại được cú đấm của người đàn ông to lớn hơn mình những mấy lần mà người thua lại là gã đàn ông kia, đây đúng là chuyện khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Trần Triệu Dương, nếu như Nam Cung Yến thua thì đây mới là điều làm người khác phải bất ngờ. Nếu như anh đã để người khác lột trần và ném tôi trên đường, vậy thì có phải tôi cũng nên làm chút gì đó, nếu không sẽ rất có lỗi với ý tốt này của anh. Nam Cung Yến làm xong mọi chuyện, cô rất hài lòng với thực lực của mình, thực ra thì chưa đánh thỏa thích lắm nhưng cô vẫn quay sang nhìn vào Thương Dịch Tây bên cạnh. Thấy dáng vẻ vô cùng dũng mãnh của Nam Cung Yến, Thương Dịch Tây vốn có mưu đồ với Nam Cung Yến giờ cũng phải trợn tròn mắt, nghe thấy những lời Nam Cung Yến nói, Thương Dịch Tây hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng ngồi bệt xuống đỡ ta. Nam Cung Yến đi tới gần Thương Dịch Tây từng bước một, tiếng giày cao gót nện trên nền đất vô cùng chói tai, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào để hóng hớt. Này, tốt nhất là cô nên lùi lại đi, người nhà họ. Thương không phải là người mà cô có thể đắc tội được đâu, đúng vào lúc này, một ông già bước ra từ trong đám người, những người theo sau cũng bắt đầu bảo vệ cho Thương Dịch Tây. Sao vậy, ông muốn bảo vệ anh ta, Nam Cung Yến nhướng mày, lập tức tiến thêm một bước, ép về phía ông lão. Đây là chỗ tiệc rượu cao cấp, không phải là nơi để cho đám côn đồ đầu đường xó chợ đánh nhau, mong cô hãy tự trọng, nếu không ban tổ chức tiệc rượu có quyền đuổi cô ra ngoài. Đối diện với áp bức của Nam Cung Yến, ông già vừa rồi lạnh lùng hét lớn. Thấy tình hình này, tất cả mọi người đều thở dài, dù cho võ công của người phụ nữ này có cao. Cường đến mức nào, nhưng đối đầu với chủ tiệc rượu thì chẳng là gì cả. Vốn dĩ Trần Triệu Dương cũng không định ra tay. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ của mình bị bắt nạt, anh lập tức nổi cơn giận dữ. Ý của ông là tên ngốc này có thể sai người động thủ với người phụ nữ của tôi nhưng người của tôi cũng không được đánh trả sao? Trần Triệu Dương đi từng bước lại gần, lạnh lùng nhìn ông già kia và hỏi. Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương đi ra thì lập tức cười khúc khích,
nụ cười vô cùng quyến rũ, làm cho tất cả những người đàn ông có mặt ở đây đều bị mê hoặc, ngay cả đến những người phụ nữ, so với vẻ đẹp của Nam Cung Yến họ cũng phải chịu thua mà không dám ghen tị nào. Cậu là ai? Ông già kia không ngờ vẫn có người dám đứng ra trong tình huống này, điều đó làm tim ông ta càng đập nhanh hơn. Ông là cái thá gì? Tôi là ai? Ông không có tư cách để biết, Trần Triệu Dương hừ một tiếng, lạnh lùng nói, dáng vẻ vô cùng cao ngạo. Tên nhóc này, người nhà họ Thương không phải là người mà cậu đắc tội được đâu, trước khi mọi chuyện quá căng thẳng, mau chóng xin lỗi cậu Thương đi, nếu không mấy người đừng mong bước ra khỏi khách sạn này nửa bước. Đối diện với sức mạnh của Trần Triệu Dương, ông già kia càng mạnh miệng nói lớn. Vậy sao? Vậy để tôi xem thử, mấy người có thể làm gì họ Trần này? Trần Triệu Dương lập tức đi nhanh, trực tiếp đi đến trước mặt ông già kia, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt ông ta. Lão già kia không thể phản ứng kịp, lập tức bị cái tát của Trần Triệu Dương đánh bay ra xa, đụng bể mấy cái bàn, trên người dính đầy thức ăn. Vợ à, muốn làm gì thì cứ làm đi, không ai có thể bắt em chịu ấm ức đâu. Nếu như bị bắt nạt, chồng sẽ thay em báo thù. Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến đầy cương triều, cất giọng đầy dịu dàng. Vâng, thưa chồng, nghe được giọng nói đầy dịu dàng của Trần Triệu Dương, trong lòng Nam Cung Yến cảm thấy rất ngọt ngào, cô lập tức đi đến trước mặt mấy người kia, học theo tư thế của Trần Triệu Dương, đánh cho mấy người đó bay ra ngoài. Cô không được phép làm gì tôi chính là cậu chủ nhà họ Thương, nếu như cô dám làm gì tôi, nhà họ Thương chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Thương Dịch Tây thấy dáng vẻ hùng hổ của Nam Cung Yến xuất hiện trước mặt mình, gã ta bị dọa đến phát khiếp, lập tức run rẩy nói. Vậy à, tôi đợi nhà họ Thương mấy người báo thù đấy. Nam Cung Yến biết, mọi chuyện đi đến bước này, sẽ không thể quay đầu lại, cho dù là không cần thị trường thành phố Long Hải nữa, cô cũng không muốn chịu đựng sự uất ức này. Vậy nên Nam Cung Yến lập tức đi về phía trước, giỡn một tấm gỗ ra từ cái ghế, đập thẳng vào mặt của Thương Dịch Tây. Bộp! Ngay khi tấm gỗ đập xuống, miệng của Thương Dịch Tây đã chảy máu, nửa khuôn mặt sưng tấy. Tôi chỉ đánh anh 10 lần, nếu như anh dám trốn, tôi sẽ đánh thêm 10 lần nữa, Nam Cung Yến lạnh lùng nói, rồi tiện tay đánh thêm lần nữa, bên mặt còn lại của Thương Dịch Tây tiếp tục sưng tấy. Trần Triệu Dương không ngờ rằng Nam Cung Yến lại tàn nhãn như vậy, có điều anh rất vui, người phụ nữ của anh muốn làm gì thì cứ làm. Còn việc mà anh muốn chính là để người phụ nữ của mình làm mọi chuyện mà không cần phải lo lắng gì cả. Đối diện với tấm ván gỗ của Nam Cung Yến, Thương Dịch Tây vốn dĩ muốn dùng tay để đỡ nhưng Nam Cung Yến lại càng tăng thêm sức lực, đánh mạnh đến mức hai tay của gã ta không thể nào nhúc nhích nổi. Bụp! Tiếng ván gỗ đập vào mặt nhanh chóng truyền tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, người phụ nữ này giống như tiên nữ nhưng thủ đoạn thì vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ chỉ là người đứng ngoài xem cũng có thể cảm nhận được đau đớn khi bị ván gỗ này đánh vào mặt. Thì ra anh ta không phải là trà trộn mọi người để vào, không hổ danh là một ông chú, cách làm việc vô cùng kiêu ngạo, người phụ nữ của anh ta cũng vô cùng tàn nhẫn, Tuyên Hoàng trong đám người nhìn thấy cảnh tượng này cũng cả kinh, không ngứa ớt lời cảm thán. Được rồi, mau đưa chủ nhân của mấy người cút đi, Nam Cung Yến đánh xong 10 lần, sự tức giận trong lòng cũng vơi đi phần nào, lạnh lùng nhìn ba tên vệ sĩ nói. Hức hức, sau khi bị Nam Cung Yến đánh bằng ván gỗ, mặt của Thương Dịch Tây sưng tấy, nhìn không ra hồn người, gã ta lập tức khóc lên làm cho mọi người ở đây đều phải lắc đầu, xem ra số mệnh của nhà họ Thương quả nhiên là đã tận rồi. Ba tên vệ sĩ cũng biết mình chẳng thể nào đánh lại người ta, không dám nói điều gì, lúc này chỉ đến đỡ lấy Thương Dịch Tây rồi mau chóng rời đi. Ông già bị Trần Triệu Dương đánh khi nấy nhìn thấy cảnh tượng này. Biết rằng nếu như mình không làm gì đó chỉ e là không chống lại được với sự tức giận của nhà họ Thương. Người đâu, mau đến bắt lấy đôi nam nữ cho má này cho ta, ông già đứng dậy khỏi mặt đất, tức giận quát lớn. Vừa dứt lời, một đám vệ sĩ mặc áo đen đã xuất hiện trong tiệc rượu, mọi người trong buổi tiệc thấy cảnh tượng này thì mau chóng trốn hết, tất cả chỉ đứng từ xa để xem. Ngay sau đó, trong sảnh chỉ còn lại có hai người Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến. Ông vừa nói gì, ánh mắt Trần Triệu Dương lạnh như băng, anh lập tức xuất hiện trước mặt lão già, một tay bóp lấy cổ rồi nhấc cả người lão ta lên. Mau dừng tay cho tôi, anh là ai? Tại sao lại muốn làm loạn trong bữa tiệc của tôi? Ngay khi Trần Triệu Dương muốn vặn cổ lão già ăn nói thô tục này thì có một giọng nói vô cùng phẫn nộ truyền đến. Sau đó là một đám người từ phía sau đi tới, người đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường, lúc này sắc mặt ông ta tái nhợt, bước nhanh tới. Anh Trần, anh có sao không? Lúc này, một bóng người mập mạp chạy nhanh tới trước mặt Trần Triệu Dương,
vẻ mặt lo lắng hỏi han. Tăng Kim Lai vốn muốn giới thiệu một vài doanh nhân tại thành phố Vân Hải cho Nam Cung Yến, nhưng vì có chuyện phải rời đi một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Điều này khiến sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi. Hừ, nếu tôi biết bữa tiệc này của anh là thứ rác rưởi như vậy thì tôi đã không đến rồi. Tăng Kim Lai, anh cũng là người thông minh, hy vọng anh tự giải quyết cho ổn thỏa. Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn anh ta nói, đồng thời lão già đang nắm trong tay anh cũng không hề được buông ra, lúc này khuôn mặt lão ta đã đỏ phừng lên vì bị bóp chặt. Cậu Tăng, vị này là, vốn đang vô cùng tức giận, muốn xử lý ngay cái tên gây sự này nhưng khi nhìn thấy thái độ của Kim Tăng Lai đối với người này như vậy, Uông Thúc Sư có chút sửng sốt, bèn thay đổi thái độ mình hỏi. Ông Uông, vị này là, Tăng Kim Lai hừ lạnh một tiếng, định nói ra thân phận của Trần Triệu Dương. Nhưng sau đó lại ngậm miệng lại khi nhận thấy ánh mắt của anh. Ông Uông, vị này và cô gái này là khách quý. Mà tôi mời tới, các người đối đãi với khách quý của tôi như vậy sao? Xem ra là ông Uông không hài lòng với tôi rồi. Nếu đã như vậy, chuyện hợp tác lần này coi như bỏ đi. Sau này bất kỳ doanh nghiệp nào của thành phố Long Hải các người đừng hòng bước vào. Thành phố Vân Hải của tôi nửa bước. Tăng Kim Lai cũng bất chấp mọi thứ. Anh ta không dễ gì mới móc nối được với Trần Triệu Dương, nhưng thật không ngờ lại có nhiều tên đần độn đến như vậy, khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được. Anh ta biết, tuy nhìn Trần Triệu Dương vô cùng bá đạo, nhưng trước giờ không hề cậy thế hiếp người. Cho nên bản thân anh ta tin tưởng Trần Triệu Dương, vốn không cần hỏi đến nguyên nhân vụ việc. Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn khá tức giận với Tăng Kim Lai, nhưng nghe anh ta nói vậy thì trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tên Tăng Kim Lai này tuyệt đối là người có bản lĩnh. Trong tình huống này lại dám đặt cược vào mình, phải biết rằng nếu từ chối những thương nhân của thành phố Long Hải vào thành phố Vân Hải thì không chỉ là tổn thất của thành phố Long Hải, mà ngay cả thành phố Vân Hải cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng Tăng Kim Lai lại không hề do dự lựa chọn đứng về phía mình. Hơn nữa còn đem cả thành phố Vân Hải ra nói, xem ra địa vị của anh ta ở thành phố Vân Hải không hề đơn giản. Cậu Tăng, xin cậu bớt giận, nghe Tăng Kim Lai nói vậy. Uông Thúc Sư không tránh khỏi há hốc mồm, lập tức biến sắc. Vốn dĩ bữa tiệc rượu này được tổ chức cho các doanh nhân lớn ở thành phố Vân Hải, có thể nói, sau bữa tiệc rượu lần này, mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Long Hải và thành phố Vân Hải sẽ lên một tầm cao hơn. Nhưng chính vì một đôi nam nữ, lại khiến lần hợp tác lớn này bị chôn vùi. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện ông ta muốn nhìn thấy. Còn lúc này sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi. Nhất là ánh mắt của người ở thành phố Long Hải nhìn Uông Thúc Sư trở nên tức giận. Đám doanh nhân lớn ở thành phố Vân Hải kia cũng vô cùng quả quyết, một lòng đứng về phía Trần Triệu Dương, thái độ rất đoàn kết. Cũng không phải vì Tăng Kim Lai tới, mà là họ cũng nhận ra, người thanh niên đang tức giận trước mắt này là ai, điều này khiến họ đều thầm mắng Tăng Kim Lai về việc quen biết với Trần gia mà không hề nói một tiếng. Nhưng điều phấn khích hơn là không ngờ lần này lại có thể gặp Trần gia ở khoảng cách gần như thế. Hơn nữa, nếu hôm nay họ ủng hộ anh, thì sau này nhất định sẽ có được sự thân cận của Trần Triệu Dương. Hừ, các người không phải đắc tội với tôi, mà là anh Trần. Nếu chuyện hôm nay khiến anh Trần không hài lòng, vậy tôi sẽ khiến cho cả thành phố Long Hải của các người đều bất mãn theo. Đừng bao giờ xem thường những gì tôi đã nói. Tuy Tăng Kim Lai tôi là một người thô lỗ nhưng lời nói của tôi ở cái đất Vân Hải vẫn có trọng lượng lắm đấy. Tăng Kim Lai hừ lạnh một cái. Nói với giọng điệu vô cùng gay gắt. Lúc này, Nam Cung Yến tò mò nhìn người đàn ông của mình. Cô thật không ngờ người đàn ông mà lúc đầu cô thấy rất chướng mắt này lại là người có bản lĩnh lớn như vậy. Cậu Tăng, trước hết xin cậu hãy bình tĩnh. Để tôi hỏi rõ ràng mọi chuyện như thế nào trước đã. Uông Thúc Sư nghe Tăng Kim Lai nói thế thì sắc mặt lại khó coi hơn, tỏ vẻ mỉa mai nói. Hỏi cho rõ ràng sao? Được thôi, vậy ông cứ việc hỏi, nghe Uông Thúc Sư vẫn tỏ rõ thái độ đó. Tăng Kim Lai vô cùng giận dữ, lập tức lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cổ điển, rồi gọi vào một số điện thoại. Chấm dứt tất cả các dự án hợp tác với thành phố Long Hải cho tôi. Toàn lực tấn công các doanh nghiệp ở thành phố Long Hải. Đúng vậy, tất cả. Hãy nói với những người đó rằng Trần Gia đang ở bên cạnh tôi, Tăng Kim Lai tức giận nói với người trong điện thoại. Nghe Tăng Kim Lai nói vậy, sắc mặt của Uông Thúc Sư bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông ta muốn thử xem tên Tăng Kim Lai này có năng lực gì mà đại diện cả thành phố Vân Hải, còn vọng tưởng tấn công thành phố Long Hải của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Chuyện khác thì không nói nhưng nói về phương diện kinh doanh thì thành phố Long Hải mới là lợi hại nhất. Cậu Tăng, uy phong của cậu thật lớn à? Được thôi,
tôi lại muốn xem thử, bằng cách nào cậu có thể khiến cả thành phố Long Hải bọn tôi phải trả giá đây. Uông Thúc Sư không những không hạ thấp mình, mà còn trong tư thế ngẩng cao đầu, lạnh giọng nói. Yên tâm, ông sẽ được mở mang tầm mắt thôi. Nhưng tới lúc đó, không phải qua loa vài câu là có thể giải quyết vấn đề đâu. Nhìn thấy dáng vẻ của Uông Thúc Sư, Tăng Kim Lai hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó, bầu không khí trong toàn bộ sảnh khách sạn đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trần Triệu Dương, anh mau thả người xuống đi. Đừng gây án mạng, Nam Cung Yến thấy mọi chuyện đã tới nước này, trong lòng bỗng dưng có chút hoảng sợ. Cô lập tức bước đến bên cạnh anh rồi nói. Được, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó giang tay ném lão già kia sang một bên, anh nhàn nhạt nói, coi như ông may mắn. Đúng lúc này, bất ngờ một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, chủ nhân của điện thoại cảm thấy vô cùng ngượng nghịu, nhưng chiếc điện thoại thường ngày không dùng đến, nay lại đột nhiên reo lên, chắc chắn là có chuyện quan trọng xảy ra. Ông ta không dám lơ là mà nhanh chóng nghe máy. Cái gì, cậu nói lại tôi nghe lần nữa, ông ta vốn nghĩ nghe máy xong thì sẽ cúp ngay. Nhưng sau khi nghe xong nội dung cuộc điện thoại, ông ta không thể không thất lễ, cao giọng hét vào điện thoại. Sau đó, ông ta như hồn bay phách lạc. Vào lúc này, điện thoại của các doanh nhân trong thành phố Long Hải có mặt đều lần lượt vang lên. Cả sảnh tiệc trở nên vô cùng hỗn loạn, bao, nhiều tiếng chửi mắng, tiếng ồn ào lập tức tràn lan khắp đại sảnh. Hơn nữa, điện thoại của Uông Thúc Sư cũng vang lên. Sau khi ông ta nghe máy thì sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, nhìn sang Tăng Kim Lai với vẻ mặt không dám tin. Ông Uông, ông phải cho chúng tôi một lời giải thích về chuyện này, không thể để toàn bộ thành phố Long Hải đều chịu tổn thất chỉ vì một câu nói của ông. Hầu hết khách hàng của công ty tôi đều đến từ thành phố Vân Hải. Bây giờ tất cả khách hàng đều từ chối hợp tác với công ty chúng tôi sắp phá sản rồi. Uông Thúc Sư còn chưa kịp nói thì đã có một người đàn ông đột nhiên xông ra từ trong đám đông gào lên với ông ta. Còn có công ty của tôi, không những khách hàng mất hết, còn bị những thế lực vô danh trên thị trường chứng khoán tấn công, bây giờ nó đã giảm tới đáy rồi. Các người thì có là gì? Bây giờ công ty của tôi đã phá sản rồi, không dễ gì mới gầy dựng được, nay lại bị người khác làm cho toang hết rồi. Đáng chết, đều tại ông, Uông Thúc Sư. Nếu không phải ông đắc tội với cậu Tăng thì sao chúng tôi phải chịu tội như vậy? Cậu Tăng, công ty chúng tôi với họ không hề chung đường, mong hãy chừa cho chúng tôi con đường sống. Có một người đứng ra, sau đó là cả một đám người đều đứng ra, tức giận gào lên với Uông Thúc Sư. Có nhiều người rất thông minh, trực tiếp đi cầu xin Tăng Kim Lai. Trần Triệu Dương nhìn Tăng Kim Lai, anh không ngờ cái tên này lại lợi hại như vậy, chỉ một cú điện thoại đã khiến cả thành phố Vân Hải náo loạn cả lên. Tuy anh biết, cái tên mập Tăng Kim Lai nghi ngờ chiêu bài của mình, nhưng anh vẫn vô cùng tán thưởng tính quyết đoán của Tăng Kim Lai. Đây là một người làm chuyện lớn. Nam Cung Yến sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, cô hoàn toàn không ngờ, cái tên mập có bộ dáng khá xấu này lại có năng lực như thế. Cô đương nhiên cũng nghe thấy câu nói cuối cùng của Tăng Kim Lai nói trong điện thoại, Trần Gia đang ở bên cạnh tôi. Trần Gia này là ai? Ngoại trừ Trần Triệu Dương, e không thể có người khác. Nghĩ tới đây, đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Yến nhìn sang Trần Triệu Dương, thấy dáng vẻ thản nhiên của anh, trong lòng cô lại thấy ngọt ngào. Đây có lẽ là chút giận vì người phụ nữ của mình. Trong lòng anh, mình quan trọng như vậy sao? Ôi trời, sự lợi hại của chú vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi à? Không ngờ chú đây lại ngầu như vậy, Tuyên Hoàng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì lập tức kinh ngạc. Chỉ một câu nói của một người mà lại quyết định vận mệnh kinh tế của cả một thành phố. Cho dù là tỉnh thành số 1, e cũng không làm được. Cậu Tăng, giết 1.000 kẻ địch thì tốn 800 binh. Chuyện này có hơi quá đáng rồi, sắc mặt của Uông Thúc Sư tái nhợt, trong mắt giấy lên tia tức giận nhìn sang Tăng Kim Lai, ông ta nghiến răng nói. Quá đáng, có sao, điều quá đáng hơn vẫn còn ở phía sau kia. Nói thật với ông vậy, cho dù lão Tăng tôi đây có tổn thất tới nỗi phải khuynh ra bại sản thì cũng phải khiến các ông trả giá, ánh mắt của Tăng Kim Lai vô cùng sắc bén. Giọng ảm đạm nói. Anh ta cũng không màng đến tất cả, chuyện thành công hay không chỉ xem lần này. Được ăn cả ngã về không, cơ hội không đến nhiều lần trong cuộc sống, đã xuất hiện thì nhất định phải nắm bắt, nếu bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Cậu, nghe Tăng Kim Lai nói vậy, đồng tử của Uông Thúc Sư bỗng co lại. Ông ta rất rõ Tăng Kim Lai là người như thế nào. Đó là người chưa thấy mục tiêu sẽ không vội hành động. Nếu không có ích thì tên mập chết tiệt này tuyệt đối không thể manh động như vậy. Phải biết là vốn liếng lớn nhất của người kinh doanh chính là tiền,
thứ tham lam nhất chính là lợi ích. Nhưng bây giờ một doanh nhân lại đem bỏ hết mọi lợi ích của mình, thì chỉ có một khả năng, đó là có một thứ còn có ích và quan trọng hơn cả tiền. Cậu Tăng, tôi xin cậu, cho dù cậu tức giận cũng đừng chút giận lên cả thành phố Long Hải. Cậu có thể trả thù tôi, tha cho họ con đường sống đi, Uông Thúc Dư tỏ ra bình thản và dõng dạc lên tiếng. Nghe Uông Thúc Dư nói vậy, sắc mặt của các doanh nhân của thành phố Long Hải có mặt tại đó đều khẽ động, những người vốn muốn gào thét tìm Uông Thúc Dư tính sổ, giờ thì ai nấy cũng đều tỏ ra áy náy. Nhưng sau khi Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai nghe Uông Thúc Dư nói vậy, tất cả đều cười mỉa mai. Ông Uông quả nhiên là người có chí khí. Nếu đã như vậy, vậy chính là nhà họ Uông các người khai chiến với cả thành phố Vân Hải của chúng tôi rồi. Tôi đành đón tiếp vậy, trong thời gian 5 phút. Cho tôi thời gian 5 phút thôi, tôi sẽ khiến nhà họ Uông các ông đi vào lịch sử. Tăng Kim Lai giơ ngón cái lên với Uông Thúc Dư, sau đó lấy điện thoại ra. Vốn còn tưởng đây là chính nghĩa, chỉ cần vượt qua ải khó trước mắt, chỉ ít sau này doanh nhân của thành phố Long Hải sẽ tôn trọng ông ta. Cho dù ông A thua, sau này cũng có thể đứng lên lại. Nhưng ông ta không ngờ Tăng Kim Lai lại gắt đến vậy, nhắm thẳng một mình ông ta. Nếu nhà họ Uông thua triệt để, coi như là đã giành được sự tôn kính của cả thành phố Long Hải thì đã sao, chẳng khác gì trăng dưới nước, có tiếng mà không có miếng. Nhưng trong hoàn cảnh này ai còn quan tâm đến danh vọng cao hay không, mà chỉ mang lợi ích có cao hay không mà thôi, tới lúc đó nhà họ Uông thật sự sẽ suy sụp mất. Cậu Tăng, xin đừng, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi, Uông Thúc Dư nhìn thấy Tăng Kim Lai thật sự lấy điện thoại ra, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng, bèn quỳ xuống và cầu xin. Vẫn là câu nói đó, các ông cầu xin sai người rồi. Nếu các ông đắc tội với tôi, nói thật tôi cũng không quan tâm mấy, da mặt tôi dày lắm. Nhưng người các ông đắc tội là người không thể dây vào, càng là người không nên đắc tội, chuyện đó vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Lúc này Tăng Kim Lai rất biết hưởng thụ cảm giác sát thương qua lời nói. Nhưng đầu óc anh ta rất tỉnh táo, bản thân có thể có được ngày này đều là nhờ người đàn ông trước mặt cho. Nếu bản thân không biết tự lượng sức mà xúc phạm đến Trần gia thì chẳng khác nào tự đào huyệt chôn mình. Anh Trần, xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, nói ra lời không nên nói, mong anh đại nhân đại lượng, xin anh tha cho chúng tôi đi. Lúc này Uông Thúc Dư mới nhớ ra, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chàng thanh niên trẻ này mà ra. Nếu cho bản thân thêm cơ hội, ông ta tuyệt đối sẽ không chọc giận ai đó một cách bừa bãi, cũng sẽ không cố gắng giữ thể diện. Tôi chỉ có một yêu cầu, lúc nào nhà họ Thương không còn nữa thì các ông đều có thể khôi phục như trước đây. Trần Triệu Dương lập tức kéo lấy một chiếc ghế để Nam Cung Yến ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống rồi chậm rãi nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, vẻ mặt mỏi. Người đều hiện ra các sắc thái khác nhau. Được, anh cho tôi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, tôi sẽ khiến cả nhà họ Thương biến mất hoàn toàn. Uông Thúc Dư nghe Trần Triệu Dương nói vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhà họ Thương cũng rất khó đối phó nhưng chí ít không phải không lay chuyển được. Vì lợi ích của bản thân, bọn họ nhất định phải liều một phen. Trong tình huống này, chỉ đành sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi mà thôi, có mấy ai mà không sống vì chính mình chứ. Được thôi, hy vọng công ty các ông có thể trụ được 3 ngày. Trần Triệu Dương gật đầu, không do dự mà đồng ý. Vốn dĩ bọn họ rất vui mừng khi nghe Trần Triệu Dương đồng ý, nhưng nghe đến nửa câu sau của anh thì sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt. Đừng nói là 3 ngày, nếu nhóm doanh nhân của thành phố Vân Hải vẫn tiếp tục tấn công như vậy, có thể trụ qua được một ngày đã không tệ rồi. Liệu 3 ngày sau, bọn họ còn khả năng và sức lực đối phó với nhà họ Thương ư? Trần Triệu Dương, tôi sẽ bảo người đi làm, phiền anh đợi một chút. Uông Thúc Dư biết mình không có quyền mặc cả, một người mà có thể khiến cho đám người thương nhân như Tăng Kim Lai không đếm xỉa đến lợi ích, dù có khuynh gia bại sản cũng phải bám gót theo thì Uông Thúc Dư không thể nào đắc tội được. Được thôi, tôi đợi, vừa hay cũng không có việc gì làm, Trần Triệu Dương gật đầu rồi không nói năng gì nữa mà chỉ ra hiệu cho Tăng Kim Lai ngồi xuống bên cạnh. Cảm ơn anh Trần, Tăng Kim Lai ngồi xuống bên cạnh Trần Triệu Dương thì kích động không thôi, xem ra lần này anh ta cược đúng rồi. Sau đó, Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai nói chuyện với nhau, còn một bên là Uông Thúc Dư và đám người thành phố Long Hải bắt đầu thảo luận về cách đối phó với nhà họ Thương. Vốn đám bọn họ đang đợi ông cụ họ Thương rời đi rồi mới dám phân chia nhà họ Thương nhưng bây giờ, họ không còn chút suy nghĩ nào như thế nữa, họ chỉ nghĩ làm sao khiến cho nhà họ Thương sụp đổ còn đối với lợi ích thì không dám dây máu ăn phần. Anh Tăng, thực sự cảm ơn anh,
mặc dù biết rằng Tăng Kim Lai bỏ vốn lớn như vậy là vì Trần Triệu Dương, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã bỏ ra, cô đương nhiên phải cảm ơn rồi. Làm một người kinh doanh, Nam Cung Yến hiểu rất rõ, để có được quyết định như vừa rồi thì mình sẽ phải tổn thất lớn như thế nào, có thể nói, thương nhân của thành phố Long Hải tổn thất bao nhiêu thì thương nhân của thành phố Vân Hải cũng tổn thất bấy nhiêu, thậm chí lại còn hơn. Nhưng mà chỉ một câu nói của Tăng Kim Lai, đám thương nhân của thành phố Vân Hải đều ra sức đầu tư, thực sự là sự trợ giúp quá lớn rồi. Cô Trần, cô đừng có khách sáo với tôi, đó chính là không nể mặt tôi đấy, sau này cô cứ gọi tôi là Tiểu Tăng là được, có thể giúp anh Trần làm những chuyện nhỏ như thế này đối với tôi mà nói chính là món quà trời ban, Tăng Kim Lai khiêm tốn, nói chuyện như rót mật vào tai. Tiểu Tăng, nghe thấy lời của Tăng Kim Lai, Nam Cung Yến lập tức cạn lời. Người đàn ông này ít nhất cũng phải 3738 tuổi rồi còn muốn cô gọi là Tiểu Tăng, đúng là quá khiêm tốn. Nhưng khi cô nghĩ lại cảnh anh ta tự gọi cái biệt danh của mình lúc nấy lại thấy kỳ lạ, đây là lần đầu tiên có người tự gọi mình như vậy. Cô Trần. Nhưng cách gọi này vẫn khá thuận tai. Trần Triệu Dương ở bên cạnh nghe thấy Tăng Kim Lai gọi Nam Cung Yến như vậy thì vô cùng vui vẻ, lão Tăng này thật vui tính. Tuy rằng gọi Nam Cung Yến như thế nhưng cô cũng không có phản ứng gì, xem ra cô cũng thừa nhận cách gọi này rồi. Lão Tăng, anh bao nhiêu tuổi rồi, nếu vợ tôi mà gọi anh là Tiểu Tăng thì chả phải là tự làm cho mình già đi hay sao, sau này gọi anh là Lão Tăng là được, Trần Triệu Dương nhìn Tăng Kim Lai với ánh mắt khác lạ rồi nói. Vậy, được thôi, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì Tăng Kim Lai vô cùng kích động. Nghe cái cách gọi thôi là có thể biết được. Mối quan hệ của anh ta với Trần Triệu Dương đã gần lại thêm một chút, dù gì cái cách gọi Lão Tăng này cũng chỉ có những người có mối quan hệ tốt với nhau mới gọi thôi. Lão Tăng, cách gọi này hay lắm, đúng rồi, Lão Tăng này, sao thái độ của mọi người với Trần Triệu Dương lại như thế, nói cho tôi biết đi, Nam Cung Yến cảm thấy vô cùng tò mò với chuyện của Trần Triệu Dương. Tuy rằng trước đây anh đã nói cho cô biết một vài chuyện ở thành phố Vân Hải nhưng cô chắc chắn vẫn còn nhiều chuyện anh không nói cho cô biết. Nếu mà Trần Triệu Dương biết được suy nghĩ của Nam Cung Yến thì chắc chắn sẽ kêu oan. Anh vốn không quan tâm đến chuyện liên minh thương mại mà anh nhờ Từ Hồng Nho đứng lên vì theo suy nghĩ của anh, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không có cách khiến bản thân tăng thêm thực lực, đây cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Anh Trần, tôi có thể nói không, Tăng Kim Lai ngập ngừng rồi quay sang nhìn Trần Triệu Dương. Anh hỏi tôi làm gì? Nếu vợ tôi muốn nghe thì anh cứ nói, Trần Triệu Dương đảo mắt một cái. Xem ra tên Tăng Kim Lai này nhìn thì có vẻ thông minh nhưng cũng có chút ngốc nghếch, chuyện này mà còn hỏi anh. Anh dám không đồng ý hay sao? Vì người muốn nghe là vợ của anh. Được thôi, cô Trần, tôi nói với cô một vài câu chuyện về anh Trần, nghe đến Trần Triệu Dương thì Tăng Kim Lai lập tức thấy hưng phấn, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bên chỗ Trần Triệu Dương nói chuyện rôm rả nhưng bên phía đám người Uông Thúc Dư thì như gặp phải đại địch. Chỉ là dù thế lực của nhà họ Thương có lớn như thế nào nhưng nếu những người thương nhân ở đây liên minh với nhau thì nhà họ căn bản không thể chống đỡ được. Quả nhiên không đến 10 phút thì Uông Thúc Sư đã bước đến với vẻ mệt mỏi. Anh Trần, theo như những gì anh phân phó thì tôi đã đánh sập nhà họ Thương, anh xem, Uông Thúc Sư nhìn Trần Triệu Dương một cách sợ hãi, nói. Lão Tăng, tôi còn có chút chuyện còn lại giao cho anh xử lý. Trần Triệu Dương không nhìn Uông Thúc Dư cái nào mà lập tức đứng lên nói với Tăng Kim Lai. Anh Trần, anh cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý mọi chuyện một cách ổn thỏa. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì Tăng Kim Lai vô cùng kích động. Anh ta không ngờ khi nãy mình bày tỏ sự trung thành thì sẽ được giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy. Anh ta thầm quyết tâm nhất định phải làm thật tốt chuyện này. Được, anh làm thì tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, bao giờ anh làm xong thì đến tìm tôi, địa chỉ của tôi anh biết rồi đấy. Trần Triệu Dương vỗ vai anh ta nói. Được, anh Trần, nghe được lời này của Trần Triệu Dương thì tim anh ta như muốn ngừng đập rồi đột nhiên đập lại một cách điên cuồng, khuôn mặt mập mạp của anh ta cũng vì kích động mà đỏ bừng cả lên. Vợ à, chỗ này không có gì vui nữa đâu, chúng ta về thôi, Trần Triệu Dương đứng lên rồi nói với Nam Cung Yến. Được thôi, em đói rồi, đến đây lâu vậy mà không có gì ăn cả, đói chết mất thôi, Nam Cung Yến gật đầu, không đợi được mà làm nũng với Trần Triệu Dương. Ai, thật sự xin lỗi, vợ à, là lỗi của anh không nên để em đói, về nhà anh nấu cơm cho em ăn nhé, đảm bảo em ăn no rồi vẫn muốn ăn tiếp, nghe thấy lời nói của Nam Cung Yến thì Trần Triệu Dương vỗ trán một cái. Sau khi ăn xong bữa trưa thì đến giờ vẫn chưa có gì ăn cả, nên đói là đúng rồi.
lúc nấy anh ăn được không ít đồ trên bàn nhưng Nam Cung Yến luôn phải đi giao tiếp với đám thương nhân đó nên làm gì có thời gian mà ăn, bây giờ chắc là đói muốn chết rồi. Nhưng đột nhiên anh lại nhớ ra, vợ anh lúc nãy làm nũng với anh phải không? Xem ra, thái độ của vợ với anh lại tốt hơn rồi, mình phải cố gắng nữa, tranh thủ thời gian ở thành phố Long Hải này đạt được kỹ năng cuối cùng. Ôi, anh Trần tốt với vợ quá, người giỏi như thế mà còn tự mình xuống bếp nấu ăn, cô Trần đúng là có phúc mà, nhìn thấy Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến rời đi cùng nhau thì Tăng Kim Lai cảm thán. Đám người ở đây nhìn thấy hai người đi rồi thì đều thở phào nhẹ nhõm. Khi Trần Triệu Dương ở đây thì thực sự quá áp lực, họ còn không dám thở mạnh. Đợi đến khi Trần Triệu Dương lên xe, chuẩn bị cùng Nam Cung Yến rời đi thì có người kéo cửa sau xe anh ra rồi chui tọt vào. Cô là ai? Nam Cung Yến nhìn thấy người vừa chui vào thì ngẩn ra, hỏi. Ôi, chú ơi, mau lái xe đi, có người đuổi theo tôi, người vừa chui vào chính là Tuyên Hoàng. Cô ta có thật giật mình ra giấu im lặng với Nam Cung Yến rồi giục Trần Triệu Dương lái xe đi. Vợ à, đợi chút nữa anh giải thích với em. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Nam Cung Yến thì Trần Triệu Dương chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu rồi khởi động xe ra khỏi khách sạn. Ngay khi xe của Trần Triệu Dương vừa rời đi thì một đám người đuổi đến, họ nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy người đâu thì mới bỏ đi. Được rồi, những người đó đều đi cả rồi, cô muốn đi đâu? Trần Triệu Dương quay đầu lại nhìn Tuyên Hoàng rồi hỏi. Tôi cũng không biết mình muốn đi đâu, tôi là một cô nhi, từ nhỏ đến giờ đều chưa từng nhìn thấy bố mẹ. Nếu bây tôi đi thì sẽ bị đám người đó bắt lại, họ nói. Muốn bắt tôi đem bán, Tuyên Hoàng đáng thương nói. Nghe được lời này của cô ta thì Trần Triệu Dương trợn mắt lên, cô gái này nói dối không chớp mắt, chỉ cần mở miệng là nói được, lúc nãy vừa bảo. Anh giống bố cô ta, sao bây giờ lại bảo không có gia đình rồi? Nam Cung Yến nghe thấy lời này thì động lòng thương, cô giơ tay ra nắm lấy tay cô ta rồi nhẹ giọng nói, cô đã không có chỗ nào để đi thì tạm thời cứ về nhà cùng chúng tôi đã. Nếu không bị đám người kia bắt thì không hay. Thật sao, chị à, thật là cảm ơn chị quá, chị đúng là người tốt mà. Tuyên Hoàng nghe thấy lời nói của Nam Cung Yến thì kích động ngẩng phát đầu dậy, nói một cách cảm kích. Trần Triệu Dương bĩu môi, cô nhóc này không phải là muốn lánh nạn ở chỗ anh sao, lúc nấy chắc chắn là nhìn thấy anh tức giận nên mới tìm cách ứng phó. Nhưng mà anh lại không thấy phản cảm chút nào, nên trong lòng anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Nếu mà Tuyên Hoàng này không phải người nhà họ Cơ thì có thể là người nhà họ Ngọc. Nhưng khả năng là người nhà họ Cơ cao hơn, nên anh cũng muốn xem thử xem cô nhóc này muốn làm gì. Anh thực sự cảm thấy kỳ lạ, Triệu Diễm Linh và Vương Diệu Phi đi đâu rồi? Trong cả buổi tiệc cũng không thấy họ, anh tin nếu họ nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay thì sẽ không đến làm phiền anh nữa. Xe rất nhanh đã về đến biệt thự, sau khi dừng xe thì Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đã rất thân rồi, hai người vừa nói vừa cười. Cả đường không đoái hoài đến Trần Triệu Dương. Hai người đi về trước đi, anh đi mua chút đồ. Ăn, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà nhé. Trần Triệu Dương đợi hai người xuống xe thì anh không xuống mà chuẩn bị đi chợ. Được, anh đi nhanh về nhanh nhé, em đói lắm rồi. Nam Cung Yến gật đầu rồi dắt tay Tuyên Hoàng đi lên tầng. Trần Triệu Dương khởi động xe rồi đi theo hướng dẫn của điều hướng, tìm được một cái siêu thị, mua một ít đồ ăn rồi mới lái xe đi về. Sau khi về đến nhà thì anh phát hiện hai người vô cùng có duyên với nhau, nói chuyện lâu thế rồi mà vẫn chưa ngừng. Trần Triệu Dương biết Nam Cung Yến đói lắm rồi nên lập tức lao vào sơ chế đồ ăn. Đến khi anh làm xong 4 món mặn một món canh thì cửa bị mở ra, Triệu Diễm Linh từ ngoài đi vào. Ai ya, ăn cơm sao, tốt quá, vừa hay tôi còn chưa ăn. Triệu Diễm Linh nhìn thấy đám Trần Triệu Dương chuẩn bị ăn cơm thì không khách sáo chút nào, cô A ngồi thẳng xuống bàn luôn. Tay cũng chưa rửa mà bắt đầu ăn luôn. Trần Triệu Dương cầm món ăn ra thì nhìn thấy cảnh này, anh cau mày nhưng không nói gì cả, dù gì cũng là chị họ của Nam Cung Yến, cũng không thể không cho người ta ăn cơm được. Mọi người ăn trước đi, tôi đi làm thêm 2 món nữa, vốn anh nghĩ ngần này món đủ ăn rồi nhưng bây giờ thêm Triệu Diễm Linh thì chắc chắn không đủ được, chỉ mới qua một lúc mà 4 món mặn một món canh đã vơi mất 1/3 rồi. Vất vả cho anh rồi, Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương một cách xấu hổ. Trần Triệu Dương cười với cô một cái rồi lại về phòng bếp làm thêm 2 món nữa. Làm nhiều thế làm gì? Chị ăn no rồi, không phải nói với em rồi sao? Đây dù có là cơm nhà nhưng để lãng phí cũng không hay. Triệu Diễm Linh nhìn Trần Triệu Dương lại mang thêm 2 món lên thì của mắng. Đủ gì mà đủ, chị ăn hết đồ rồi, chúng tôi còn chưa ăn đâu. Trần Triệu Dương lạnh giọng nói,
anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy, đúng là khiến người ta tức giận mà. Được rồi, tôi ăn no rồi, về ngủ trước đây, đừng có làm ồn, tôi thính ngủ lắm đấy nên đừng làm tôi tỉnh giấc. Triệu Diễm Linh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi không quan tâm đến lời của Trần Triệu Dương mà quay người đi về phòng cô ta. Cái đệt, chú à, bà cô này là ai thế? Chả khác gì một con lợn cả, lại còn dám ăn nói như thế, Tuyên Hoàng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng trước mặt, cô ta không khống chế âm lượng mà hét lớn. Triệu Diễm Linh vừa về đến phòng thì nghe thấy lời này của Tuyên Hoàng, cô ta lập tức đi ra nhìn Tuyên Hoàng chằm chằm nói, con nhóc kia, cô vừa nói gì? Cô nói ai là lợn? Wow, hóa ra cô nghe thấy sao, tôi còn tưởng cô bị điếc, hóa ra không phải, lại còn mạnh miệng như thế, người ta nợ cô sao? Vì sao lại phải làm cơm cho cô ăn? Cô thì là cái thá gì chứ? Tuyên Hoàng nói như súng liên thanh, nói đến mức Triệu Diễm Linh á khẩu không nói lại được. Con nhóc kia, có tin tôi cắt bỏ lưỡi của cô hay không? Triệu Diễm Linh tức đến mức run bần bật, cô ta lập tức đi ra khỏi phòng rồi lao thẳng về phía Tuyên Hoàng. Chị làm gì thế? Đừng có cản rỡ. Trần Triệu Dương chắn phía trước mặt Tuyên Hoàng rồi lạnh giọng nói. Cậu không phải người nhà chúng ta sao? Thế mà lại dám giúp người ngoài đối phó với tôi không muốn sống nữa, công lý ở đâu? Triệu Diễm Linh chỉ cần nhìn thấy Trần Triệu Dương thì lại tức giận, cô ta ngồi bệt xuống đất gào khóc. Chị họ, nếu chị còn làm loạn như thế nữa thì về đi, chỗ này của em không cần chị, Nam Cung Yến không nhịn được nữa, nói thẳng. Tiểu Yến, em thế mà lại giúp người ngoài mà nói với chị như vậy. Chị là chị họ em đấy, chị họ đấy, nghe được lời này của Nam Cung Yến thì Triệu Diễm Linh dừng lại rồi nói một cách tủi thân. Em còn không hiểu chị sao chị họ, những chuyện chị làm từ khi chị lên thành phố Long Hải đến nay đừng tưởng em không biết, nếu còn để em biết chị giới thiệu mấy người linh tinh cho em thì sau này chuyện của nhà họ Triệu em sẽ không nhúng tay vào, tiền cũng không cho một đồng nào. Nữa, Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng rồi hạ đòn sát thủ. Tiểu Yến, chuyện không giống như em nghĩ đâu, chị. Chị không làm loạn nữa, chị về phòng ngủ trước đây, Triệu Diễm Linh nghe được lời nói của Nam Cung Yến thì bị dọa sợ, cô ta không muốn trở thành tội nhân của nhà họ Triệu. Nếu người nhà họ Triệu biết Nam Cung Yến vì cô ta mà không qua lại với nhà họ nữa thì cô ta sợ sẽ bị những người đó nuốt sống mất. Nói xong thì cô ta lườm Trần Triệu Dương và Tuyên Hoàng một cái rồi lao thẳng về phòng. Trần Triệu Dương, thực sự xin lỗi, em cũng không nghĩ đến chị họ em. Đợi đến khi Triệu Diễm Linh về phòng thì Nam Cung Yến mới áy náy nói. Được rồi, vợ à, anh không trách em mà, cô ta là cô ta, em là em, chỉ là em cần cẩn thận một chút, cô ta và Vương Diệu Phi chắc chắn không chịu để yên đâu. Trần Triệu Dương lách đầu, anh không để ý chuyện này mà vẫn nhắc nhở Nam Cung Yến. Chị à, người đàn bà độc ác đó tuy là chị họ của chị nhưng không giống chút nào cả, đúng là một người đàn bà chanh chua, Tuyên Hoàng nói với vẻ kỳ lạ. Đi thôi. Đứa nhóc như cô thì biết gì chứ, mau đi ăn cơm, ăn trước hai món này đi, Trần Triệu Dương đập một phát lên đầu Tuyên Hoàng rồi nói. Không cho đánh, anh trai tôi nói, đánh vào đầu sẽ bị ngu đấy. Còn nữa, tôi nhỏ chỗ nào, dù gì cũng đã 19 tuổi, người lớn rồi, Tuyên Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi hất tay Trần Triệu Dương xuống, sau đó mới đập ngực nói một cách khó chịu. Cô có anh, không phải bảo là cô Nhi sao? Nam Cung Yến nghe thấy lỗ hổng trong lời nói của Tuyên Hoàng thì nghi ngờ hỏi lại. Không phải ruột thịt, Tuyên Hoàng run lên một cái rồi cười nói. Ồ, được rồi, chúng ta ăn thôi, Nam Cung Yến không so đo nữa, kể cả cô ta có phải là cô Nhi hay không thì mình cũng chỉ nói chuyện hợp với cô ta mà thôi, cứ coi như là có thêm một người bạn mới. May mà số lượng đồ ăn Trần Triệu Dương làm vừa đủ ăn, Nam Cung Yến ăn đến thỏa thích. Còn Trần Triệu Dương thì cũng ăn được kha khá trong bữa tiệc rượu rồi nên bây giờ cũng chỉ ăn lót dạ mà thôi. Chú à, không ngờ chú nấu ăn ngon thế. Hai, nếu chú lúc nào cũng làm đồ ăn cho tôi thì tốt rồi. Ngon muốn nuốt lưỡi luôn. Ăn cơm xong, Tuyên Hoàng vỗ vỗ bụng rồi đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn không nói nên lời. Cô cũng không sợ no căng bụng hay sao, trong bữa tiệc đã ăn nhiều thế rồi mà bây vẫn còn ăn được nhiều như vậy. Trần Triệu Dương chỉ có thể lắc đầu đối với bộ dạng bây giờ của Tuyên Hoàng. Ai bảo chú làm đồ ăn ngon thế chứ, vốn tôi chỉ muốn nếm thử một chút sau đó không nhịn được mới thành thế này. Tôi nói cho chú biết, nếu mà tôi béo lên thì đều là do lỗi của chú, Tuyên Hoàng bất đắc dĩ vỗ vỗ cái bụng của mình, rồi lại còn trách ngược Trần Triệu Dương. Tôi cũng lười quan tâm cô, Trần Triệu Dương bắt đầu dọn bát đũa. Đợi đến khi anh dọn xong thì Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đã về phòng ngủ rồi, chỉ còn lại mỗi Trần Triệu Dương ở bên ngoài. Bịch bịch,
khi anh đang nghỉ ngơi thì nghe thấy một loạt tiếng động, nó khiến anh phải chau mày. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng từ trong phòng đi ra, nhưng Triệu Diễm Linh thì không có chút động tĩnh nào. Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn một lượt, thì thấy hơn chục tên côn đồ cầm gậy gộc đứng ở ngoài cửa, trông vô cùng hung dữ. Hai người đi vào trong phòng đi, tôi không bảo hai người ra thì đừng ra, Trần Triệu Dương tuy có đủ năng lực bảo vệ bọn họ nhưng cũng không muốn họ xảy ra chút chuyện sơ sót nào. Được, anh cẩn thận, Nam Cung Yến nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy thì cô cũng biết chắc là người đến không có ý tốt gì. Trần Triệu Dương đi mở cửa thì thấy một người đang định lao vào bên trong, anh vừa mở cửa ra thì hẳn lao thẳng vào. Cút ra, Trần Triệu Dương đá thẳng hắn ra ngoài. Sau đó anh đi ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Các người là ai? Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng hung dữ kia của bọn họ thì hỏi. Mày là Trần Triệu Dương đúng không? Nghe nói mày lấy được một cô vợ xinh đẹp lắm, cho mượn chơi chút nào. Tên cầm đầu béo nục nịch cầm trong tay một cây gậy sắt, bộ dạng vô cùng hung hãn. Nghe thấy tên du côn anh chưa từng gặp bao giờ lại có thể gọi được chính xác tên của anh, còn biết cả việc anh đã kết hôn nữa. Vậy thì chắc chắn những người này đã nằm được một vài thông tin cá nhân của anh, nhưng điều quan trọng hơn cả là, đám người này hoàn toàn không biết chuyện anh làm ở khách sạn Phượng Lan. Nếu không thì người phía sau chắc chắn không thể nào chỉ tìm mấy tên du côn như thế này đến gây sự với anh được. Yên tâm, bọn mày sẽ không chết một cách dễ dàng như thế đâu, tao sẽ khiến cho bọn mày nếm đủ đau đớn, cuối cùng phải sống trong hối hận và tuyệt vọng, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói. Vốn mấy người này tìm anh để gây chuyện, chỉ cần đuổi họ đi là được rồi. Nhưng mà, họ nói gì không nói lại lôi chuyện vợ anh ra để nói, điều này thực sự đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Tên nhóc, người thì không lớn nhưng khẩu khí thì lớn đấy, thật sự không biết ông đây đến làm gì sao. Nói thật cho mày biết, ông đây không thiếu cách để lấy mạng người, mày tốt nhất nên thức thời đi, tên béo cầm đầu nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì tức muốn chết, hắn ta nói một cách tức giận. Trần Triệu Dương không nói nhiều mà lập tức ra tay, chỉ là mấy tên côn đồ này dưới tay anh thì không có chút khả năng phản kháng nào, tất cả đều bị anh đánh ngã rạp ra đất. Bây giờ chúng ta nói chuyện một chút, Trần Triệu Dương cầm lấy gậy sắt của tên mập đó rồi bẻ tay một cái, thanh sắt dài như thế lập tức bị bẻ cong. Tên mập biết lần này chọc không đúng người rồi, nhưng không ngờ được là Trần Triệu Dương lại có thể bẻ cong vũ khí của hắn ta, đây là một gậy sắt đặc chứ không phải loại rỗng rữa. Nói đi, là ai sai bọn mày đến, Trần Triệu Dương tiện tay vứt gậy sắt đã bị bẻ cong đó đi rồi hỏi. Không có ai sai cả, là chúng tao tự đến, nghe Trần Triệu Dương nói thì tên mập úp mở nói. Được, tốt lắm, hiểu rồi, Trần Triệu Dương gật đầu, rồi không hỏi thêm nữa. Nhìn thấy bộ dạng này của Trần Triệu Dương thì tên mập thở dài nhẹ nhõm, tên nhóc này giỏi thế nhưng vẫn rất dễ lừa. Ngay khi hắn ta nghĩ Trần Triệu Dương sẽ bỏ qua cho mình thì anh đã duỗi tay sờ soạng một chút rồi sau đó lôi từ trong người ra một chiếc châm bạc, nhanh như chớp châm vào người hắn ta. Hả, tên mập ngây người một chút, một cái châm nhỏ như thế mà muốn hắn ta khuất phục sao, đúng là trẻ con mà. Nhưng mà... suy nghĩ này của hắn ta chỉ duy trì được mấy phút rồi lập tức một cơn đau đáng sợ ập đến, cơn đau này bắt nguồn từ chiếc xương sườn vừa bị Trần Triệu Dương đánh gãy. Vốn dĩ mức độ đau đớn này đối với hắn ta thì không đáng là gì, nhưng lần này hắn ta cảm nhận được rất rõ ràng, loại đau đớn này có thể nói là đau đến tận xương tủy. Từ trước đến nay hắn ta chưa từng chịu qua cơn đau nào như thế này, hắn ta lập tức muốn hét lên để giảm bớt đau đớn. Chỉ là điều khiến hắn ta tuyệt vọng chính là hắn há miệng ra nhưng không phát ra được âm thanh nào cả, chỉ có thể đứng im chịu đau đớn. Những người khác thấy thế thì đều sững sờ, họ không ngờ được đại ca mình bình thường khỏe mạnh như thế nhưng bây giờ lại là bộ dạng đau khổ tột cùng, hơn nữa còn lộ ra ánh mắt cầu cứu. Phải đau đớn như thế nào mới khiến cho đại ca có biểu hiện như thế? Trần Triệu Dương không thèm quan tâm đến ánh mắt cầu cứu của tên mập, anh làm cho hắn ta đau đớn thêm 5 phút nữa rồi mới rút chân ra. Nếu theo tính cách của Trần Triệu Dương thì sẽ khiến hắn ta phải chịu đau đớn cả đời. Nhưng khi nấy anh châm kim chỉ khiến cho độ mẫn cảm của dây thần kinh đau đớn của hắn ta tăng gấp chục lần, vốn chỉ là một cơn đau nhỏ. Nhưng gấp chục lần thì có thể nói là đau chết người. Sau đó, anh chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng đủ để hắn ta đau muốn chết đi sống lại, tương lai đừng nói đến chuyện đi đánh nhau mà sợ sinh hoạt hàng ngày thôi cũng vô cùng đau khổ rồi. Nghĩ một chút, hắn ta chỉ cần ăn một miếng cá. Nếu như bị mắc xương thì sẽ đau gần như chết đi luôn, cảm giác đó mới kinh khủng làm sao. Cái này, là do Vương Diệu Phi tìm tao đến quấy rối mày,
hắn ta liều mạng thở gấp mấy hơi rồi mới mở miệng nói. Quả nhiên là hắn ta, nghe thấy lời tên mập nói thì Trần Triệu Dương cười lạnh rồi nói. Ai mà có thể hiểu rõ về anh như thế cơ chứ, chắc chắn là do Triệu Diễm Linh nói cho Vương Diệu Phi biết, hơn nữa, hai người cũng không xuất hiện trong bữa tiệc, nếu họ mà có mặt thì chắc chắn không dám đến quấy rầy anh. Hắn muốn bọn mày trả thù tao như thế nào, Trần Triệu Dương lại hỏi. Hắn cho bọn tao 10.000 tệ, muốn bọn tao trói mày lại rồi bắt vợ mày đi cho hắn, tên mập không dám giấu giếm chút nào, hắn ta không muốn phải chịu cảnh đau đớn như lúc nấy một lần nào nữa. Được rồi, bọn mày hết tác dụng rồi, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói xong thì không cho hắn ta có cơ hội nói linh tinh nữa mà lập tức dùng châm châm vào 8 huyệt vị của những người đó, rồi phong bế lại những huyệt vị quan trọng. Làm xong thì Trần Triệu Dương quay vào trong nhà. Wow, chú à, chú giỏi quá, nhiều người như vậy mà chưa đến 10 phút chú đã xử xong hết cả rồi, đúng là quá giỏi, nhìn thấy Trần Triệu Dương đi vào. Nhà thì Tuyên Hoàng nói với anh. Gọi Triệu Diễm Linh ra đây, Trần Triệu Dương đi vào phòng cô ta thì không phải phép lắm nên muốn nhờ Nam Cung Yến vào gọi. Được, nghe được lời nói của anh thì Nam Cung Yến ngạc nhiên. Tuy rằng hai người họ vừa rồi đứng ở cửa nhìn lén, nghe lén. Cô cũng không nghĩ nó liên quan đến chị họ mình. Nhưng mà khi được Trần Triệu Dương nhắc nhở thế thì cô đột nhiên hiểu ra. Với trí thông minh của cô thì rất nhanh sau đó đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Một lúc sau, ánh mắt cô hiện ra một chút đau khổ. Nếu thực sự là do chị họ của cô làm thì sau này làm sao để chung sống với nhau được nữa, sợ là sẽ trở mặt thành thù thôi. Nam Cung Yến không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức đến gõ cửa phòng Triệu Diễm Linh. Ai thế? Ngủ rồi, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của cô ta cùng với giọng điệu không có chút kiên nhẫn nào. Là em, mở cửa ra, Nam Cung Yến cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận rồi gõ cửa lần nữa. Mấy giờ rồi mà không đi ngủ đi, Triệu Diễm Linh nhập nhèm buồn ngủ, nhìn thấy đám Trần Triệu Dương thì trưng ra vẻ cạn lời. Diễn đạt đến mức độ này rồi cơ à? Mới vào ngủ được bao lâu mà đã ngủ say thế rồi sao? Bên ngoài có mấy người bảo là quen chị. Chị ra xem thử xem, Trần Triệu Dương nhìn Triệu Diễm Linh lạnh nhạt nói. Đêm rồi, tôi không ra ngoài đâu, tôi còn muốn ngủ thêm chút, đừng có mà làm phiền tôi nữa. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, trong mắt Triệu Diễm Linh hiện lên một tia hoảng sợ, cô ta nhanh chóng quay người lại định đóng cửa. Sao mà Trần Triệu Dương lại để cô ta toại nguyện được chứ? Anh tiến lên một bước rồi giữ chặt lấy cửa, nói, hôm nay chị không ra ngoài cũng không được, ra đi. Nói rồi anh lập tức giơ tay nắm lấy cánh tay cô ta kéo ra ngoài. Tên họ Trần kia, buông tay tôi ra, nam nữ khác biệt, buông tay tôi ra, Triệu Diễm Linh bị Trần Triệu Dương kéo đi như thế thì kêu gào, Trần Triệu Dương thấy cô ta quá ồn ào nên lập tức châm cho một châm, phong bế luôn huyện câm của cô ta. Rồi tiếp tục kéo cô ta ra cửa. Vốn cô ta còn đang la hét om sòm, nhưng sau khi nhìn thấy đám người bu đầy ngoài cửa thì bị dọa cho đứng hình. Giết, giết người. Triệu Diễm Linh chỉ có một suy nghĩ chính là đám người này đều bị Trần Triệu Dương giết hết rồi, cô ta không ngờ anh lại nhãn tâm như thế, trước đây bản thân cô ta đắc tội với anh không ít lần, mong anh không tức lên mà giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây thì Triệu Diễm Linh lại càng sợ hãi hơn, cùng lúc đó cũng cảm thấy vô cùng hối hận, sao mình lại tham dự vào cái trò này làm gì. Trần Triệu Dương rút châm ở huyệt câm của cô A ra, anh muốn xem cô ta còn muốn nói gì nữa. Tiểu Yến à! Em đừng để Trần Triệu Dương giết chị cũng không phải là cố ý đâu, đều là do Vương Diệu Phi muốn chị lừa em ra ngoài. Sau đó, nói đến đây thì Triệu Diễm Linh ngẩng đầu nhìn Nam Cung Yến, trong mắt hiện lên sự cầu xin. Chị họ, chị làm em quá thất vọng rồi, Nam Cung Yến đau khổ, căn chặt răng nói. Cô hiểu rất rõ, nếu như mình bị lừa ra ngoài thật thì chắc trách đến lúc đó sẽ gặp phải Vương Diệu Phi, dù cô có chút thực lực nhưng nếu hẳn ta dở trò gì thì cô cũng không thể nào chống cự được. Em vào trước đây, anh xử lý đi, Nam Cung Yến vô cùng thất vọng, cô đi qua người Triệu Diễm Linh vào trong nhà. Triệu Diễm Linh kêu lên mấy tiếng nhưng Nam Cung Yến rất đau lòng nên không hề để ý đến cô ta. Được rồi, đừng có kêu nữa, trước đây tôi đã cảnh cáo chị rồi, đừng có làm chuyện gì quá phận, nhưng chị không nghe. Bây giờ làm sai thì tất nhiên phải trả giá, kể cả chị có là chị họ của Nam Cung Yến thì cũng không tránh khỏi, Trần Triệu Dương nhìn cô ta rồi lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, anh không đợi cô ta trả lời mà lập tức dùng cách giống với khi nấy xử lý những người kia, phong bế hết huyệt vị, không những vậy còn phong bế luôn cả miệng cô ta.
Xử lý xong Triệu Diễm Linh thì anh gọi cho Tăng Kim Lai một cuộc điện thoại, chuyện này tự anh xử lý thì có hơi phiền. Đợi đến khi Tăng Kim Lai đến thì Triệu Diễm Linh đã bị dọa sợ gần chết rồi, vốn cô ta còn muốn dựa vào thân phận chị họ của Nam Cung Yến, nhưng căn bản là không ai để ý đến cô ta. Đợi đến khi xử lý xong Triệu Diễm Linh thì Trần Triệu Dương mới quay người đi vào trong nhà, nhìn thấy Nam Cung Yến đang tức giận ngồi trong phòng khách thì anh thở dài một cái, chuyện này chỉ có thể tự mình nghĩ thông thôi chứ người khác không thể nào giúp đỡ được. Sau khi sắp xếp xong thì Trần Triệu Dương lập tức rời khỏi nhà, anh không thích nợ người khác, càng không thích người khác nợ anh. Nếu Vương Diệu Phi đã dám làm ra loại chuyện như vậy thì cũng nên chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Trần Triệu Dương lái xe với tốc độ nhanh nhất. Anh còn không thèm để ý đến đèn giao thông, chưa đến 5 phút sau anh đã dừng xe trước một biệt thự vô cùng xa hoa. Đúng là hưởng thụ thật đấy, cũng không sợ nuốt không trôi à, đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương quét qua một lượt, liền nhìn thấy Vương Diệu Phi đang chơi đùa với ba cô gái ở phòng khách biệt thự, chơi vui đến mức kêu đùa ầm ĩ. Lúc này, thân hình của Trần Triệu Dương lóe lên, giải quyết bảo vệ của khu biệt thự này, đồng thời phá hủy hệ thống camera giám sát ở đây, anh đến trước phòng khách. Trần Triệu Dương đến phòng khách rồi cũng không vội vàng đến trừng trị Vương Diệu Phi, mà lặng lẽ đến trước một cái bàn, cầm một quả táo lên, vừa ngồi trên bàn, vừa gặm quả táo, mắt nhìn ngắm cuộc sống sinh hoạt sang chảnh của Vương Diệu Phi. Á! Một cô gái xinh đẹp mặc bikini quay đầu nhìn thấy Trần Triệu Dương thì hét lên một tiếng, rõ ràng, cô ta không hề ngờ rằng sao đột nhiên lại xuất hiện một người lạ mặt ở trong căn biệt thự đẹp đến này. Thế này! Nghe thấy cô ta hét lên! Vương Diệu Phi và hai cô gái xinh đẹp khác đột nhiên đồng loạt nhìn sang, hai cô gái kia nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, cũng cực kỳ bối rối. Trần Triệu Dương, tại sao anh lại ở đây? Lần này Vương Diệu Phi thật sự sợ rồi, hắn ta không ngờ rằng Trần Triệu Dương sẽ xuất hiện ở đây, theo suy. Nghĩ của hắn ta, tên Trần Triệu Dương này chắc chắn đã bị người do mình thuê giết chết rồi. Tại sao tôi không thể ở đây? Ở đây là đầm rồng hang hổ sao? Trần Triệu Dương híp mắt cười nhìn về phía Vương Diệu Phi nói. Bảo vệ đâu? Vương Diệu Phi nhìn dáng vẻ cười híp mắt của Trần Triệu Dương, trong lòng run lên, hướng về bên ngoài hét lên. Hét đi, xem có ai đến cứu anh không? Trần Triệu Dương lạnh lùng cười, ném quả táo lên bàn, nhìn hẳn ta, thờ ơ nói. Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Vương Diệu Phi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Anh nói xem, anh đã tốn nhiều tâm tư như vậy. Không phải là vì muốn mời tôi đến sao, bây giờ tôi đã đến rồi, nói đi, anh muốn dạy dỗ tôi chuyện gì, Trần Triệu Dương nhìn Vương Diệu Phi, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tôi không có ý muốn mời anh đến, tôi không biết gì cả, đến tận lúc này, Vương Diệu Phi vẫn còn muốn ngụy biện. Được, tôi tin anh, thế nhưng, tôi không vừa mắt anh cho lắm, Trần Triệu Dương gật đầu, không muốn giải thích những thứ này với hắn ta, anh nói vô cùng ngang ngược. Trần Triệu Dương. Cho dù giữa chúng ta có hiểu lầm, anh cũng không thể như vậy được, ở đây là nhà của tôi, như thế này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Anh có tin, tôi sẽ cho anh ngồi tù mọt gông không? Vương Diệu Phi nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy liền biết có mềm yếu cũng vô dụng, giọng điệu liền trở nên cứng rắn. Vậy thì anh có tin, bây giờ tôi có thể khiến anh vĩnh viễn không cương lên được nữa không? Trần Triệu Dương nghiền ngẫm nhìn Vương Diệu Phi nói. Trong lúc nói chuyện, Trần Triệu Dương giơ tay ra cầm chai rượu, búng ngón tay cái. Nắp chai bay ra ngoài ngay lập tức, khảm mạnh vào nóc biệt thự. Vương Diệu Phi nghe Trần Triệu Dương nói, vốn muốn chế giễu Trần Triệu Dương một phen, nhưng nhìn thấy động tác tiếp theo của Trần Triệu Dương, Vương Diệu Phi liền trợn tròn mắt. Mẹ nó sao sức mạnh thế này phải mạnh đến cỡ nào chứ? Mở bia bằng một tay đã khủng bố lắm rồi, nắp chai này lại còn khảm vào nóc biệt thự, sức mạnh của tên này thật sự quá kinh khủng. Nói đi cũng phải nói lại, nóc biệt thự này rất kiên cố. Không phải là những nóc biệt thự thông thường. Vậy anh muốn như thế nào? Tôi nói cho anh biết, thế lực nhà ngoại tôi không phải là người mà anh có thể động vào được đâu. Tốt nhất anh đừng có làm chuyện gì quá đáng với tôi. Vương Diệu Phi nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy, hắn ta sợ Trần Triệu Dương sẽ làm chuyện gì đó, hắn ta sẽ không chịu được. Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn cảnh cáo anh một chút, sau đó dạy cho anh một bài học nhỏ, yên tâm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, cũng sẽ không đau đớn. Trần Triệu Dương vừa nói, vừa đến trước mặt Vương Diệu Phi, giơ tay ra, đâm vào đan điền của hắn ta. Sau khi làm xong những việc này, Trần Triệu Dương lùi lại ngay lập tức, nói, sau này, không được phép đến quấy rầy Nam Cung Yến, cô ấy là vợ của tôi, nếu để tôi biết được, anh còn dám đến quấy rối cô ấy, tôi sẽ cho anh biết,
cái gì gọi là đau đớn. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa vẫy tay, một bức tường gỗ cứng vốn đặt ở bên cửa sổ xuất hiện trong tay anh ngay lập tức, sau đó, anh vỗ mạnh vào bức tường đó vẫn hoàn hảo, không hề hư hại. Làm xong mọi việc, Trần Triệu Dương đặt bức tường về chỗ cũ, rồi sau đó rời đi. Sau khi Trần Triệu Dương rời đi, Vương Diệu Phi ngồi bệt xuống đất, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hừ, ăn nói ghê gớm như thế, không phải vẫn sợ nhà họ Vương và nhà ngoại tôi sao, ba người chết. Rồi hay sao, mau đỡ tôi dậy, Vương Diệu Phi hừ lạnh, có phần tự đắc nói. Vâng, ba cô gái vừa mới bị dọa sợ, còn tưởng kẻ thù của Vương Diệu Phi tìm đến nơi, nếu như giết Vương Diệu Phi thật rồi muốn giết người diệt khẩu thì sợ rằng ba người bọn họ cũng khó có thể sống được. Không ngờ cuối cùng lại không hề xảy ra chuyện gì. Dìu tôi tới xem tượng gõ của tôi nào, nghĩ đến động tác làm ra vẻ của Trần Triệu Dương trước khi rời đi, Vương Diệu Phi cười lạnh một tiếng, cùng với sự hỗ trợ của ba cô gái, đến trước bức tượng gõ. Giả vờ cái gì chứ, không phải bức tượng này vẫn bình thường sao, làm cả ngày cũng chỉ tốn công phí sức. Vương Diệu Phi liếc nhìn bức tượng, nhận thấy không hề thay đổi chút nào, liền chế giễu ếu. Thế nhưng, Vương Diệu Phi đang cười không hề nhận ra. Màu sắc của bức tượng này đang nhạt dần, sau đó, những phần khắc nổi trên bức tượng gỗ bắt đầu trượt xuống, giống như cát. Cậu Vương, mau nhìn đi, lúc này, cuối cùng cũng có một cô gái nhìn thấy sự thay đổi, kêu lên. Nghe thấy vậy, Vương Diệu Phi nhìn vào bức tượng gỗ ngay lập tức. Vương Diệu Phi nhìn thấy, bức tượng gỗ vốn không hề tổn hại chút nào, bắt đầu nhạt dần, sau đó, những phần khắc nổi bên ngoài bắt đầu bong ra, rơi vãi xuống đất. Chuyện này, nhìn thấy sự thay đổi của bức tượng, đám người Vương Diệu Phi trợn tròn mắt. Không, tượng gỗ của tôi, Vương Diệu Phi không dám tin, liền giơ tay ra, nắm lấy bức tượng gỗ. Thế nhưng, điều khiến hắn ta ngạc nhiên chính là mình chỉ nắm lấy không khí, bàn tay của mình xuyên thẳng qua bức tượng gỗ, hắn ta liền rút tay lại, cả bức tượng hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Si, nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác đầu tiên của Vương Diệu Phi không phải đau đớn, mà là sợ hãi, sau đó là kinh sợ. Nếu như vừa rồi một chưởng này của Trần Triệu Dương đập vào người mình. Nghĩ đến đây, Vương Diệu Phi ngồi phịch xuống đất. Còn ba cô gái kia cũng vô cùng sợ hãi, không dám ở lại đây nữa, nhanh chóng mặc quần áo, không đòi tiền Vương Diệu Phi, mà rời thẳng đi. Sau khi Trần Triệu Dương rời đi, anh đi thẳng về chỗ ở của mình, về đến nhà, hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đang đợi anh ở phòng khách. Trần Triệu Dương, anh đi đâu thế? Có sao không? Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương trở về an toàn, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn anh từ trên xuống dưới, vẫn lo lắng hỏi. Anh không sao, em yên tâm đi, sau này Vương Diệu Phi sẽ không dám gây sự nữa đâu. Trần Triệu Dương lắc đầu, nhìn vẻ căng thẳng trong đôi mắt của Nam Cung Yến, trong lòng anh cực kỳ cảm động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chú, chẳng lẽ chú đã giết tên Vương Diệu Phi kia à? Tuyên Hoàng nghe Trần Triệu Dương nói, trợn tròn hai mắt trong nháy mắt, tò mò hỏi. Nghe Tuyên Hoàng nói trái tim vốn đã yên ổn của Nam Cung Yến lại trở nên lo lắng. Sao có thể được, hiện tại chúng ta đang ở trong một xã hội pháp chế, sao có thể tùy tiện giết người được? Tôi chỉ đi cảnh cáo hắn ta một chút thôi, bảo hắn ta sau này không được đến trêu chọc tôi nữa mà thôi. Trần Triệu Dương nghe được lời nói của Tuyên Hoàng, xoa đầu cô bé, giọng điệu không hòa nhã chút nào nói. Tôi đã nói rồi. Đừng xoa đầu tôi nữa, tôi sẽ ngốc đó, Tuyên Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó thở hổn hển nói. Được rồi, tôi đi ngủ đây, mệt mỏi cả ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút, Tuyên Hoàng đứng dậy, vươn eo, quay người trở về phòng của Trần Triệu Dương, đóng cửa. Tôi không quen ngủ cùng người khác, nên tôi sẽ dùng phòng của chú nhé, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến sững sờ, Tuyên Hoàng chỉ để lại một câu nói rồi trở về phòng. Bà xã, thật sự xin lỗi em. Vừa đến thành phố Long Hải, đã khiến em phải chịu nhiều tổn thương như vậy, là do anh không thể bảo vệ em, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương đột nhiên hơi áy náy nói. Không thể trách anh được, anh đã làm rất tốt rồi, nếu như không phải anh, e rằng em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, Nam Cung Yến lại cực kỳ mạnh dạn vươn tay ra, nắm lấy tay của Trần Triệu Dương, nhẹ nhàng an ủi. Cảm ơn bà xã, Trần Triệu Dương cảm động kéo Nam Cung Yến, ôm cô vào lòng. Hừ. Anh chỉ muốn dê người ta thôi, Nam Cung Yến bị Trần Triệu Dương kéo vào lòng, trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn vô hạn, nhưng vì tính cách nhút nhát của mình, cô lại không thể làm được, liền đẩy Trần Triệu Dương ra. Bà xã, bà chị họ của em thì em định làm thế nào?
Trần Triệu Dương nghĩ đến Triệu Diễm Linh, nói thật, mọi chuyện đều do người phụ nữ này gây ra, nếu như không có cô ta, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế nên, đối với Triệu Diễm Linh, Trần Triệu Dương không hề có chút thiện cảm nào. Trần Triệu Dương, mặc dù chuyện chị ấy làm rất quá đáng, thế nhưng, cuối cùng chị ấy vẫn không làm em bị thương, ngược lại bây giờ, chị ấy đã rút ra một bài học rồi, em tin sau này chị ấy sẽ làm người tốt, Nam Cung Yến Trần Trừ nói. Huống chi là, tốt xấu gì chị ấy cũng là chị họ của em thật sự không thể làm gì chị ấy được, nếu không thì, em thấy rất có lỗi với người mẹ đã mất của mình, Nam Cung Yến nói đến đây, có chút đau lòng. Được rồi, bà xã, tùy em, đợi sau khi mọi chuyện ở thành phố Long Hải kết thúc, anh sẽ bảo người đưa chị ta về, trong khoảng thời gian này, để chị ta suy nghĩ về những gì mình đã làm, cũng coi như cho chị ta một bài học, Trần Triệu Dương gật đầu, không hề ngạc nhiên với quyết định của Nam Cung Yến. Nam Cung Yến nhìn có vẻ là một tổng giám đốc lạnh lùng, nhưng ai càng hiểu cô thì càng biết rằng, thật ra cô là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp. Bà xã, phòng của anh bị nhóc Tuyên Hoàng kia chiếm mất rồi, đêm nay anh không có chỗ ngủ, em xem, nói đến đây, Trần Triệu Dương ra vẻ đáng thương nhìn Nam Cung Yến. Hừ, đúng là lợi cho anh, cùng em về phòng đi, nghe được Trần Triệu Dương nói vậy, sao Nam Cung Yến không biết tên này đang có ý gì, liền liếc anh một cái không hòa nhã chút nào. Nhưng mà, anh chỉ được nằm ngủ dưới đất thôi, Nam Cung Yến liền bổ sung thêm một câu ngay sau đó, nói xong, cô quay người đi vào phòng. Hi hi, anh biết rồi, thấy Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương liền vui vẻ, tung tăng đi theo cô vào phòng. Một đêm không xảy ra chuyện gì, hai người Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến không hề ngủ, mà ngồi xếp bằng tu luyện cả một đêm. Cả một đêm này, có thể nói Trần Triệu Dương tu luyện rất thoải mái. Đêm nay không bằng đêm tu luyện đầu tiên tuần trước cùng Nam Cung Yến, hơn nữa, anh cảm thấy, sức mạnh của Nam Cung Yến trở nên mạnh hơn, tốc độ tu luyện của anh cũng tăng lên. Chú nấu cơm à, sáng nay ăn gì vậy, Tuyên Hoàng vẫn còn ngái ngủ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Trần Triệu Dương đang bận rộn ở trong phòng bếp, cô nhóc liền sáng mắt, chạy đến, tỏ vẻ thèm thuồng. Húp cháo ăn bánh bao, nhìn dáng vẻ thèm thuồng của cô bé, Trần Triệu Dương không vui lòng trả lời. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ cần chú không cảm thấy bà xã của mình đáng thương là được rồi. Tuyên Hoàng gật gù đắc ý nói, sau đó, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt không sao. Mau đi rửa mặt đi, Trần Triệu Dương vừa nghe thấy lời cô bé nói, liền bất lực, anh thế mà lại bị một cô nhóc năm thóp rồi. Thế nhưng, cô nhóc này nói đúng, mình có thể khiến người khác tủi thân, cũng không thể khiến bà xã của mình cảm thấy ấm ức được. Không lâu sau, Tuyên Hoàng và Nam Cung Yến rửa mặt xong, nhìn bữa sáng đơn giản trên bàn, liền mở to mắt. Vãi trưởng, chú ác thật đó, chú thật sự chỉ nấu cháo, hấp bánh bao thôi sao, nhìn trên bàn chỉ có cháo và bánh bao, Tuyên Hoàng liền hét lên, tỏ ra cực kỳ bất mãn. Có cái ăn là được rồi, còn muốn kén cá chọn canh, tôi hấp 9 cái bánh bao, cô ăn 2 cái, tôi ăn 3 cái, phần còn lại thì của bà xã tôi, Trần Triệu Dương liếc Tuyên Hoàng một cái, sau đó chia phần. Hừ, chú đừng nói là 2 cái, 1 cái tôi cũng không muốn ăn, còn không cả có cải bẹ, sao có thể ăn được, Tuyên Hoàng nhìn những chiếc bánh bao. Trắng nõn, Tuyên Hoàng lại không có chút khẩu vị nào. Bà xã, nào, em ăn đi, Trần Triệu Dương đẩy bánh bao cho Nam Cung Yến, sau đó anh cũng cầm một cái bánh bao, cắn một miếng. Chị Cung Yến, không được rồi, để em mời chị ăn sáng nha, món cháo trắng với bánh bao này có gì ngon chứ, Tuyên Hoàng liền quay đầu nhìn Nam Cung Yến, thúc giục. Chị ăn thế này cũng được, chút nữa chị còn phải đi xử lý vài chuyện, Nam Cung Yến lại buồn cười lắc đầu, cầm một cái bánh bao lên, cắn một miếng. Hửm, mùi gì thế, thơm quá, Tuyên Hoàng vốn dĩ không muốn ăn, nhưng rất nhanh chóng, cô bé ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Đây là mùi thơm mà cô bé chưa từng ngửi thấy trước đây, nó đã khơi dậy cảm giác thèm ăn trong mình. Còn Nam Cung Yến không ngờ rằng một cái bánh bao có thể làm đến mức này, nhưng khi cắn miếng đầu tiên, cô đã bị chỉnh phục. Bên ngoài bánh bao hơi nguội, nhưng bên trong lại rất nóng, sau khi cắn, một luồng hơi nóng mang theo mùi hương lúa mì truyền vào miệng cô. Bánh bao mang theo mùi hương của thức ăn, khiến cô không nhịn được nhai kỹ. Hương vị rất dễ ngửi, vừa cắn, có cảm giác như đang cắn một miếng bánh gato mềm, không bị giống, ngược lại còn có cảm giác đàn hồi dai dai, khiến người ta không nhịn được muốn nhai thật kỹ. Nam Cung Yến không quan tâm đến những chuyện khác, nhanh chóng bảo vệ đĩa của mình, bắt đầu thưởng thức nó một cách ngon miệng. Tuyên Hoàng thấy bọn họ đều không thèm quan tâm đến mình,
nhưng mùi thơm nước mũi đó làm cho bụng của một kẻ háu ăn như cô ta sôi ủng ục không ngừng. Ngay lập tức, Tuyên Hoàng cầm vội một chiếc triệu lệ lệ lên và ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong thì cô ta chợt ngớ người ra. Bánh bao của tôi đâu? Ai trong các người ăn bánh bao của tôi rồi? Khi Tuyên Hoàng ngấu nghiến hai chiếc bánh bao xong, vươn tay định lấy thêm thì phát hiện trên đĩa đã không còn, cô ta tức giận hỏi. Hả, không phải cô không ăn sao? Sao vậy, vẫn chưa no sao? Thực xin lỗi, phần của mọi người đều chia xong rồi, không còn nữa. Trần Triệu Dương nhìn Tuyên Hoàng với vẻ mặt tò mò hỏi. Làm sao tôi biết bánh bao chú làm ngon đến vậy? Không được, dựa vào đâu hai người đều được phần nhiều, mà tôi chỉ có hai chiếc thôi chứ. Tuyên Hoàng tức giận nhìn Trần Triệu Dương, lập tức đưa tay ra giành lấy bánh bao trên đĩa của anh. Tuy nhiên, trước sự phòng thủ của Trần Triệu Dương, làm sao Tuyên Hoàng giành được, chỉ có thể chụp vào không khí. Chị Tiểu Yến, chị nhìn này, chú ấy đang bắt nạt người ta, không được, chị phải đòi công bằng cho em. Tuyên Hoàng nhìn thấy bộ dạng này của Trần Triệu Dương thì giận dỗi, lập tức quay lại nhìn Nam Cung Yến làm nũng. Thực sự không công bằng, anh chia cho em ấy một chiếc đi. Nam Cung Yến gật đầu, sau đó vươn đũa ra gắp một chiếc bánh bao từ đĩa của Trần Triệu Dương đặt lên đĩa của Tuyên Hoàng. Cảm ơn chị Tiểu Yến, Tuyên Hoàng thấy vậy thì vui như mở cờ trong bụng lập tức nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt khiêu khích. Chị ơi, người ta còn đang ở độ tuổi phát triển, nếu như để quá đói chắc chắn sẽ không tốt đâu. Dinh dưỡng không đủ à, Tuyên Hoàng cầm lấy chiếc bánh bao ăn ngấu nghiến xong thì nhìn sang đĩa của Nam Cung Yến, tỏ vẻ đáng thương nói. Trước giờ Nam Cung Yến ăn cơm rất từ tốn, hơn nữa cô lại có nhiều bánh bao nhất, vẫn còn tận hai chiếc. Đúng là một con mèo nhỏ háu ăn mà, cô nhìn thấy bộ dạng của Tuyên Hoàng thì cảm thấy bất lực nói. Sau đó gắp chiếc bánh bao trên đĩa của mình cho Tuyên Hoàng, rồi vội vàng ăn chiếc bánh bao. Cuối cùng của mình. Cảm ơn chị Tiểu Yến, chị thật tốt bụng. Không giống như một vài người, hứ, Tuyên Hoàng mặt mày hớn hở, lập tức gắp chiếc bánh bao lên ăn từng miếng nhỏ, đến miếng cuối cùng cô ta thật sự có chút không nỡ ăn. Nghe những gì Tuyên Hoàng nói, Trần Triệu Dương cạn lời. Khi không người trổ tài nấu nướng là mình đây lại trở thành người xấu xa nhất rồi. Nam Cung Yến bật cười, cô nhóc này thật lém lỉnh và đáng yêu. Sau khi ăn xong, Trần Triệu Dương muốn đưa Nam Cung Yến đến chỉ nhánh công ty bọn họ ở đây. Còn Tuyên Hoàng thì chỉ muốn ở lại biệt thự, lười phải đi đến công ty gì đó. Anh và cô lái xe về phía công ty, khi bọn họ sắp tới công ty thì điện thoại của Nam Cung Yến bất ngờ đổ chuông. Lão Lý, có chuyện gì sao? Cháu sắp tới công ty rồi, Nam Cung Yến nghe điện thoại liền hỏi. Được rồi, chú hãy ổn định bọn họ trước, cháu sắp đến rồi. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì sắc mặt của Nam Cung Yến trở nên không mấy vui vẻ. Em đừng lo. Không có chuyện gì không giải quyết được cả, nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, Trần Triệu Dương vội an ủi nói.